mở đầu bộ truyện dẫn chúng ta đến một viễn cảnh độ kiếp thăng tiên đại đạo lôi kiếp trên bầu trời đánh ra nghìn tia lôi kiếp âm thanh chấn động cả tông môn bên dưới ngọn núi lớn khiến cả tông môn bên dưới nháo nhả hoang mang chấn động lớn quá ở bên trong biệt viện của môn đồ các huynh trưởng của tông môn nét mặt tràn đầy sự hoảng hốt đương nhiên rồi tuyệt âm tông đệ nhất thiên hạ sao có thể để cho đệ tử của mình xảy ra chuyện được chứ càng huống chi người đó còn là đệ nhất thiên tài từ sau khi thành lập môn phái đến nay tất cả các môn đồ nghe thấy chấn động lớn cũng nháo nhào chạy ra quan sát viễn cảnh phi thăng độ kiếp tiểu sư thúc thật sự sắp phi thăng rồi sao cảm giác không chân thật lắm thúc ấy mới tu luyện còn chưa đến 20 năm mà phải không quay trở lại khu vực độ kiếp đại đạo lôi kiếp vẫn liên tục được đánh ra hàng nghìn tia lôi kiếp uy áp dung chuyển đất trời trên đỉnh núi có một nam nhân cũng chính là nhân vật chính của chúng ta cậu ta đang mở đại đạo lôi kiếp để độ kiếp phi thăng đột phá cảnh giới từng tia lôi kiếp bắt đầu giáng xuống đầu của nam nhân đang muốn đột phá đang ngồi trong pháp bảo của mình dưới luồng lôi kiếp giáng xuống liên tục nét mặt của nam nhân của chúng ta vẫn ung dung điềm tĩnh lôi kiếp giáng xuống pháp bảo lôi điện đánh ra khắp nơi làm náo loạn cả tông môn từng đợt rồi lại từng đợt lôi kiếp được đánh xuống trải qua mấy canh giờ liền nam chính của chúng ta vẫn bình an vô sự từng đợt lôi kiếp đánh xuống chấn động vang trời rung chấn khắp nơi nam nhân này vẫn nở một nụ cười đắc ý trước những tia lôi kiếp đang giáng xuống tia lôi kiếp thứ bảy ngay sau đó cũng từ từ giáng xuống nhưng đều bị pháp bảo của nam chính phá vỡ Nam Chính Ung nằm trong pháp bảo của mình ngước mặt lên nhìn những tia lôi kiếp đang giáng xuống. "Đây cũng là tia lôi kiếp thứ 8 rồi, ta nói nghe nè, dùng thêm một chút lực đi có được không?" Nam Chính tỏ vẻ chán nản ngáp dài khi phải chờ đợi như thế này. "Thôi được rồi, lần này cũng là đại đạo lôi kiếp cuối cùng rồi, nếu đến ngay cả chuông cũng không phá vỡ được, thì lôi kiếp phi thăng này thật sự khiến ta quá thất vọng." Dứt lời tia lôi kiếp thứ 9 trong cửu đạo lôi kiếp phi thăng cũng đã được giáng xuống, đánh thẳng về phía của Nam Chính. Mặc dù sức mạnh công phá mãnh liệt nhưng vẫn không hề khiến cho pháp bảo của Nam Chính bị phá vỡ, cảm thấy đã nhận đủ cửu đạo lôi kiếp phi thăng nam chính của chúng ta đưa tay thu pháp bảo về, được rồi cửu đạo đoạn thể thiên lôi phi thăng đột phá cũng đã xong rồi, mau quay lại đây. Sau khi tiến hành độ kiếp thành công, Nam Chính của chúng ta đứng dậy với tư thế thoải mái vươn vai, kế tiếp chính là kiếp nạn ngũ hành nguyên thần. Thôi thì nghiêm túc hơn một chút vậy dù gì, vừa dứt lời từ trên bầu trời cao đại đạo lôi kiếp thứ 10 đột nhiên đánh xuống khiến cho cả núi đá nứt vỡ chấn động cả tông môn rơi vào hỗn loạn các môn đồ từ biệt viện của tông môn hoảng loạn ngoảnh mặt ra quan sát sao có thể như vậy chứ sao đoạn thể lôi kiếp lại đánh tới 10 lần như vậy chứ các nữ tu giả trong tông môn đứng bên dưới quan sát ai nấy đều hoảng hốt hoang mang làm sao có thể như vậy được chứ đoạn thể lôi kiếp nếu đúng chỉ có cửu đạo thiên lôi với tinh khí của tiểu sư thúc e là đã sớm phá bỏ toàn bộ phòng ngự sau đại đạo lôi kiếp thứ 10 được đánh xuống cả ngọn núi đá lớn dần dần sụp đổ khói bụi mịt mù Nam chính của chúng ta do đó mà cũng dần dần tan biến thành linh khí hòa tan vào thiên địa. Mình mình thật sự sắp chết rồi sao? Với cơ thể dần dần tan biến hóa thành linh khí hòa tan cùng thiên địa. Nam chính của chúng ta dần dần mất đi ý thức. Ta chính là Khưu Kiên là một thiên tài tu luyện cường giả đệ nhất trong thiên hạ này được mọi người công nhận. Chỉ vừa mới lúc nãy đã phi thăng tiên giới bất chợt mà bị đại đạo lôi kiếp thứ 10 đánh chết chuyện như vậy là sao chứ? Khưu Kiên rơi vào trong tuyệt vọng cảm nhận sự đau đớn cùng cơ thể đang tan biến. Địch mạnh không phải chỉ có cửu đạo thiên lôi thôi sao tại sao lại như vậy chứ? Đột nhiên khiêu Kiên lại rơi vào một không gian huyền bí, trước mặt xuất hiện một thân thể lấp lánh kim quang tỏa sáng, thực ra đại đạo lôi kiếp này chỉ có cửu đạo thiên lôi tất cả đều là do sơ xuất của ta mà ra tay đánh nhầm. Khưu Kiên nhìn chằm chằm thân thể tiên nhân đang tỏa kim quang trước mặt tỏ vẻ tức giận, cái gì chứ là đánh nhầm ư đám tiên nhân các người? Khưu Kiên ngay sau đó triệu hồi thần kiếm muốn đánh chết tiên nhân trước mặt, tiên nhân toàn thân phát ra kim quang đứng trước mặt khiêu Kiên đều vô ích thôi đây không phải là thế giới mà ngươi đang sống khưu kiên phẫn nộ trực tiếp dùng nắm đấm của mình lao đến đấm về phía tiên nhân ta cũng không phải chỉ có thể dùng kiếm từng cú đấm trong tức giận và phẫn nộ của mình khưu kiên liên tục đấm về phía lão tiên nhân nhưng mọi cú đấm của khưu kiên đều không thể nào đánh trúng được tiên nhân với tốc độ như vậy sau một lúc tấn công khưu kiên bất lực buông xuôi mọi thứ tỏ vẻ chán nản thôi bỏ đi ta bây giờ cũng không thể nào đánh lại ngươi rồi lão tiên nhân đang tỏa sáng đứng trước mặt của khưu kiên bắt đầu lên tiếng Bỏ đi thì không được nha, ta dù sao cũng phải bồi thường cho ngươi, tất cả điều này đều là lỗi của ta." Khưu Kiên bày ra nét mặt mệt mỏi toát đầy mồ hôi nhìn lão tiên nhân trước mặt. "Nói nhiều như vậy làm gì chứ, rốt cuộc ngươi là ai vậy hả?" Tiên nhân dần dần lộ diện hình dáng thật của mình với cái bụng bia cùng bộ trang phục quần đùi bông áo ba lỗ. "Ta chính là thần, ở thế giới của ngươi ta được gọi là tiên nhân, cũng có thể nói ta là mục tiêu tu luyện cuối cùng của các ngươi." Khưu Kiên lấy tay che đi ánh hào quang của lão tiên nhân tỏ vẻ khó chịu. Ô nói vậy thì ngươi cũng có đủ tư cách để bồi thường cho ta, nhưng ta không cần ta cũng không làm khó ngươi nữa. Mau đưa ta trở lại đi, lão tiên nhân đầu bóng loáng với quả môi lê dương bảo lâm cau mày giải đáp. Chỉ riêng chuyện này ta không thể làm được, bởi vì ở thế giới đó ngươi thật sự đã chết rồi. Khưu kiên tức giận lao đến nắm lấy cổ áo của lão tiên nhân phẫn nộ hét lớn. Địch mạnh ông vừa nói cái gì chứ, lão tiên nhân thở dài thẫn thờ. Thôi bỏ đi ngươi tức giận cũng là chuyện bình thường, nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn đến thế giới khác xem thử sao? Lão tiên nhân bắt đầu thi triển thực lực của mình mở ra hình ảnh đa vũ trụ của nhiều thế giới khác nhau, xung quanh đều là hình ảnh đa vũ trụ từ tu tiên, máy móc, hệ thống, cổ đại, quái thú, xuyên không, ngay cả thế giới hentai cũng có. Khưu Kiên nhìn những hình ảnh của các vũ trụ khác nhau với nét mặt buồn bã, nhưng đến đó thì có ích gì chứ ta bây giờ đã trở thành phế nhân rồi. Lão tiên nhân nhìn Khưu Kiên cười một cách hào hứng, vậy thì thế này đi ta sẽ để ngươi mang theo sức mạnh của mình đến thế giới khác. Ngươi thấy vậy có được chưa? Khưu Kiên chỉ tay vào bản thân có chút ngạc nhiên. Ta được quyền chọn sao? Lão tiên nhân đồng thời búng tay thi triển thần lực di chuyển Khưu Kiên vào một thế giới mà lão đã dự tính. Khưu Kiên đột nhiên bị dịch chuyển nên nét mặt có chút hoảng hốt la hét. Đậu hóa vậy mà lão nói ta được quyền chọn sao? Lão tiên nhân nở một nụ cười đắc ý nhìn về phía trước. Ngươi chắc chắn sẽ rất thích nơi đó ngay mà thôi. Cùng lúc này Khưu Kiên được lão tiên nhân dịch chuyển từ trên trời lao xuống một khu rừng rộng lớn. Bên cạnh còn có một thôn làng và đồng ruộng mênh mông. Khưu Kiên cứ như thế mà bị lão tiên nhân đưa đến một nơi lạ lẫm khiến bản thân hoang mang tột độ, đến gần mặt đất Khưu Kiên ngay lập tức nhào lộn nhiều vòng giữa không trung rồi thành công tiếp đất. Đồng thời đứng giữa một trận chiến giữa người dân trong thôn cùng đám yêu thú to lớn, Khưu Kiên nhanh tay triệu hồi bảo kiếm của mình thể thử thực lực bản thân, lão già đó thật sự không hề lừa ta, thật sự đã giữ nguyên sức mạnh vốn có của ta, cũng có chút thú vị rồi đấy. Con yêu thú đồng thời tấn công đấm mạnh về phía trước khiến cho mặt đất nứt vỡ nhiều mảnh. Khưu Kiên nhanh chóng vào thế phản công, Quy tụ vô số thanh kiếm xung quanh bản thân đứng trước mặt yêu thú, vạn kiếm tẫn nguyệt, ngay sau đó lập tức ra đòn chém mạnh về phía con yêu thú trước mặt khiến thân thể nó phân thành nhiều mảnh. Sau khi thành công kết liễu yêu thú liền nhẹ nhàng tiếp đất đứng trước mặt dân làng, nhìn thấy Khưu Kiên dân làng vẫn còn run rẩy sợ hãi, một thanh niên trong làng giữ chặt vũ khí run rẩy nhìn Khưu Kiên, ngài ngài làm liệt ma nhân sao, nhưng mà chúng tôi không còn gì giá trị để trả cho ngài nữa rồi. Khưu Kiên thu liễm linh lực đứng trước mặt dân làng với nét mặt háo hức. Liệp ma nhân sao nghe cũng có một chút gì đó ngầu đấy, mà rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Ở thế giới này liệp ma nhân chính là loại sát thủ thợ săn chuyên săn giết quái vật yêu thú, họ phải trải qua nhiều lần đột biến để có thể trở thành dị nhân có được thể chất siêu phàm và dùng nó để đối phó với những con quái vật yêu thú mà người thường không thể đối mặt, họ lang thang khắp nơi kiếm sống bằng cách nhận tiền thưởng ủy thác từ việc giết quái vật của người thường. Nghe đến đây cũng giống hiệp khách ở thế giới của Khưu Kiên. Khưu Kiên sau đó đến bảng treo cáo thị của thợ săn tiền thưởng chọn ra một con quái vật có giá trị cao, vậy thì quyết định làm một liệp ma nhân chơi chơi cũng được, ta cũng không tính là muốn làm kẻ ngoại lệ. Đột nhiên một cánh tay đưa ra giật lấy tờ giấy ủy thác của quái vật giá trị cao trên tay của Khưu Kiên, cô gái này nhìn chằm chằm Khưu Kiên cau mày, đây không phải là ủy thác mà người thường có thể làm ngươi sẽ chết đó. Khưu Kiên đắc ý giật lại tờ ủy thác với nét mặt hào hứng, vậy nên ta đề nghị ngươi giao nó lại cho ta. Dù gì ta cũng là liệp ma nhân còn là loại cao cấp nhất nữa cơ, cô gái bỗng nhiên tối sầm mặt lại có vẻ như là đang tức giận nhìn thẳng về phía Khưu Kiên. Đừng, Khưu Kiên toát mồ hôi nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt vô cùng bối rối. Đừng nói là sắp khóc đó nha, ngươi đừng, thực ra ta đưa cho ngươi cái này cũng. Ngay lập tức cắt ngang lời nói của Khưu Kiên cô gái tức giận chỉa mũi kiếm của mình về phía trước. Đừng có xúc phạm từ đó, Khưu Kiên hoang mang đưa tay giữ chặt mũi kiếm của nữ tử trước mặt. Rốt cuộc là từ nào chứ, cao cấp nhất, hay là liệt ma nhân vậy hả? Nữ tử trước mặt của Khưu Kiên cố gắng dùng sức giật lại kiếm của mình hét lớn, biết rồi mà vẫn còn hỏi à? Sao ngươi có thể là một liệt ma nhân được chứ? Mau buông tay ra. Khưu Kiên ngay sau đó cũng thả lỏng ngón tay của mình ra trả lại kiếm cho nữ tử trước mặt. Khưu Kiên bày ra nét mặt tự tin nhìn nữ tử trước mặt, "Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, nếu như ngươi không phục thì chúng ta đến đó so tài một trận đi, ngươi cảm thấy như thế nào hả cứ theo quy tắc của liệt ma nhân mà làm?" cô gái nhìn về phía khưu kiên với giọng nói bực tức không khuất phục cái gì mà đệ nhất đệ nhị chứ đánh thì đánh ta sợ ngươi chắc thanh kiếm của cô gái đồng thời rơi vào vỏ kiếm khiến cho cô ta hoảng hốt kinh ngạc khưu kiên tiếp đó lại đưa tờ ủy thác cho nữ tử phía sau khiến cô ta càng tức giận hơn vậy thì cô dẫn đường đi ta bị mù chữ không biết đọc nữ tử phẫn nộ nhìn theo bóng lưng của khưu kiên hét lên cái gì chứ vậy mà còn giành ủy thác với ta làm cái gì hả khưu kiên vẫn tiếp tục tiến về phía trước để cho cô gái đuổi theo sau liên tục quát đến cứ chờ đó mà xem, ta làm sao mà có thể thua một kẻ mạo danh còn thất học như ngươi được chứ. Chuyển cảnh đến tối đó ở một thôn làng đông đúc dân cư nằm bên cạnh một kênh nước lớn. Kế bên bờ kênh thôn dân trong làng đang bàn tán về người đàn ông đang khóc lóc ngồi cạnh kênh nước. Nghe gì chưa hả hình như thê tử của hắn cũng đã biến mất ở bờ sông này. Ta cũng đã nghe chuyện này rồi bờ sông đó bây giờ phải dùng một chữ thảm để nói à. Ta nghe nói rằng thê tử của hắn đang sống sơ sơ ngồi giặt đồ bên bờ sông thì đột nhiên bị kéo xuống nước. Ta còn nghe nói đồ trên người thê tử của hắn đang mang lúc đó chỉ còn sót lại nửa mảnh vải đầy máu me. Người đàn ông lúc này buồn tủi ngồi một mình ôm mảnh áo còn sót lại của thê tử khóc lóc thảm thương, đột nhiên cô gái ban chiều đi cùng Khưu Kiên bước đến đưa tờ ủy thác về phía người đàn ông. "Xin cho hỏi đây có phải là ủy thác của ngươi treo đúng không?" Người đàn ông khóc lóc nhìn về phía bờ sông, nếu đã nhận được ủy thác rồi thì ta cũng không cần nói gì thêm nữa, những điều ta biết được từ con quái thú đó đều viết hết lên tờ ủy thác đó rồi. Cô gái hăng hái nhìn người đàn ông trước mặt Vậy thì mau dẫn bọn ta đến nơi xảy ra chuyện này đi, cho dù đó là loại quái vật nào liệp ma nhân bọn ta sẽ không để ngươi thất vọng. Ngay sau đó dưới sự dẫn đường của người đàn ông, Khưu Kiên cùng nữ tử bên cạnh bước theo sau, "Này tên mạo danh kia ta không cần biết tại sao ngươi lại tự xưng là một liệp ma nhân, nhưng tiếp theo đây cho dù ngươi nghe thấy cái gì cũng không cần phải phản ứng quá lố đấy nhé." Bỗng đột nhiên có một ông lão chạy đến chắn đường, "Con muốn đi tìm lũ đó để liều mạng hay sao hả? Ta không để cho con làm chuyện ngu ngốc này được." Người đàn ông đau buồn nói với cha của mình. Con biết con không đánh lại bọn chúng nên con đã tìm liệp ma nhân đến đây rồi. Khưu Kiên nhìn thấy ông lão trước mặt liền đứng ra hành lễ. Còn nữ tử bên cạnh thì tối sầm mặt lại trái ngược với Khưu Kiên. Ông lão giữ chặt hai tay của con trai mình hét lên. Con điên rồi sao hả? Những tên đó là ác quỷ bọn chúng cực kỳ ác độc và hiểm ác. Bạc tình không có một chút nhân tính. Người con trai với nét mặt tuyệt vọng cúi đầu trước cha của mình. Con không hề điên chỉ là con đã không còn gì để mất nữa rồi người đàn ông nắm chặt tay của mình thể hiện sự phẫn nộ trong lòng mình hiện tại con chỉ nghĩ duy nhất đến một việc là phải nhất định bắt lũ đó nợ máu phải trả bằng máu dân làng lúc này cũng chỉ tay về khiêu kiên và nữ tử bên cạnh bắt đầu bàn tán ngươi nhìn thấy gì kia không hình như bọn chúng là liệt ma nhân đúng thật là xui xẻo tại sao lại có bọn liệt ma nhân xuất hiện ở trong thôn chúng ta chứ thật là quá ghê tởm rồi đám quái vật này không phải vẫn còn nghĩ mình là con người đấy chứ nữ tử bị người khác xỉ nhục xa lánh nên có chút buồn bã Khưu Kiên đứng bên cạnh khi nghe các dân làng có vẻ kỳ thị liền ngạc nhiên, cậu ta ngoảnh mặt nhìn nữ tử bên cạnh. Tại sao bọn họ lại không tôn trọng các ngươi như vậy chứ? Không phải các ngươi đang bảo vệ mọi người thoát khỏi lũ quái vật đó sao? Nữ tử bày ra nét mặt buồn bã u sầu tiếp tục bước đi về phía trước. Ngươi quả nhiên không phải là liệt ma nhân, ngươi thậm chí còn không biết gì về nó. Theo lý mà ngươi nói thì cũng đúng, nhưng những lời bọn họ nói cũng không sai. Sau khi đã chấp nhận thí luyện để trở thành thợ săn quỷ, thì theo một cách nói khác bọn ta đã không còn là con người nữa rồi. Khưu Kiên ngay sau khi hiểu ra lý do liền dùng giọng nói động viên khuyến khích nữ tử bên cạnh, các ngươi đáng được nhận sự tôn trọng từ bọn họ. Bất luận nguyên nhân là gì đây là điều không thể nào thay đổi được, nữ tử cảm thấy vui vẻ và phấn chấn trước lời động viên của Khưu Kiên. Đa tạ ngươi, sau đó vui vẻ mà đi theo Khưu Kiên chuẩn bị cho ủy thác tiêu diệt quái vật trong thôn làng này. Sau một lúc dẫn đường người đàn ông đưa tay chỉ về vùng đất phía trước, chính là ở phía trước cứ đêm xuống là không thể nhìn thấy gì cả ta cũng chỉ có thể dẫn các người đến đây thôi. Nữ tử bắt đầu dùng dị năng thợ săn của mình dùng cặp mắt sáng rực nhìn về phía trước. Là một liệp ma nhân thật sự thì trong bóng tối cũng có thể nhìn được. Việc này ngươi không làm được đúng không tên mạo danh kia. Khiêu kiên tiếp đó liền dùng thần lực của mình mở ra nhãn quan giữa ấn đường nhìn nữ nhân bên cạnh. Hả cái gì chứ ngươi vừa nói gì ta nghe không rõ. Ngươi có thể nói lại một lần nữa được không? Khiêu kiên bắt đầu ngẩng mặt nhìn lên trời dùng nhãn quan giữa ấn đường thi triển thần lực ngay sau đó tạo ra một quả cầu lửa sáng rực giữa bầu trời đêm thập nhị kiền nguyên huyễn linh quyết nhị lang chân quân khám đỉnh nhãn sau một lúc tìm kiếm khắp nơi giữa khu vực mà người đàn ông kia nói là sẽ xuất hiện quái vật nữ tử bất ngờ tìm thấy một dấu chân ma quái của quái vật những vết chân kéo lê này chính là dấu chân của quái vật nữ tử bắt đầu dùng dị năng khứu giác của mình để cảm nhận tiếp theo là quẹ là mùi thối của sinh vật ăn xác mũi của liệt ma nhân có thể phân biệt rõ mùi trong phạm vi hàng trăm mét phân biệt được cả mùi của người và thú nữ tử tiếp tục chỉ tay về phía bờ nước bọn chúng ở dưới con sông trước mặt này ngươi nhanh thật đó vừa định hướng được quái vật nữ tử đã phát hiện ra khưu kiên đã nhận biết được mục tiêu trước cả mình khưu kiêu dùng thần lực tạo ra vô số luồng sáng thập phương thiên nguyên ma thần quyết chấn nguyên đại tiên thành phong tụ nữ tử cùng khưu kiên sau đó cũng nghe được tiếng động của đám quái thú đang chuyển động dưới dòng sông cạnh nó liệt ma nhân còn có thính giác nhạy bén và có thể nghe thấy những âm thanh mà người bình thường không thể nghe được Khưu Kiên tiếp tục đưa tay lên tai dùng thần lực lắng nghe xung quanh. Thập phương tiền nguyên huyễn linh quyết đại đỗ di cần thuận phong nhĩ, mặt hồ đồng thời dậy sóng nước từ từ dâng lên cao một cách hỗn loạn. Đám thủy quái lập tức xuất hiện nhào đến tấn công, nữ tử nhờ dị năng của mình liền dễ dàng nhận biết phản xạ một cách nhanh chóng, chức năng thể chất của Liệp Mai Nhân được tăng cường rất nhiều, sở hữu sức mạnh siêu phàm sự nhanh nhẹn tốc độ phản ứng, sự phối hợp cơ thể và sức chịu đựng đáng kinh ngạc thường đã được luyện tập qua các kỹ năng về kiếm thuật nhanh chóng một đòn tấn đến từ khưu kiên liền xuyên qua cơ thể thủy quái trước sự bất ngờ của cô gái sau lưng cô gái là khưu kiên đang trong trạng thái vạn kiếm tẫn nguyệt khí thế oai phong cô gái ngoảnh mặt nhìn khưu kiên có chút hoang mang làm sao có thể như vậy chứ ngươi là một thuật sĩ hay là một pháp sư vậy hả trước đòn tấn công của thủy quái nữ nhân vội vã nhảy lên né tránh nói lớn nhưng mà chỉ như vậy thì hoàn toàn không đủ cô gái tiếp tục dùng kiếm đối kháng với thủy quái là lớn này ngươi có thật sự hiểu hay không vậy chứ mất máu trọng thương cũng chẳng là gì với thủy quái cả phải cắt tai bọn chúng chảy dịch nhầy mới kết liễu được chúng khưu kiên tiếp tục đưa tay lên niệm quyết đừng vội như thế từng đường kiếm khí lập tức cắt ngang cơ thể thủy quái phân thành nhiều mảnh khưu kiên trong trạng thái vạn kiếm tẫn nguyệt đứng lơ lửng giữa bầu trời lần này chắc cũng coi như là cắt tai rồi phải không nhìn thấy được thực lực siêu việt của khưu kiên trước mặt khiến cho cô gái vô cùng ngỡ ngàng bất chợt từ lúc nào đám thủy quái bất ngờ xuất hiện hàng loạt bao vai lấy cô ta tiêu rồi bọn chúng xuất hiện từ lúc nào vậy chứ Khưu Kiên vẫn ung dung điềm tĩnh thi triển thần lực của mình điều khiển bảo kiếm tấn công về phía trước, từng đòn tấn công nhanh như sấm chớp tạo ra một cơn bão như muốn hủy diệt tất cả. Xuất hiện ngay bên cạnh của cô gái càn quét tất cả thủy quái, tiếp đó là hàng loạt tai của thủy quái rơi xuống mặt đất, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy hả? Khưu Kiên lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm về phía nữ nhân trước mặt, không phải đã nói rồi sao ta chính là liệt ma nhân đó. Nhân tiện trận đấu này cũng được tính là tôi thắng rồi có phải không? Nữ nhân vô cùng thán phục thực lực của Khưu Kiên bắt đầu công nhận cậu ta ưng ừ mà chiêu vừa nãy của ngươi có thể dạy cho ta được không khưu kiên nét mặt bỗng trở nên trầm ngâm cô không có khả năng đó nếu mà có thể ta cũng không ngại có thêm người truyền thừa đáng tiếc là ở thế giới này ta không cảm nhận được sự tồn tại của linh lực nét mặt của nữ nhân dần dần trở nên buồn bã vì không được khưu kiên chỉ dạy ta thật sự không có khả năng đó sao khưu kiên bắt đầu thẫn thờ chăm chú quan sát nữ tử bên cạnh thầm nghĩ nhưng mà trên thực tế thì liệp ma nhân nhìn từ góc độ tu tiên đúng là có căn cốt thích hợp để tu luyện Ta phải xem xét kỹ hơn một chút nhưng mà khoan đã, bất chợt Khưu Kiên cảm nhận được bên cơ thể của nữ tử này có một nguồn linh lực dồi dào. Trong cơ thể của cô ta vì sao lại tồn tại linh lực được chứ? Thế giới này không phải không có linh khí hay sao? Khưu Kiên liên tục quan sát nữ tử bên cạnh rồi đưa tay lên vuốt cằm trầm ngâm. Ha có một chút thú vị rồi đây có vẻ như thế giới này không đơn giản như những gì ta thấy, nhưng mà màu sắc và vị trí của linh lực hoàn toàn không giống. Trong cứ như linh lực của một tà tu. Khưu Kiên đưa tay ra bày tỏ quan điểm của mình với nữ tử bên cạnh thật ra ta có thể dạy cho ngươi một chút kiếm thuật chính tông nhưng ngươi cần phải trả bằng sự nỗ lực không thể tưởng tượng được nhưng mà ngươi học để làm gì với thân thủ hiện tại của ngươi chắc cũng đủ để tồn tại ở thế giới này rồi chứ nữ tử với khuôn mặt buồn rầu nhìn khưu kiên nếu chỉ để sống thì có lẽ đủ rồi nhưng để một liệt ma nhân sống tốt thì vẫn còn xa lắm khưu kiên liếc mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt tham vọng nhiều như vậy sao ngươi là đang cố gắng để khai tông lập phái liệt ma nhân à cô ta bắt đầu chăm chú nhìn về phía của khưu kiên Hai tông là phái là cái gì chứ? Lời nói của ngươi có chút khó tả đại khái ta cũng có thể nghe hiểu. Ngươi vừa rồi có lẽ phần nào đã cảm nhận được đánh giá của bọn họ về liệt ma nhân. Thật ra cho dù đó là một quốc gia, một tổ chức hay là một khu vực, cho dù đó chỉ là một nơi tập hợp, ta hy vọng sẽ tạo ra một nơi mà các liệt ma nhân không phải nhận thành kiến sự khiêu khích và những tin đồn thất thiệt, sẽ không còn bị nhân thế sợ hãi và cũng sẽ không bị người đời ghét bỏ, không cần phải đối mặt với những cuộc đàn áp đồ sát của thế giới. Nhưng hiện tại ta vẫn còn quá yếu bây giờ những điều này vẫn còn quá xa vời đối với ta. Khưu Kiên áp sát mặt lại gần nữ nhân trước mặt đưa tay nâng cầm cô ta lên, hoặc là nó không xa vời tới mức như cô đang nghĩ. Khưu Kiên tiếp tục tiến về phía trước đưa tay ra hiệu. Được rồi đi thôi, ta tên là Khưu Kiên trong khi ta vẫn còn có hứng thú hãy nói cho ta biết thêm về liệp ma nhân đi. Nữ nhân cũng tiếp bước theo sau, còn ta tên là Daniela Klinder ta đến từ tự hồ học phái. Cứ thế cả hai người cùng nhau trò chuyện trên đoạn đường dài phía trước, tên của cô dài quá ta nhớ không nổi. Vậy thì cứ gọi ta là Daniela đi. Một liệp ma nhân từ trên trời rơi xuống dễ dàng giải quyết con thủy quái cổ đại đó là những gì gia đình kia kể lại. Lúc này một nữ nhân nhìn qua thủy tinh cầu quan sát từng hành động của Khưu Kiên, làm sao có thể có một liệp ma nhân như vậy nhỉ? Ta chưa từng thấy hắn bao giờ ít nhất là ta chưa từng ngủ với hắn. Phía đối diện nữ liệp ma nhân nhìn Jessica, bọn ta không muốn nghe về những sở thích cá nhân phóng đãng của cô. Jessica, nhưng ngươi phải biết rằng nếu như giao con thủy quái đó cho chúng ta, ít nhất cũng cần 4 năm thuật sĩ đỉnh phong mới có thể xử lý được. Chúng ta phải xác nhận xem hắn ta có phải đến từ giáo hội thiên thể hay không. Nếu hắn thật sự đến từ thế giới kia thì phiền phức lớn rồi. Một giọng nói từ phía góc tường vàng lên, nếu như hắn thật sự phiền phức như vậy, thì ta trực tiếp đi giết hắn là được rồi. Nữ nhân này chính là người của tháp lãnh nhược băng xương Tanika Fiori. Chuyển cảnh đến công quốc xeo thành phố xeo một thủ đô nhỏ phồn hoa nằm gần bờ biển, Daniela cùng Khưu Kiên cũng đã có mặt tại thành phố xeo tản bộ cạnh cảng biển. Vì vậy nói đúng ra Seo chỉ là một công quốc nhỏ, nhưng thủ đô của nó à mà được rồi lẽ ra nó cũng nên được gọi là Seo. Đây chính là nơi thịnh vượng nhất gần bờ biển phía tây của phương Bắc. Thông qua quan sát các cư các khắp thành phố Seo khưu kiến rút ra kết luận. Không sai vậy nên những người ở đây thực sự không có linh lực. Vậy nàng ta là người đặc biệt hay là tất cả liệp ma nhân? Daniela ngoảnh mặt lại nhìn Khưu kiến tỏ thái độ. Này nãy giờ ngươi có nghe ta nói gì không vậy hả? Khưu kiến ngơ ngác nhìn Daniela. Vậy thì Seo ở thế giới của cô có nghĩa là gì vậy? Daniela chống tay ngang eo nhìn trầm chằm Khưu Kiên. Sao là vỏ ốc là vỏ ốc đó? Ta nhớ là đã nói điều này trước khi vừa mới đến Sao rồi cơ mà. Khưu Kiên lại đến một sạp hàng bày đầy vỏ ốc ngoảnh mặt lại nhìn Daniela. Được rồi vậy thì chúng ta đến thành phố vỏ ốc này để làm gì vậy hả? Daniela bực tức nhìn Khưu Kiên nói lớn là để kiếm tiền đó. Ngươi chỉ cần ngồi một chỗ với một tư thế kỳ lạ là có thể không cần ăn không cần uống mà vẫn có thể sống. Nhưng ta thì khác ta phải ăn uống mới có thể sống được. Khưu Kiên đưa tay lên trầm ngâm nghĩ tới cảnh mình vận công tu luyện hấp thụ linh khí, dáng vẻ nó kỳ lạ lắm sao chứ, bất chợt một cơn sóng cao trăm mét đổ ập đến cảng biển khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Ngay cả Daniela cũng ngạc nhiên quay sang nhìn, Daniela lại quay sang nhìn Khưu Kiên chỉ tay hoảng hốt, bên đó có quái vật, bất chợt lại ngạc nhiên không thấy bóng dáng Khưu Kiên đâu, chỉ trong chớp mắt Khưu Kiên xuất hiện lơ lửng giữa không trung nhìn xuống bên dưới quan sát. Đám thủy quái bắt đầu lộng hành ngang nhiên mang theo vũ khí trèo lên bờ biển tấn công mọi người, Daniela ở bên dưới ngẩng mặt lên nhìn Khưu Kiên. Bọn chúng chính là bá nhân ngư, chúng bình thường không hoạt động trên bờ. Nếu chúng lên bờ thường là để trả thù hoặc giết người. Khưu Kiên lại tiếp tục vận khí sử dụng vạn kiếm tấn nguyệt tập trung ý niệm phát động tấn công. Vậy thì không được rồi ta nhất quyết không để bọn chúng lộng hành như thế. Daniela đưa tay bôi một lớp dầu lên kiếm của mình. Đao kiếm thông thường không thể gây sát thương đến bá nhân ngư. Phải bôi thêm một lớp dầu của động vật ăn xác lên kiếm mới có thể kết liễu được chúng. Khưu Kiên giữ chặt thanh kiếm của mình liên tục chém ra những luồng kiếm khí kết liễu đám thủy quái bên dưới. Không cần kiếm của ta không hề tầm thường, từng đường kiếm lướt ngang theo Khưu Kiên cắt ngang khiến đám thủy quái phân thành nhiều mảnh. Sau đòn tấn công vừa rồi Daniela vội vã chạy về phía của Khưu Kiên hét lớn, cả chặng đường dài chỉ toàn đâm chém và đâm chém kiếm của ta gần như dỉ sét luôn rồi. Khưu Kiên bên này thu liễm lại linh lực thu nhỏ bảo kiếm của mình cười phấn khích, ta thật sự xin lỗi vì ta quá mạnh rồi. Khưu Kiên đắc ý nhìn Daniela cười khúc khích hào hứng. Đừng khách khí, đừng khách khí, ta biết đây là phương thức các ngươi tạ ơn cứu mạng. Bất chợt Daniela nhìn thấy gì đó liền trợn tròn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, phía trước mặt của cô ta là một nhóm binh lính trang bị giáo mác. Toàn thân được mặt một lớp giáp sắt cực kỳ oai phong, Khưu Kiên ngơ ngác đứng ra nhìn về phía đám binh lính nói lớn, có chuyện gì vậy hả? Một vị binh lính đứng ra giữa đám lính hồi đáp Khưu Kiên, thưa hai vị xin cho phép tôi tự giới thiệu trước. Tên tôi là Cliff Fresh và nhiệm vụ của tôi là bảo vệ thân vương Quesmeran, Daniela đứng bên cạnh Khưu Kiên thì thầm nhắc nhở. Quesmeran chính là quốc vương của nơi này. Khưu Kiên bắt đầu tiến lên với vẻ mặt hào hứng chào hỏi. Được rồi vị đại tướng quân này là cận vệ hoàng gia à. Cái gì cũng được tại ta không nhớ được tên của các người. Chắc chắn các ngươi không phải tình cờ đi dạo hóng mát trước mặt bọn ta đâu đúng không? Clifford nhìn chằm chằm Khưu Kiên. Người ngoại quốc kia trước hết phải rõ ràng việc này. Ở trong thành phố Seo tất nhiên vẫn giống như những thủ đô của các quốc gia khác trên danh nghĩa thì ở đây không được dùng phép thuật bùa chú hay những thứ năng lực nào khác Khưu kiên cao mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn Fred. trên danh nghĩa là sao chứ Fred chỉ tay về phía trước như ngài có thể thấy đó chúng tôi cũng chỉ là một vương quốc nhỏ vì vậy chúng tôi thật sự không thể làm gì ngài đặc biệt là sau khi ngài đã thể hiện tài năng tiêu diệt quái vật của mình ngay bên đó trên thực tế thân vương của chúng tôi đang gặp một chút rắc rối nếu các ngài có thể làm điều gì đó giúp chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất biết ơn Daniela ở bên cạnh Khưu Kiên liên tục gật đầu ra hiệu cực kỳ phấn khích khiến Khưu Kiên ngơ ngác. Khưu Kiên bất lực trước hành động hám tiền tài của Daniela mà không nói thành lời. Dani nạp thì một bên liên tục ra hiệu cho Khưu Kiên hãy chấp nhận lời đề nghị của Clifffresh. Clifffresh đứng đối diện nhìn chằm chằm Daniela và Khưu Kiên, khụ khụ sau khi ngài giúp đỡ chúng tôi sẽ có thủ lao rất hậu hĩnh. Nhìn thấy hai mắt sáng rực cũ Daniela Khưu Tiên vô cùng hoang mang, cuối cùng đành phải vui vẻ nhận lời giúp đỡ thân vương. Được rồi chúng ta đi thôi, mau dẫn đường cho chúng tôi đi đi. Sau đó Daniela cùng Khưu Kiên theo sau của Cliff Fresh tiến về Hoàng Cung để tìm hiểu mọi chuyện. Trên đường đi Cliff Fresh liên tục kể về chuyện đang xảy ra ở vương quốc của mình. Thân vương của chúng tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai. Cậu ta tên là Grim hiện nay đột nhiên lại mắc phải một căn bệnh lạ. Và ban ngày thì ngài ấy rất yếu ớt gần như chẳng thể nào sỏ nổi chân vào chiếc giày để đi lại như người bình thường. Vì vậy chúng tôi phải điều rất nhiều người để chăm sóc cho ngài ấy hàng ngày. Dù sao cũng chỉ có duy nhất một cậu con trai nên thân vương hết mực yêu thương ngài ấy. Nhưng cứ mỗi một đêm trôi qua khi chào đón bình minh của ngày hôm sau, thì những người ở bên cạnh chăm sóc cho ngài ấy đều chết một cách vô cùng thê thảm, ngoài trừ Grief, chỉ riêng ngài ấy vẫn bình yên vô sự. Sau một lúc di chuyển theo sau của Cliff Fresh cuối cùng cũng đã đến cổng của vương quốc Sel, chúng ta đến rồi. Daniela cùng Khưu Kiên ngay sau đó cũng tiến từng bước để tiến vào bên trong tìm hiểu tình hình, bất chợt Cliff Fresh gọi hai cả người lại, đợi đợi một chút đã. Daniela có chút ngơ ngác ngoảnh mặt nhìn Cliff Fresh với nét mặt tò mò, sau thế Cliff Fred tiếp đó đưa tay ra hiệu nói với Daniela và Khưu Kiên. Không thể mang vũ khí vào cung điện trong thời gian ít kiến vũ khí sẽ được lính canh bảo quản. Tôi đảm bảo chúng nó nhất định sẽ an toàn cho đến khi gặp lại hai người. Daniela có chút hoang mang hai tay ôm chặt vũ khí thân yêu của mình nhìn Cliff Fred. Ngay sau đó Khưu Kiên dùng nhẫn chữ vật thu vũ khí của Daniela vào bên trong, trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Thế này là được rồi chứ gì mau dẫn ta đi gặp bệ hạ của các người đi, nhìn thấy khả năng bá đạo của Khưu Kiên, Tất cả những người có mặt vô cùng hoang mang không biết phải nói như thế nào. Cliffred từ từ tháo mũ giáp xuống nhìn chằm chằm Khưu Kiên, "Xin hãy cho phép tôi được giới thiệu một lần nữa, tôi chính là Quest Moran, là hoàng đế của công quốc Sel. Xin hai vị hãy cứu lấy con trai của tôi. Đây chính là Quest Moran, hoàng đế công quốc Sel đang giả mạo làm lính canh." Khưu Kiên cùng Daniela chăm chú nhìn Quest Moran, "Vậy thì mau dẫn chúng tôi đi gặp cậu ấy đi." Không lâu sau đó, Khưu Kiên cùng Daniela được Quest Moran dẫn đến phòng ngủ của cậu con trai nhìn Daniela chăm chú kiểm tra tình hình khiêu kiên có chút gấp gáp cô có nhìn ra được vấn đề gì không vậy Daniela sau một lúc tìm hiểu kiểm tra cơ thể của grim mặt trầm ngâm vẫn chưa kiểm tra xong khả năng vẫn phải quan sát tình hình này thêm một buổi tối nữa đã Daniela quay sang nhìn hoàng đế quesmoran bệ hạ chúng tôi muốn ở lại phòng này một đêm đến lúc đó xin hãy chuẩn bị đồ ăn và phong tỏa căn phòng này lại hoàng đế quesmoran liền gật đầu đồng ý chấp thuận yêu cầu của Daniela Tối hôm đó khi mặt trăng đã dần lên cao bên trong vương quốc đã tỏa sáng những ánh đèn màu rực rỡ, qua tầm nhìn từ cửa sổ khiêu kiên thì vẫn ngồi tu luyện vận công hấp thụ linh khí. Còn Daniela đang hăng say ăn uống các món ngon mà hoàng đế đã cho người mang đến. Đúng lúc này Grim bừng tĩnh bật người dậy hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm khiêu kiên và Daniela với nét mặt đói khát. Khưu kiên ngồi một bên tu luyện cũng đã cảm nhận được khí tức cổ quái tỏa ra từ người Grim. Tỉnh rồi sao? Trong giây lát Grim gào lên điên cuồng bắt đầu biến dị hóa thân thành người sói. Daniela nhìn Grim với hình thù trước mặt thì trở nên sợ hãi. Đây đây là người sói, khưu kiên bày ra bộ mặt đắc ý liếc nhìn Grim. Chính là nó đã ăn thịt con trai của hoàng đế sau đó lại biến thành hắn đúng không hả vậy thì đơn giản quá rồi. Nhìn thấy khưu kiên sắp ra tay giết hại Grim, Daniela hoảng loạn la hét điên cuồng. Đừng đừng đừng, đây chính là con trai của hoàng đế không thể giết được đâu. Dứt lời Grim trong hình dạng người sói ra đòn tấn công đánh mạnh vào mặt đất phá vỡ mọi thứ xung quanh cảm thấy không thể giết được Grim, Khưu Kiên đưa tay kết ấn thi triển linh lực, phiền chết đi được. Khưu Kiên ngay sau đó thành công dùng linh lực triệu hồi xích sắt siết chặt thân thể Grim lại khiến Grim gào lên điên dại. Daniela chăm chú nhìn Khưu Kiên có chút bực tức, có gì mà phiền phức chứ? Khưu Kiên sau khi thành công siết chặt giữ chân Grim liền quay mặt sang nhìn Daniela, mau nói rõ tình hình trước đi. Daniela liền đưa ra những lập luận mà mình biết được, chứng người sói tức là biến con người trở thành người sói về cơ bản nó cũng thuộc một loại thuật biến hình. Người sói là nói những người mắc chứng bệnh người sói. Một căn bệnh có thể do di truyền nhưng tình trạng của anh ta là do bị nguyền rủa. Khưu Kiên tiến đến gần bắt đầu đùa giỡn với người sói một cách vô tư. Vậy còn cách phá giải thì sao? Daniela lại tiếp tục bài thuyết trình của mình. Có tất cả bốn cách phá giải. Cách thứ nhất là dùng một chiếc áo sơ mi làm từ năm phiến lá cần tây Hà Lan để người mắc chứng người sói mặc nó qua đêm một cách bình yên. Nhưng lá cần tây Hà Lan này không thể tìm thấy ở phương Bắc. Khưu Kiên bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn liếc nhìn Daniela vậy còn cách thứ hai thì sao daniela tiếp tục nói cách thứ hai cách thứ hai chính là để người sói sử dụng một bình nước mắt thiếu nữ do một thuật sĩ đại sư cấp luyện kim đan chuẩn bị trong một đêm nhưng phải nói trước tôi không biết thuật sĩ đại sư cấp luyện kim đan là gì đâu nhé khưu kiên bày ra nét mặt ủ rũ bất lực cô không biết thì chắc ta biết ấy nhỉ mau nói cách tiếp theo đi cách thứ ba chính là để người mà người sói yêu cùng nhau biểu đạt tình yêu thuần khiết khiến nội tâm người sói tiếp cận và đồng ý tình yêu thuần khiết đó có thể hoàn toàn giải được lời nguyền người sói. Khưu Kiên đứng bên cạnh vuốt ve người sói liếc mắt nhìn Daniela, người hắn yêu vào ngày đầu tiên hắn bị bệnh đã đến chăm sóc cho hắn rồi. Sau đó thì ai cũng biết, theo như phong tục quê ta thì đã qua cái rỗ đầu tiên luôn rồi, Daniela nằm dài trên bàn một cách bất lực. Vậy thì chỉ còn lại cách cuối cùng này mà thôi, dùng đạo cụ để thực hiện lời nguyền người sói để phá bỏ lời nguyền. Khưu Kiên bắt đầu nở một nụ cười hoang mang nhìn Daniela, tuyệt vời, vậy chúng ta đi đâu để tìm người nguyền rủa hắn đây? Trước hết xác định phạm vi nghi ngờ thì ai là kẻ muốn giết người thừa kế ngôi vị hoàng đế đây? Đáp án chính là tất cả mọi người, tuyệt vời quá. Sau một đêm dài tìm cách phá bỏ lời nguyền trở thành người sói của Grimm vào sáng hôm sau bên ngoài cung điện, Khưu Kiên cùng Daniela sau một đêm trải qua đầy mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng của Grimm. Vị hoàng đế cũng đã đến đây từ rất sớm chờ đợi kết quả từ hai người, cuối cùng hai người cũng ra rồi sao có tiến triển gì không vậy hả? Daniela đứng ra giải thích nguyên nhân căn bệnh của Grimm, anh ấy đã bị nguyền rủa Bất kể là đêm trăng tròn hay không thì đêm nào anh ta cũng đều có thể biến thành người sói, cho nên sẽ tuân theo bản năng của dã thú mà giết chết những người xung quanh. Hoàng đế Quest Moran hoang mang nhìn Daniela, vậy thì có cách gì để phá giải không? Hai người chính là những người duy nhất có thể bước ra khỏi căn phòng này sau một đêm, cho nên hai người nhất định có cách phá giải đúng không? Khưu Kiên tiếp đó đưa tay mời Hoàng đế Quest Moran vào bên trong để tiếp tục nói chuyện. Sau khi vào trong phòng, Khưu Kiên nhìn Hoàng đế Quest Moran nói tiếp: đầu tiên phải biết được ai là người đã nguyền rủa cậu ta muốn cởi được chuông phải tìm người buộc chuông quest moran đảo mắt nhìn khiêu kiên tên đó đúng là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi chẳng qua grip là một người chính trực tử tế ta không nghĩ ra ai có thể ra tay độc ác như vậy cuối cùng cả ba người rơi vào hẻm cụt không thể truy tìm và biết được ai là kẻ đã làm ra chuyện này quest moran sau một lúc ngẫm nghĩ bắt đầu mở lời được rồi theo cách nói của ta thì có thể sẽ có một chút thù riêng nói thật thì hoàng đế mà không có một vài kẻ thù đúng là chuyện lạ đấy nhỉ Daniela đứng một bên khoanh tay nhìn Quest Moran, "Vậy thì xin hãy cung cấp danh sách đó cho chúng tôi nếu có thể, chuyện này rất quan trọng." Khưu Kiên cũng đã có dự tính trong đầu nhìn Quest Moran bày ra một kế hoạch, "Ta lại không nghĩ như vậy, ta vẫn có một cách đơn giản hơn, chi bằng mấy ngày này ông giả bộ làm một vị hoàng đế vui vẻ cười tươi cả ngày như một tên ngốc, có người đến hỏi ông vì sao lại vui vẻ như vậy thì cứ nói với họ là ông đã mời được thợ săn quỷ rất đáng tin, đáng tin đến mức có thể giải quyết vấn đề của con trai ông một cách cực kỳ nhẹ nhàng." Khưu Kiên bày ra một kế hoạch hoàn mỹ với nét mặt tự tin. Sau đó thì đợi đối phương mắc bẫy xa lưới tự trực tiếp đến tìm chúng ta. Daniela ở một bên vội quay sang nhìn Khưu Kiên. Đợi đã trước đó thì không có vấn đề gì. Nhưng chẳng lẽ ngươi không biết nếu giết hắn rồi thì lời nguyền cũng không hề tự động giải trừ. Khưu Kiên hoang mang bắt đầu nhận ra lỗ hổng của kế hoạch nhìn Daniela với nét mặt bối rối. À ừ nhỉ ta nhất thời quên mất. Khưu Kiên đưa tay ra hiệu nhìn Hoàng đế Quest Moran. Tóm lại hôm nay cũng nên ăn mừng một chút đi. Daniela đứng bên cạnh Khưu Kiên, ý cậu ta là muốn ông hôm nay vui vẻ hơn một chút. Quest Moran với nét mặt lo lắng đưa tay lên xoa đầu cậu con trai duy nhất của mình, nếu tất cả có thể thuận lợi Grim bé nhỏ của ta sẽ tốt lên đúng không? Daniela đưa tay ra biểu thị với Quest Moran, đúng là như vậy hơn nữa không chỉ trên phương diện cơ thể, mà chuyện càng hạnh phúc hơn là sau khi người sói biến lại thành người, sẽ không giữ lại ký ức khi biến thành dã thú. Khưu Kiên nhìn chằm chằm Quest Moran trước mặt, chuyện này đối với cậu ta cũng rất quan trọng, có lẽ ông có thể hiểu được ý nghĩa của điều này. Quest Moran đứng lên chăm chú nhìn cậu con trai thân yêu của mình. Cái này có nghĩa là nó sẽ không phải phát điên lên vì những việc mà nó đã làm khi hóa thành người sói đúng không? Nó vẫn sẽ là đứa con chính trực thân thiện của ta. Quest Moran bắt đầu nở một nụ cười hạnh phúc. Điều này khiến cho ta cảm thấy rất vui mừng mấy ngày nay. Cảm ơn hai người. Vào buổi chiều của ngày hôm sau trên một khoảng sân trống của Vương quốc Seo, Daniela đang tập luyện kiếm thuật hăng say dưới sự giám sát của Khưu Kiên. Khưu Kiên dựa vào hình thái tiếp cận cọ sát cơ thể với Daniela, hãy nhắm mắt lại cảm nhận không khí lưu động bên trong đan điền. Daniela ngơ ngác có chút thắc mắc về thứ mà Khưu Kiên đang nhắc đến, đan điền là cái gì vậy hả? Ngay sau đó Khưu Kiên không ngại ngùng đưa tay biểu đạt cọ sát với vùng nhạy cảm của Daniela, chính là vị trí nằm ở bụng dưới của cô. Ngay chỗ này, Daniela có chút ngại ngùng hai má đỏ ửng lên, không được ta hoàn toàn không cảm nhận được. Ngươi có thể ấn sâu vào bên trong nữa có được không? sau buổi tập luyện bộ môn kiếm thuật chính tông mà khưu kiên chỉ dạy daniela nằm dài trên đất thở hồn hển mệt mỏi đúng rồi người nguyên rủa grim thật sự sẽ xuất hiện sao khưu kiên nhìn chằm chằm về phía daniela nếu não hắn phát triển bình thường thì sẽ xuất hiện ngay thôi daniela ngồi bật dậy có chút tò mò nhìn khưu kiên sao ta lại cảm thấy nếu hắn xuất hiện thì hắn mới là não phát triển không bình thường vậy nhỉ bản thân hắn tự tìm tới cửa thì không phải là chuốc rắc rối vào người sao khưu kiêu cau mày nhìn daniela giải đáp Cô sẽ nghĩ như vậy nếu cô coi mình trở thành trợ thủ cho hoàng đế. Trên thực tế chúng ta không cần phải có lập trường kiên định như vậy. Đương nhiên hắn có thể đến vì chúng ta chỉ là thợ săn mà qua đường. Hắn không cần phải trở mặt với chúng ta. Tối thiểu là ở góc nhìn của hắn thì chúng ta đang nằm ở giữa cán cân có thể cân bằng cả hai bên. Bất chợt một tiếng vang lớn chấn động khu vực bên cạnh, tiếng đánh nhau vang đến bên tai của Khưu Kiên. Bây giờ có vẻ khách mời của chúng ta sắp đến rồi, Đúng lúc này một binh lính canh gác bên ngoài bị đánh bay vào bên trong khu vực tập luyện của Khưu Kiên và Daniela. Khưu Kiên bắt đầu vào thế sẵn sàng chiến đấu vận khí thi triển kiếm quyết vạn kiếm tẫn nguyệt, bất chợt đối phương lớn tiếng đưa ra điều kiện, đừng có kích động như vậy ta đến đây là để bàn điều kiện. Trong bộ trang phục che kín toàn thân hắn tiếp tục nói lớn, mặc dù ta biết hai người hợp mưu với hoàng đế đang cười ngây ngô kia để lừa ta xuất hiện, nhưng có lẽ nói thật ta có thể trả một cái giá để hai người đừng quan tâm đến chuyện người sói nữa, khưu kiên với ánh mắt kiên quyết vung kiếm chém mạnh về phía đối phương được thôi nhưng trước hết ngươi hãy để ta xem mặt của ngươi trước đã đòn kiếm vừa rồi của khưu kiên cũng đã hất bay đi lớp bảo đen của đối phương nhìn thấy hình dạng thật sự của đối phương khưu kiên bày ra một nét mặt vô cùng bất ngờ daniela ở một bên cũng sửng sốt khi biết được thân phận thật sự của đối phương khưu kiên ngay sau đó thu hồi ma liễm cùng vũ khí nhìn chằm chằm đối phương tại sao lại là ngươi chứ hóa ra đó chính là Grim vừa ẩn mình trong lớp bảo đen vừa rồi cậu ta chăm chú nhìn Khưu kiên bắt đầu giới thiệu xin thứ lỗi cho ta ta xin tự giới thiệu ta là grim là tự bản thân ta đã biến mình thành người sói đối diện với grim đang đứng sờ sờ trước mặt khiêu kiên có chút thắc mắc chăm chú nhìn cậu ta ngươi nói chính ngươi đã tự biến bản thân mình thành người sói rốt cuộc là có ý gì grim đứng ra giải thích câu nói của mình với khiêu kiên ý của ta chính là như vậy là do bản thân ta tự nguyện rủa mình để trở thành người sói khiêu kiên bắt đầu cảm thấy nhất nhất cái đầu khó hiểu về người trước mặt Ngươi làm người lại không muốn làm tại sao lại tự biến mình thành yêu quái vậy chứ?" Daniela ở một bên cũng vô cùng hoang mang và thắc mắc nhìn Grim, nhưng rốt cuộc là vì sao chứ có rất nhiều người đã bỏ mạng dưới tay của ngươi, bao gồm cả người mà ngươi yêu. Nghe đến đây nét mặt Grim bắt đầu tối sầm lại tràn đầy sự tức giận phẫn nộ, hắn ta bắt đầu nhìn khưu Kiên và Daniela quát lớn, "Đủ rồi, rốt cuộc các người có muốn lấy được một khoảng tiền lớn rồi rời đi không, hay là muốn lãng phí thời gian cho một ủy thác không thể hoàn thành vậy hả?" Khưu Kiên bắt đầu niệm quyết trừng mắt nhìn Grim, có lẽ nên dứt khoát hoàn thành cái ủy thác bất khả thi đó đi, sau khi niệm quyết Khưu Kiên thi triển thuật trói buộc, vô số xích sắt bất ngờ xuất hiện từ mặt đất bao vây lấy Grim, lúc cậu ta có chút không phòng bị, dựa vào thực lực nhanh nhẹn của bản thân, Grim nhào lộn một vòng dễ dàng thoát khỏi trói buộc, tiếp đó lại bày ra một bộ mặt đắc ý nhìn Khưu Kiên, chắc ngươi sẽ không nghĩ rằng ta sẽ trúng chiêu đó tới hai lần cùng một cách thức giống nhau đấy chứ? Khưu Kiên cười thầm trước vẻ mặt tự tin của đối phương trước chiêu thức của mình đầu tiên ngươi biểu lộ đầy đủ ký ức trong thời kỳ ngươi biến thành người sói tiếp theo đó là ngươi đừng có coi thường chiêu thức của ta nó sẽ tự động theo dấu mục tiêu đấy Grim nghe Khưu Kiên nói liền hoảng sợ ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau chỉ trong một giây Grim đã hoàn toàn bị chiêu thức xích sắt của Khưu Kiên trói chặt Khưu Kiên lại đưa tay ra dùng thần lực của mình ngưng tụ ra trước mặt của Grim là ngươi tự nguyền rủa chính bản thân mình vậy thì cách thức hóa giải lời nguyền chắc ngươi cũng đã nắm rõ vậy chi bằng ta thử dò xét linh hồn của ngươi xem ngay sau đó khưu kiên ngẫm một hồi liền giật tay lại không đúng sau khi dùng thuật soát hồn sẽ để lại di chứng nghiêm trọng nhẹ thì trở nên ngu người nặng thì hồn bay phách tán đây là con trai của người ủy thác đấy chơi mà chết là ăn cướp ăn đầu bùi hay là dùng mê hồn thuật đi chỉ là có thể nhìn được gì hay không thì phải xem vào vận may rồi dứt lời khưu kiên đưa tay vận dụng linh lực thi triển mê hồn thuật điều khiển tâm trí đối phương tay còn lại tiếp tục ngưng tụ linh lực của bản thân tạo ra một hình ảnh phản chiếu ký ức của grip qua ký ức của Green hình ảnh để lộ ra hình bóng của một nữ yêu với cặp loa khủng bố đừng quấn lấy tôi nữa tôi không có hứng thú với con người thọ mệnh của mấy người quá ngắn với lại rõ ràng là anh đã có người yêu rồi mà đối diện với cặp loa khủng bố của yêu nữ Green bắt đầu có dấu hiệu thành khát mù quáng tôi có thể từ bỏ tất cả vì em nữ yêu cảm thấy kinh tởm với thể loại đàn ông trước mặt thôi đi thật khiến cho người khác buồn nôn lời như vậy anh cũng từng nói với cô bé đáng thương kia rồi có đúng không qua ký ức lúc đó của hắn vì cặp loa khủng mà hắn đòi vứt bỏ tất cả quỳ gối trước bộ ngực khủng long sau đó lại bị yêu nữ dùng ma lực điều khiển tâm trí rơi vào hôn mê đừng nói nữa mời anh ngất đi trước đã tôi sẽ đưa anh về nhà thật là xấu bộ dạng con chim cúc cu này của anh còn không bằng một góc của người sói nữa trong ý thức mơ hồ một nửa điên cuồng sau một lúc ý thức của grim từ từ mở mắt ra nhìn nữ yêu bộ dạng của tôi thật sự không bằng người sói sao chứ thì ra gu của em là thích chim cúc cu bự như người sói sao nữ yêu nhìn grim Tai và năng lực lý giải của anh bộ đang gặp vấn đề gì à? Cho dù sau khi hôn mê không nghe được phần sau thì cũng đừng lý giải như vậy chứ. Khưu Kiên ở bên ngoài cũng cạn lời với bộ óc đần độn của Grimm. Bất chợt hoàng đế Quest Moran bước đến hoảng hốt khi nhìn thấy con trai của mình đang bị trói buộc. Các người đang làm gì vậy hả? Khưu Kiên ở một bên đang giữ vững tư thế thi triển mê hồn thuật. Ông cũng qua đây xem một chút đi. Hoàng đế Quest Moran ngay sau đó bước sang nhìn thấy hình ảnh con trai mình tự nguyên rủa chính bản thân cậu ta sau khi tự nguyên rủa bản thân đã trở thành một người sói hung hăng tàn bạo đáng chết lại lỡ tay giết chết cô ấy rồi cũng không còn cách nào khác đành phải giết nhiều người hơn rồi chỉ cần kiên trì giả bệnh và giết người diệt khẩu người bình thường căn bản không thể biết được đã xảy ra chuyện gì cho dù là chuyên gia có đến để kiểm chứng thật hư thì cũng sẽ dẫn đến kết luận rằng mình bị nguyên rủa thành người sói mà thôi chỉ cần cố gắng kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa thôi là có thể tìm gặp cô ấy rồi khưu kiên tỏ vẻ bực tức trước hành động tự hủy của grib vì lờ mà tâm hồn điên đảo. Thật đúng là một đứa con tốt chính trực hòa đồng, ngay sau đó Khưu Kiên tức giận tháo bỏ xiềng xích giao lại con trai cho hoàng đế Quest Moran, "Tôi giao lại cho ông đấy tự mà nghĩ cách xử lý." Hoàng đế Quest Moran chứng kiến cảnh con trai mình lại làm ra chuyện nhục nhã đến như vậy liền tỏ vẻ tức giận, "Thợ săn ma mấy người đúng như tên gọi thì nên là người săn giết ma vật đúng chứ?" Khưu Kiên cùng Daniela ngoảnh mặt lại nhìn hoàng đế Quest Moran, Quest Moran lúc này nước mắt rưng rưng nhìn con trai của mình xin hãy diệt trừ ma vật người sói này đi. Nhớ lại khoảnh khắc lúc trước Quest Moran đã từng ngày đêm tìm mọi cách cứu chữa cho con trai duy nhất của mình, hôm nay lại chính bản thân Quest Moran ra lệnh cho người khác kết liễu mạng sống con trai mình. Khiêu Kiên ngay lập tức thẳng thừng vung tay đánh ra một luồng khí quyết sắc bén mạnh mẽ, một luồng sáng kim quang ý niệm ngay sau đó cắt đứt đầu của Grim chính thức kết liễu mạng sống của cậu ta. Sau mấy ngày mệt mỏi điều tra việc của người sói con trai của hoàng đế Quest Moran, cả hai quyết định dừng chân ở một quán ăn ven đường bên trong là đám đàn ông ham mê nữ sắc đang ngắm nhìn những vũ nữ thoát y với bộ nội thất khủng long bên cạnh đám đàn ông ham muốn sắc dục Khưu Kiên cùng Daniela vẫn chăm chú ăn uống thưởng rượu không màng nữ sắc Khưu Kiên chăm chú nhìn Daniela nói với giọng nghiêm túc cô tiếp theo có dự định gì không vậy hả Daniela nốc cạn ly rượu trên tay đáp lời của Khưu Kiên tóm lại cứ xem quanh đây còn có ủy thác gì không trước đã Khưu Kiên đưa tay ra bày tỏ quan điểm của mình nếu tôi là cô thì tôi sẽ không nghĩ như vậy Suy cho cùng mục tiêu của cô không phải là trở thành người giàu ư. Daniela đặt ly rượu xuống bàn với ánh mắt kiên quyết và khuôn mặt say xỉn, ưm hức nhưng mà Trung Quy vẫn cần một khoản tiền lớn. Khưu kiên trầm ngâm với nét mặt lạnh lùng của mình, so với tiền thì có thứ có giá trị hơn nhiều ví dụ như lấy công pháp của tên người sói kia chẳng hạn. Daniela vội vàng phản bác lại lời nói của Khưu kiên, cái gì chứ chúng tôi mới không cần cái thứ đó, đó không phải là thứ tốt đẹp gì lẽ nào thứ đó hại người còn chưa đủ nữa hay sao. Khiêu Kiên bắt đầu thẫn thờ kể cho Daniela một câu chuyện ở thế giới của mình. Ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Từ xa xưa thế giới của ta có một tông môn tên là Huyết Y Môn. Ta tu trong môn phái đó lấy việc hấp thụ máu người để biến thành tu vi của mình. Thôi vậy ta sẽ cố gắng nói rõ từng chữ cho cô dễ hiểu. Từng có một tổ chức tà ác, bọn họ dựa vào việc uống máu người để gia tăng thực lực và năng lực chiến đấu của mình. Daniela liền nhận biết được đó là gì, thứ anh đang nói là quỷ hút máu có phải không? Khưu Kiên tiếp tục câu chuyện. Cái tên đó cũng rất thú vị, tóm lại xác thực bọn họ người không ra người ma không ra ma, cứ như vậy mà đã có rất nhiều dân thường bị giết hại. Cho nên ta đã đánh một kiếm tàn sát giết chết toàn bộ tông môn của bọn họ, cũng vào ngày hôm đó ta tiêu diệt toàn bộ tông môn huyết y tông tàn sát tất cả môn đồ của bọn họ. Nhưng lúc này sư huynh của ta lại cướp được một dương mật tịch luyện công của tông môn đó, bao gồm trong đó có cả mật tịch hướng dẫn về cách hút máu người của bọn họ. Khi nhìn thấy quyển mật tịch đó ta liền nghĩ đến những sinh mạng vô tội đã chết dưới tay bọn họ, nên ta chỉ muốn hủy diệt hết đống mật tịch tà đạo đó, nhưng sư huynh của ta lại ngăn cản ta lại. Huynh ấy nói tri thức vốn không phân thiện ác chỉ là phải xem nó nằm trong tay của ai mà thôi. Cuối cùng huynh ấy dày công nghiên cứu mật tịch tà đạo 3 tháng trời, và nói với ta rằng quyển mật tịch tà tu này có rất nhiều chỗ tốt. Sau đó sư huynh căn cứ theo quyển mật tịch tà tu này đề xuất ra rất nhiều loại máu khác nhau, và thay máu cho bệnh nhân cùng loại máu cứu sống vô số người, cho nên sau khi cô lấy được quyển mật tịch này không chỉ khiến cho cô thậm chí còn khiến cho nhiều liệt ma nhân khác có thể ứng đối tốt với các loại lời nguyền hoặc đối phó với đủ loại người sói. Đương nhiên phải xem quyền mật tịch này rốt cuộc đang nói về cái gì. Daniela cảm thấy lời nói và câu chuyện của Khưu Kiên có chút thú vị liền đập tay mạnh vào bàn hét lớn. Vậy thì chúng ta đi thôi. Khưu Kiên vội vã xua tay ngăn cản Daniela. Về phòng nghỉ ngơi trước đã bây giờ đã muộn lắm rồi. Daniela gãi đầu trong bộ dạng say xỉn. Ừ nhỉ ta quên mất. Sau khi nghỉ ngơi sáng hôm sau cả hai liền bắt đầu cuộc hành trình mới tiến sâu vào bên trong rừng rậm, khưu kiên chăm chú quan sát tỉ mỉ từng chi tiết của khu rừng. Lúc đó những mảnh ký ức có được do dùng ma thuật mê hồn khá hạn chế, chỉ biết được tên nhóc đó từng đến đây, ưng sao huyệt của nó chắc có lẽ là ở gần đây. Daniela giữ chặt thanh kiếm của mình liên tục cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Rừng rậm Mater nghe nói là nơi mà các yêu linh tụ tập vào ban ngày. Nói không chừng chúng ta đến vào buổi tối thì tốt hơn, Khưu Kiên lạnh lùng kiên quyết tiến từng bước về trước phong thái đầy tự tin, không sao cả dù sao thì một kiếm là xong hết. Bất chợt Khưu Kiên phát hiện ra gì đó liền ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau, xung quanh bắt đầu xuất hiện vô số yêu linh bao vây toàn bộ khu rừng. Bọn chúng hình như đang cố tiếp cận Khưu Kiên và Daniela với số lượng đông đảo. Daniela đứng một bên liên tục quan sát đám yêu linh trước mặt, bọn chúng có thể tạo ra nhiều hình ảnh giống hệt bản thân, bao vây mọi người bằng những hình ảnh đó, giống như một điệu múa vậy, Khưu Kiên bắt đầu vào trạng thái sẵn sàng tấn công chừng mắt nhìn đám yêu linh đang bao vây xung quanh. Cũng nhiều đấy nhưng mà vẫn may là có đủ kiếm, ta còn sợ rằng chẳng đủ để ta chém nữa đấy. Dứt lời Khưu Kiên lao đến liên tục chém đám yêu linh khiến bọn chúng tan biến. Từng con yêu linh từ từ bị hất tung vỡ tan thành nhiều mảnh. Daniela đột nhiên nhìn thấy gì đó liền chỉ tay hét lớn ra hiệu cho Khưu Kiên. Mau nhìn bên đó kìa, Khưu Kiên ngay lập tức theo phản xạ vung tay tung đòn tấn công về phía trước. Thanh kiếm của Khưu Kiên cũng theo điều khiển mà nhào đến tấn công mục tiêu được chỉ định, sau đó va chạm mạnh với vật thể lạ mà bị hất tung xoay vòng mất định hướng, điều này cũng khiến cho Khưu Kiên vô cùng ngạc nhiên trước thứ mà mình đang phải đối mặt. Phía trước là một bức tượng đá của một chiến binh hai mắt sáng rực dường như nó vẫn có ý thức, Khưu Kiên ngơ ngác quan sát vật thể lạ trước mặt mà hoang mang, đây là cái thứ gì vậy hả? Nhìn đến bức tượng sống trước mặt Daniela giải thích, đây là ma tượng, là vật được phép thuật giao cho sự sống. Nó cũng nói rõ chúng ta đã tìm đúng nơi rồi. Khưu Kiên đối diện với ma tượng vừa tránh né vừa hỏi Daniela về cách đối phó. Vậy thì đối phó với bọn chúng như thế nào bây giờ? Daniela vội vã rút thanh kiếm của mình ra bôi lên một lớp axit. Cơ thể của nó kiên cố đến mức có thể chống lại đao kiếm, nhưng vẫn có một nhược điểm duy nhất đó chính là axit mạnh, cho nên cần phải bôi dầu axit lên vũ khí. Khưu Kiên hoang mang liếc nhìn Daniela với nét mặt hoang mang, đó lại là cái gì nữa vậy? Daniela sau khi bôi dầu axit vội ném thanh kiếm của mình về phía của Khưu Kiên, "Được rồi, dùng cái này của ta đi." Khưu Kiên ngay sau đó một tay chụp lấy giữ chặt thanh kiếm của Daniela, tiếp đó cậu ta hai tay giữ chặt thanh kiếm của Daniela dùng lực nhắm thẳng về phía ma tượng. Ngay sau đó là một đòn chí mạng đâm thẳng thanh kiếm vào ấn chú trên cơ thể của ma tượng. Sau đòn công kích chí mạng vừa rồi ma tượng nổ tung thành nhiều mảnh trước mặt của Daniela và Khưu Kiên. Sau khi thành công kết liễu ma tượng, Khưu Kiên ném trả thanh kiếm lại cho Daniela. Sau này cô có thể mua nhiều dầu này một tí được không? Daniela giữ chặt thanh kiếm của mình vui vẻ nhìn Khưu Kiên. Hi hi cái này là do tôi tự điều chế ra đấy. Daniela dùng khăn lau đi lớp axit còn sót trên kiếm. Đợi một chút đã tôi phải lau sạch cái này trước. Nếu không kiếm của tôi sẽ bị oxy hóa. Khưu Kiên tiếp tục tiến đến nhặt một mảnh vụn của cơ thể ma tượng lên quan sát. Ưng phép thuật giao cho sự sống có hơi giống với luyện chế con rối ở thế giới của ta. Cả hai ngay sau đó tiến từng bước đi vào bên trong hang động theo mùi hương đang phát ra. Bên trong là một căn phòng bí ẩn chứa đựng một kệ sách lớn, cùng chiếc bàn làm việc và nhiều vật phẩm ma pháp. Daniela vừa bước vào trong liền thích thú ôm lấy mảnh vải nhung. Nhung thiên nga này thật sự đẹp thật đấy. Khưu Kiên thì một bên chăm chú nhìn những quyển sách trên kệ với nét mặt tò mò, lý luận và thực tiễn phép thuật truyền thống sao? Cái này niệm như thế nào vậy hả? Daniela chăm chú quan sát quyển sách trên tay của Khưu Kiên với ánh mắt trầm trồ. Quả thực không sai chữ hiếm gặp như thế này mà cũng xem hiểu được. Khưu Kiên cau mày nhìn quyển sách trên tay, vậy nên đây là phép thuật truyền tống gì đó sao bất chợt một cánh cổng dịch chuyển hiện ra trước mặt của hai người daniela ngay lập tức vào thế phòng bị cảnh giác với vật thể trước mặt chính là cái này cẩn thận người đến chưa chắc đã là người tốt người xuất hiện từ bên trong cánh cổng dịch chuyển là người được chọn độc hành taliza máy com bờ cô ta vừa xuất hiện liền trừng mắt nhìn về phía khưu kiên và daniela tỏ vẻ tức giận không ai thân thiện với những người lạ tự ý đến nhà mình đâu khưu kiên chăm chú quan sát cô gái trước mặt thẩm mỹ thì ra là phép thuật không gian chỉ là không biết có thể đạt được cự ly bao xa ở trong thế giới này, nhìn thấy Khưu Kiên đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó, Daniela liền tức giận hét lớn, "Này bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đâu đấy, bây giờ không còn là vấn đề cô ta có thân thiện hay không nữa rồi." Khưu Kiên hiểu ý ngay lập tức dẫm chân bay lên cao trong chớp mắt, rồi sau đó nhanh như chớp xuất hiện phía sau lưng của Taliza giật lấy pháp trượng của cô ta, "Azozo, đừng có ra tay nặng nề với người lạ vào nhầm nhà như thế chứ." Taliza hoang mang trước thực lực của Khưu Kiên liền quát lên, ngươi cũng biết thuật truyền tống ư nhưng mà ngươi lại không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì trước khi tiến hành thi triển sao khưu kiên cau mày nhìn taliza gần như là vậy giải thích ra thì phiền lắm tóm lại chúng tôi không có ác ý gì cả nghe rõ rồi thì bình tĩnh một chút đi taliza từ từ bình tĩnh lại với dáng vẻ ngại ngùng sau đó cũng được khưu kiên thả ra daniela đứng một bên nhìn về phía taliza chúng tôi lần theo tung tích của một người sói nên mới tìm đến được nơi này taliza tiếp cận khưu kiên bày ra nét mặt thân thiện khiến cậu ta hoang mang những nguyên nhân này tôi không quan tâm lắm. Chàng trai này có thể nói thêm về pháp thuật truyền thống của cậu là thế nào không? Tôi đang rất rảnh có thể nghe cậu giảng giải. Trôi qua một khoảng thời gian dài khiêu kiên cùng Taliza thân thiện cười đùa với nhau, giảng giải từng chi tiết về pháp thuật truyền thống khiến cho Daniela ở bên ngoài tỏ vẻ tức giận. Bọn họ cùng nhau giảng giải pháp thuật không gian đến tận giữa trưa mà vẫn chưa có hồi kết. Sau đó lại đến hoàng hôn chiều tà Daniela vẫn chờ đợi hai người giải quyết xong cuộc trò chuyện trong bực bội. Rồi lại đến nửa đêm cả hai người cùng nhau ăn uống Daniela lại có cảm giác đang bị cho ra rìa. Taliza đưa tay ra bày tỏ với khiêu Kiên. Không ngờ lại còn có người sói ngấm ngầm tác quái lộng hành sau lưng tôi sao. Chẳng qua sau khi các người giải quyết xong vấn đề này, có phải sẽ rời xa khỏi nơi này không? Tôi thật sự không. Tôi muốn theo như cách thức bên đó của anh. Nói rồi Taliza vội vã chạy vào bên trong hang động để tìm một thứ gì đó. Ngồi yên đấy đợi tôi một chút nhé. Daniela một bên bày ra bộ mặt phẫn nộ khó chịu chừng mắt nhìn về phía trước thật đúng là một nữ thuật sĩ diễn kịch điển hình mà, sau khoảng thời gian không lâu. Taliza bước ra cùng với một thanh kiếm đang ôm trong tay nhìn Khưu Kiên, anh có nguyện kết thành đạo lữ với tôi, sau đó cùng nhau đi tìm đại đạo không? Khưu Kiên cùng Daniela ngồi cạnh bên đống lửa nghe thấy lời đề nghị của Taliza liền cảm thấy hoang mang, Khưu Kiên bối rối với nét mặt lo lắng nhìn chầm chầm Taliza. Bộ trang phục mà cô đang mặc là như thế nào nữa vậy? Taliza vui vẻ xoay người ngoảnh mặt nhìn Khưu Kiên. Tôi đã làm theo mô tả trong câu chuyện của anh đó, anh cảm thấy thế nào có đẹp không hả khưu kiên đưa ngón tay cái ra hiệu với nét mặt vô cùng hoang mang ngại ngùng đẹp có sáng tạo đó tiếp đó taliza cau mày nhìn về phía khưu kiên anh mới trả lời một vấn đề còn một vấn đề nữa thì sao hả đừng có đánh trống lảng như thế chứ khưu kiên bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ nhìn taliza chuyện này bất chợt có một tiếng động của người nào đó vang đến giữa bầu trời khiến cho taliza cùng khưu kiên có chút ngạc nhiên Taliza vội vàng ra hiệu cho Khưu Kiên giữ im lặng rồi bắt đầu dùng ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh, tiếp đó cô ta thi chuyển thuật dịch chuyển không gian của mình, khiến cho Khưu Kiên cùng Daniela có chút bất ngờ, cả hai cùng nhau đảo mắt nhìn sang Taliza ngầm hiểu ý mà giữ im lặng ẩn mình vào trong cổng dịch chuyển. Talisa ngay sau đó cũng đã ném quyển sách ma thuật của mình vào bên trong cổng dịch chuyển, sau khi thực hiện xong mọi chuyện để che giấu sự xuất hiện của cả hai liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó xuất hiện một bóng người của một nữ nhân lơ lửng trong quả tinh cầu giữa bầu trời, tanika fiori dần dần tiếp cận đứng trước mặt của taliza vất vả cho cô rồi cô ở chỗ này có thấy sự xuất hiện của hai liệt ma nhân nào không taliza đối diện với tanika fiori liền đáp lời ngầm che giấu sự xuất hiện của khưu kiên và daniela không tôi không thấy có thể bọn họ không đi từ bên đó sang đây tanika fiori nhìn về phía taliza hội nghị thuật sĩ rất quan tâm đến bọn họ có thể cần cô ở lại đây mấy ngày đấy suy cho cùng có thể thiên thể giáo hội sẽ xuất hiện cho nên trăm ngàn lần đừng có sơ suất gì đấy Taliza nói dối một cách thuần thục không để lộ một chút sơ hở nào. Tôi hiểu rồi nếu gặp được bọn họ tôi sẽ báo cáo sớm nhất có thể. Tanika Fiori tiếp đó chuyển sự chú ý của mình về bộ trang phục của Taliza. Còn bộ trang phục mà cô đang mặc ở đâu ra trong lạ vậy, nhưng cũng đẹp đấy có chút sáng tạo. Taliza bối rối nhìn bộ trang phục của mình. Tôi đang nghiên cứu phép thuật mới. Tanika Fiori nhìn Taliza cười mỉm tỏ vẻ thích thú. Vậy sao là phép thuật của thế giới nào vậy hả? Đồng thời ở bên này Khưu Kiên đã được dịch chuyển đến một khu vực toàn tuyết trắng bao phủ, cái này là sao thế? Trong lúc đề phòng cảnh giác, Khưu Kiên bất chợt phát hiện ra một cổng dịch chuyển khác đang lóe sáng lên sau lưng. Daniela ngay sau đó cũng đã được dịch chuyển đến nhưng là đến với tư thế cắm đầu xuống mặt tuyết, cô ta từ từ ngồi dậy với bộ dạng say sẩm chóng mặt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Tiếp đó lại bị một quyển sách vừa nãy Taliza ném xuống rơi trúng vào đầu khiến cô ta đau đớn, nhìn thấy Daniela lại nằm cắm mặt vào tuyết Khưu Kiên vội chạy đến hỏi thăm. Cô không sao chứ, Daniela ngồi bật dậy ngại ngùng nhìn Khưu Kiên, không sao chỉ là hơi chóng mặt một tí thôi. Khưu Kiên lúc này nhặt quyển sách lên chăm chú xem những thứ bên trong, Daniela ở bên cạnh chăm chú quan sát liền phát hiện ra. Ở đây không phải là quyển sách người sói sao, Khưu Kiên đóng chặt quyển sách lại bày ra bộ mặt đắc ý, xem ra có vẻ như người bạn mới của chúng ta không hề đơn giản. Tiếp đó Khưu Kiên lại ngạc nhiên mà nhìn đám quái vật đã xuất xung quanh, chỉ là bây giờ xem ra chúng ta đang có một chút rắc rối với những thứ này. Khưu Kiên ngay sau đó thi triển linh lực ra đòn tấn công về đám quái vật bên cạnh, từng đòn công kích lập tức kết liễu đám quái thú xung quanh trong chớp mắt. Daniela bất chợt phát hiện ra một căn nhà gần đó liền chỉ ra ra hiệu cho Khưu Kiên, bên đó hình như có một căn nhà thì phải. Khưu Kiên vừa tấn công vừa nói với Daniela: "Được rồi, chúng ta tới đó tránh gió tuyết trước đi." Daniela chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, không cần đâu ta biết đây là đâu rồi, tuyết ở đây sẽ rơi vĩnh viễn không ngừng. Nhìn về ngôi nhà nhỏ dưới lớp tuyết dày đặc, Khưu Kiên tỏ vẻ khó hiểu. Vậy thì Talisa truyền tống chúng ta tới đây là có ý gì chứ? Cô ấy muốn chúng ta chết cóng ở đây sao? Daniela chăm chú quan sát. Cũng không đến mức đấy đâu. Có thể cô ấy trong lúc hoảng loạn truyền tống chúng ta đi nên không định vị được cũng là chuyện bình thường. Có lẽ đã xảy ra sự cố gì đó. Cả hai ngay sau đó bước vào bên trong ngôi nhà nhỏ. Khưu kiên thi triển thần lực tạo ra một ngọn lửa nhìn Daniela. Cô nói tuyết ở nơi này sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng rơi là có ý gì chứ? Daniela đứng một bên giải thích về vùng đất này. Nơi này gọi là dạng núi Grim trước kia từng có bốn mùa rõ rệt, rồi bỗng nhiên vào một năm tuyết rơi dày đặc đến tận bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi. Bất chợt giọng của một ông lão ngồi trong góc nhà lên tiếng là Sanna, chính bà ấy đã nguyền rủa nơi này. Khiêu kiên cùng Daniela vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra ông lão, ế sao lúc nãy tôi không phát hiện ra ông nhỉ? Ông ơi, ông chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả. Daniela tiếp cận ông lão trước mặt có chút thắc mắc. Ông nói nơi này đã bị nguyền rủa ư, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? còn sana là ai lão ông nhìn khiêu kiên và daniela bày ra bộ mặt đau khổ sana bà ấy chính là vợ ta bà ấy đã chết được mười mấy năm rồi ánh mắt ông lão dần nhớ lại chuyện xưa năm đó chiến tranh nổ ra đám giặc đàn áp khắp nơi có lẽ cũng giống như bây giờ vậy người phương bắc có một quân đội hung tợn tàn bạo nơi bọn chúng đã từng đi qua đều đã bị cướp sạch không còn sót lại một thứ gì nhớ lúc đó tôi còn là một người trung niên đang lao động hăng say sống những ngày tháng yên bình lúc đó có một người hàng xóm đã chạy đến thông báo với tôi Tara ông đã nghe gì chưa? Người phương Bắc sắp đánh tới đây rồi đấy, chúng tôi định đi xuống phía Nam để lánh nạn. Ông có muốn đi cùng không? Lúc đó tôi thẳng thừng từ chối vì vợ tôi đang mang thai. Sana cô ấy đang mang thai rồi, bây giờ mà đi thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mất. Tôi vẫn quyết định ở lại không đi đâu cả. Người hàng xóm lúc đó vô cùng lo lắng và khuyên tôi rời đi. Vậy sao mà được chứ người phương Bắc sẽ giết chết hai người đó? Ông biết không bọn họ thích nhất là xiên đầu người chết trên ngọn thương của họ để so xem ai giết được nhiều người hơn ấy. Lúc đó tôi đã rất lo lắng nhưng lại không biết giải quyết như thế nào, nhưng bây giờ chúng tôi cũng không còn cách nào tốt hơn cả. Tôi không thể để Sana mạo hiểm tính mạng như vậy được. Người hàng xóm đã khuyên tôi đến gặp bà đồng ở thị trấn, không thì hai người đi cầu xin bà đồng thử xem, không chừng bà ấy sẽ có cách. Vào buổi chiều hôm đó tôi cùng Sana đã đến nhà bà đồng để cầu xin tìm đường sống. "Lão bà nhân từ ơi, chúng tôi đến để khẩn cầu bà có thể cho chúng tôi xin ý kiến được không?" người phương bắc sắp đánh đến đây rồi trong thôn cũng chẳng còn ai tôi cũng chẳng có cách nào để sống sót bà đồng liếc nhìn chúng tôi với nét mặt vô cùng đáng sợ ô những đứa con đáng thương của ta đương nhiên là được rồi tiền đề là phải trả một cái giá phù hợp đấy chúng tôi đã rất vui mừng khi bà đồng đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi thật sao tạ ơn trời đất bà đồng đã lấy ra hai viên thuốc đưa cho chúng tôi đây là hai viên thuốc giả chết sau khi hai người uống xong có thể giả chết một ngày hai người sẽ không bị mất đi ý thức nhưng không thể động đậy nổi trong mắt người khác hai người chẳng khác gì xác chết bình thường, đợi đến lúc người phương Bắc tiến vào thôn các người hãy uống cái này, và sau khi bọn họ đi hai người sẽ tỉnh lại. Khà khà đúng là một ý kiến thật tuyệt vời làm sao. Tôi đã vô cùng hoang mang nhìn bà lão nói về tài sản của mình, nhưng mà nếu như vậy nhà của chúng tôi không phải sẽ bị cướp đi hết sao? Chúng tôi làm sao mới có thể bảo vệ được tài sản của mình đây? Bà lão liếc nhìn hai người chúng tôi, "Ô các con của ta hai người sẽ không còn tài sản gì nữa. Có nhớ ta đã từng nói gì không?" đó là phải trả một cái giá hợp lý cái giá đó chính là toàn bộ tài sản của hai người đúng thật là hai viên thuốc nhỏ đắt đỏ mà nhìn hai viên thuốc trên tay bà đồng chúng tôi đã vô cùng hoang mang tiếc nuối gia tài của mình vừa muốn giữ mạng sống lão bà tiễn hai người ra ngoài rồi căn dặn được rồi hai người có đủ thời gian suy nghĩ để xem tài sản và tính mạng cái nào quan trọng hơn nhưng không lâu nữa đâu hai ngày sau ta sẽ rời khỏi nơi này đấy cuối cùng chúng tôi vẫn phải lựa chọn mua hai viên thuốc đó dùng hết cả gia sản của mình để đổi lấy vì nếu mất mạng rồi thì dù có bao nhiêu của cải cũng vô dụng, khi đội quân đến chúng tôi đã uống viên thuốc đó rồi trở thành hai thi thể nằm bất động bên trong nhà của mình. Đội quân phương Bắc hung hăng tàn bạo tàn phá khắp thị trấn của chúng tôi gây ra viễn cảnh lầm than, sau khi bọn họ lục soát tứ phía thì đã đến nhà của chúng tôi tìm kiếm của cải còn sót lại. Ban đầu bọn họ đã rất thất vọng vì chỉ phát hiện ra hai thi thể nằm ở đó mà không tìm thấy tài sản gì. Daniela chăm chú nhìn lão ông đang ngồi trước mặt. Đương nhiên rồi vì toàn bộ tiền đã bị bà đồng cầm đi rồi mà. Ông lão lại tiếp tục kể tiếp đoạn tiếp theo, ngay sau đó bọn họ lại trở nên phấn khích. Bắt đầu trỗi dậy thú tính ác độc của mình vì phát hiện ra có một thi thể nữ, Khưu Kiên nghe đến đây hận không thể tìm giết phanh thay đám quân nghiệt xúc đó để hạ cơn giận. Lão ông buồn bã ngồi một góc không muốn nhắc lại viễn cảnh tàn ác đó, tôi không muốn nhắc lại chuyện tối hôm đó nữa chuyện dài nói ngắn lại. Tôi sẽ đi thẳng vào phần cuối, khi tôi có thể động đậy như bình thường đã có thể mở mắt ra nhìn, lúc tôi lấy lại ý thức mới nhận ra tôi đã không còn nghe thấy tiếng của Sana nữa rồi. Sau đó tôi quyết định chôn Sana ở trên đỉnh núi, chôn bà ấy ở nơi tuyết rơi mà bà ấy thích nhất. Đáng hận hơn là tôi đã không thể tìm được một nửa bầu ngực của bà ấy, bọn ác độc đó đã lấy nó đi mất rồi. Sau đó tôi rời khỏi thị trấn này. Từ đó về sau nơi này tuyết rơi không ngừng, tôi biết đó là sự oán hận của Sana còn sót lại ở nơi này. Bây giờ tôi cũng sắp chết rồi, tôi muốn quay về thăm lại bà ấy, nhưng bây giờ nơi này khắp nơi toàn là quái vật, tôi cũng không còn cách nào lên đỉnh núi được nữa và đã bị giam ở đây một tuần rồi. Lão ông vội đưa túi tiền của mình về phía Khưu Kiên và Daniela, hai người là liệt ma nhân đúng không? Các người có thể bảo vệ tôi lên đỉnh núi đó được không? Tôi có thể giao lại cho hai người toàn bộ gia sản của tôi. Daniela với khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ nhìn ông lão, "Không cần nhiều như vậy đâu, chúng tôi chỉ thu đủ tiền mà thôi." Ngay đêm đó Khưu Kiên cùng Daniela cùng nhau hộ tống ông lão lên đỉnh núi, trên đường đi Khưu Kiên giết vô số quái vật khắp mặt tuyết đều là xác của bọn chúng. Daniela một bên đứng nhìn Khưu Kiên với nét mặt phấn khích ở cùng một chỗ với anh thoải mái thật đấy, lâu rồi kiếm của tôi không được ra trận. Khưu Kiên liếc mắt nhìn Daniela với nét mặt đắc ý, "Đừng nói là cô, đến kiếm của tôi cũng rất ít khi dùng tới." Bất chợt một quái thú to lớn xuất hiện từ phía sau, tấn công đến vị trí của ông lão và Daniela đang đứng khiến cô ta bất ngờ, Khưu Kiên đứng ở phía đối diện cũng ngạc nhiên không kém. Daniela vội vàng giữ chặt kiếm của mình chặn đòn phản kích đám quái vật đang tấn công, ngay sau đó Khưu Kiên dùng kiếm quyết của mình một đường kiếm khí kết liễu quái vật to lớn. Daniela với nét mặt trêu chọc nhìn Khưu Kiên, thật hiếm khi gặp cảnh này ngươi mà cũng thất thủ hả, nghe nói ít khi dùng kiếm lắm mà, Khưu Kiên nhìn Daniela với vẻ mặt đắc ý phấn khích, hư tại nhiều khi phi kiếm bận quá không tới được thôi, bất chợt một ma vật cấp cao nhào đến tấn công sau lưng Khưu Kiên một cách bất ngờ, chỉ trong chớp mắt Khưu Kiên cảm nhận được khí tức của quái vật, cậu ta liền dùng phá hư bộ dịch chuyển sang một bên né tránh đòn công kích của nó, tiếp đó dùng một ngón tay với uy lực mạnh mẽ của quy nhất chỉ đánh thẳng về phía quái vật chỉ trong chớp mắt đã đánh cho yêu vật tan xương nát thịt hòa tan vào mây khói khưu kiên tiếp tục nhìn lên phía đỉnh núi càng lên trên yêu vật càng nhiều bảo vệ ông ấy cho tốt tôi cảm giác khí tức tồn tại của ông ấy không cao đừng để bị tập kích bỗng nhiên daniela phát hiện ra một người nào đó nằm ở gốc cây phía trước liền nói lớn phía trước hình như có người thì phải sau khi tiếp cận khưu kiên liền nhận ra đây chỉ còn là một cổ thi thể hắn ta đã chết rồi đây chỉ còn là một cổ thi thể lạnh giá mà thôi daniela tiến đến chăm chú quan sát thi thể đóng băng trước mặt đây chính là tiền bối hồ phái, đoán không chừng là bị đám quái vật kia bao vây tấn công đến chết. Khiu Kiên phát hiện ra một cuốn sổ nhỏ liền đưa cho Daniela. Trên người của hắn có một cuốn sổ nhỏ, mau xem thử bên trong viết cái gì nào. Daniela bắt đầu xem những dòng chữ bên trong cuốn sổ nhỏ. Đây chính là một cuốn nhật ký, ông ấy nói càng tiến gần lên đỉnh núi quái vật càng nhiều hơn nữa lại càng hung hãn mạnh mẽ hơn. Khiu Kiên đảo mắt nhìn Daniela, đúng thật là tình báo mới mẻ, mới đến mức hình như tôi vừa mới nghe thấy ai đó vừa nói xong. Khưu Kiên ngay sau đó niệm quyết ra đòn kết liễu con quái vật đang định nhào đến đánh lén, là lời của ai vừa nói ấy nhỉ, có phải là bản thân ta không nhỉ? Daniela chăm chú đọc tiếp. Ây dô ông ấy còn đoán vì sao lại hình thành tình huống như vậy cơ, Khưu Kiên bên cạnh có chút tò mò, lý do là vì sao? Có quan trọng không? Daniela nhìn thẳng về phía đỉnh núi đang tỏa ra nguồn ma khí ở trước mặt, ông ấy nói mấy con quái vật này đang cố bảo vệ ma vương của bọn chúng. Daniela nhìn vào trong cuốn sổ nhất ký, bọn quái vật này thật sự đang bảo vệ yêu vương của bọn chúng sao chứ khưu kiên ở bên cạnh có chút phấn khích cũng không biết yêu vương bên này có yêu đan không nhỉ daniela thở dài ngoảnh mặt nhìn khưu kiên anh lại nói ra mấy lời kỳ lạ đó rồi đấy à ông lão đứng bên cạnh con quái vật nhưng vẫn không biết mà nhìn về phía trước nói lớn nếu thật sự chuyện này quá nguy hiểm đối với hai người hay là thôi đi khưu kiên tiếp đó ra đòn tấn cắt ngang con quái vật sau lưng lão ông à cảm giác khí tức tồn tại của ông yếu quá đến cả quái vật cũng không thể nhìn thấy ông Khưu Kiên đến bên cạnh ông lão đặt tay lên vai của ông. Yên tâm đi chúng ta cũng đã đi đến đây rồi, thì sao có thể để ông không gặp bà ấy được đây? Bọn chúng muốn bảo vệ yêu vương của bọn chúng đúng không? Vậy thì bây giờ chúng tôi biến ông thành yêu vương của bọn chúng là được rồi. Đi gặp vương hậu của ông đi, giữa màn đêm tuyết rơi dày đặc Khưu Kiên ra từng đòn tấn công quyết liệt kết liễu vô số quái vật. Daniela bên cạnh cũng không hề yếu kém từng nhát chém hạ gục từng con quái vật to lớn. Ông lão ở một bên cũng vô cùng cảm động trước hành động dũng cảm, và đây trách nhiệm của hai liệt ma nhân trước mặt nhìn về phía của Khưu Kiên và Daniela đang liên tục kết liễu quái vật ông lão vội vã từng bước đi theo hét lớn đợi tôi với sau một đợt đánh giết quái vật nhóm người Khưu Kiên chỉ còn vài bước nữa là đã đến được đỉnh núi Daniela phấn khích với màn đánh giết quái vật nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng rất nhiều Khưu Kiên đứng bên cạnh liên tục nhắc nhở đừng có buông lỏng cảnh giác chúng ta còn chưa được gặp yêu vương của bọn chúng đâu đấy cả nhóm của Khưu Kiên cũng đã đến được đỉnh núi tuyết và phát hiện ra gì đó mau nhìn bên đó kìa lão ông cũng nhận ra thứ ở trước mặt có chút quen thuộc nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ à đó là lão ông cố gắng chống gậy từng bước tiến đến gần thứ đang hiện diện ở trước mặt giữa cơn bão tuyết từ bên trong hang động nhỏ tối tăm trước mặt có một ánh mắt đang tỏa sáng với biểu cảm tức giận trong giây lát tiểu quỷ bên trong bò ra ngoài ánh mắt dè chừng vẫn có chút sợ hãi nhìn ông lão trước mặt khưu kiên ngay sau đó lao đến một tay nắm chặt cổ của tiểu quỷ cậu ta nhấc bổng tiểu quỷ lên cao khiến nó gào thét dữ dội ông lão ở một bên vội với tay đến tiểu quỷ lẽ nào đây chính là con của ta và bà ấy sao tiểu quỷ bị khưu kiên giữ chặt trên tay cố gắng vùng vẫy tỏ vẻ khó chịu muốn thoát khỏi khưu kiên khưu kiên ngay sau đó ném tiểu quỷ sang một bên lão ông thấy thế vội chạy đến bên cạnh của tiểu quỷ tiểu quỷ sau khi được thả ra bắt đầu gào thét tỏ vẻ phẫn nộ với hình dạng biến dị băng giá lão ông vẫn nhìn chằm chằm tiểu quỷ trước mặt mà chạy đến không thể sai được không thể nào sai được con giống y hệt bà ấy ông lão tiếp cận ôm trầm lấy tiểu quỷ khóc nức nở có chút vui mừng đây thật sự chính là con của ta tiểu quỷ vẫn dùng sức lực yếu ớt của mình cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ông lão chỉ sau vài giây nó đã bị sự ấm áp của ông cùng tình yêu thương mãnh liệt cảm hóa được nó nó bắt đầu phản ứng ôm lấy ông cảm giác ấm áp mà trước giờ nó chưa từng có daniela đứng một bên rưng rưng nước mắt cảm động trước tình yêu thiêng liêng dành cho con cái của mình ông lão tara ôm lấy đứa trẻ vào lòng mà bật khóc nhớ thương đến người vợ quá cố chúng tôi thật sự đã có một đứa con Tôi thật sự rất nhớ bà ấy, Sanna. Tôi thật sự rất nhớ bà. Daniela nhìn Khưu Kiên nét mặt có chút mãn nguyện sau khi thành công giúp đỡ một người tìm lại đứa con của mình. Bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành trách nhiệm của một liệt ma nhân hoàn thành xong ủy thác. Cả sau đó từng bước đi xuống núi sau khi thực hiện xong trách nhiệm liệt ma nhân của mình, Daniela vừa đi vừa hào hứng nhìn theo Khưu Kiên. Thật tốt quá đứa bé đó giống như là sự cứu rỗi của ông lão vậy. Bất chợt Khưu Kiên hoảng hốt giật mình ngoảnh mặt nhìn phía sau cậu ta nhanh tay vừa kịp lúc kết liễu con quái vật đang có ý định đánh lén thành công giữ mạng cho daniela xem ra vẫn còn sót một con cá lọt lưới rồi daniela nhìn về phía của khưu kiên nói lớn nếu như vậy lúc bọn họ xuống núi có thể gặp rất nhiều nguy hiểm khưu kiên thu liễm lại linh lực cau mày nhìn daniela yên tâm đi đứa bé lúc nãy không phải là yêu vương của bọn chúng sao mà mấy con quái vật không não này cũng biết đạo lý vương hầu quý tộc chưa hẳn là con ông cháu cha cơ à daniela thẹn thùng đứng tại chỗ nhưng mà đó chỉ là phán đoán của thợ săn ma hổ phái đó mà thôi, ta cũng không biết, lẽ nào ta cũng là quái vật không não ư. Khưu Kiên cảm thấy không an tâm liền đòi quay lại đỉnh núi, mau quay về đỉnh núi trước đã, quả thật không yên tâm chút nào. Cả hai ngay sau đó từng bước quay về lại đỉnh núi để kiểm tra tình hình của ông lão và đứa trẻ ba nãy. Khưu Kiên cùng Daniela cũng đã nhanh chóng có mặt tại đỉnh núi và nhìn thấy hình bóng của tiểu quỷ ba nãy, bất chợt cả hai đều hoang mang hoảng hốt nhìn về phía trước, ông lão vừa nãy đâu rồi. Khí tức tồn tại của ông lão thật sự quá nhỏ chúng ta không thể nào cảm nhận được ông ta. Khưu khiên liên tục ngoảnh mặt quan sát xung quanh để tìm kiếm ông lão. Ông Tara ơi ông đâu rồi? Daniela đột nhiên chỉ tay về phía trước với nét mặt hốt hoảng gọi lớn tên của Khưu Kiên. Khưu Kiên mau nhìn về phía trước. Tiểu quỷ lúc này đã xe xác ông lão ra thành nhiều mảnh hai tay còn cầm lấy khúc chân của ông ta mà gào rú. Nét mặt của Khưu Kiên tối sầm lại bắt đầu biến sắc. Thật sự là do sự chủ quan đã gián tiếp giết chết lão Tara rồi cậu ta lúc này với nổi oán hận trong lòng lập tức điều khiển linh lực bão phát tung đòn tấn công về phía tiểu quỷ đối mặt với kiếm khí đang lao đến tiểu quỷ có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía khưu kiên một tiếng va chạm mạnh vang lên khiến thanh kiếm của khưu kiên xoay vòng giữa không trung daniela bất chờ xuất hiện lao ra đỡ đòn công kích vừa rồi daniela cũng đã thành công giúp tiểu quỷ giữ lại được mạng sống khưu kiên vội vã thu liễm linh lực chạy đến ôm lấy daniela với nét mặt hoảng hốt cô đang làm gì vậy hả nếu không phải cô theo tôi tu luyện thời gian dài như vậy thì xương cốt cơ thể cô đã vỡ nát thành nhiều mảnh rồi đấy daniel với cơ thể trọng thương chăm chú nhìn khưu kiên bây giờ hình như cũng gãy mấy cái xương rồi thì phải nhưng mà chắc chắn ông lão kia sẽ không hy vọng anh giết chết đứa bé đó đâu nó là quái vật nhưng nó cũng là đứa con duy nhất của ông ấy khưu kiên hốt hoảng vội vã lấy ra bình chứa đan dược hét lớn cô đừng nói thêm gì nữa vết thương sẽ càng lúc càng nặng hơn đấy daniela nhìn chằm chằm khưu kiên với giọng nói yếu ớt anh phải hứa với tôi trước đi đã nhất định không được giết nó nữa Khưu Kiên vì muốn giữ lại mạng sống cho Daniela liền vội vàng chấp thuận rồi lấy ra đan dược của mình, ta nhất định sẽ không động thủ, mau mở miệng ra. Daniela ngay sau đó há miệng nuốt đan dược mà Khưu Kiên đưa cho vào trong cơ thể, tiểu quỷ ở bên cạnh liên tục gào thét với vẻ mặt thích thú thỏa mãn với miếng thịt của ông lão. A nha nha chu -pa pi mo nha nhố, Khưu Kiên lúc này vô cùng oán giận tiểu quỷ trước mặt liếc mắt nhìn chằm chằm vào nó, đa tạ ý tốt của người. Chúng ta không ăn, Daniela đảo mắt nhìn Khưu Kiên với giọng nói yếu ớt vị bị thương nặng cụ mau cầm lấy đi, chúng ta phải an táng giúp ông ấy chứ." Daniela từ từ được Khưu Kiên bế lên bước đi về phía trước. "Sao chúng ta có thể cứu được tất cả mọi người cơ chứ? Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là một liệp ma nhân mà thôi." Khưu Kiên cứ thế cõng Daniela quay lưng bước đi rời khỏi đỉnh núi Tuyết Vĩnh Hằng. Daniela với hơi thở mỏng manh thì thầm vào tai của Khưu Kiên, "Tiếp tục đi về phía trước là chúng ta có thể rời khỏi nơi mùa đông vĩnh hằng này rồi." Khưu Kiên ngay sau đó liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi dùng ý niệm điều khiển linh lực kiếm khí của khưu kiên cũng theo đó mà nhận lệnh lao vun vút giữa bầu trời với sức công kích cực lớn chỉ trong vài giây kiếm khí đã lao đến đỉnh núi nơi mà tiểu quỷ vừa nãy đang đứng gạm nhấm thịt của ông lão chỉ trong một thời gian ngắn dựa vào ý niệm linh lực của khưu kiên kiếm khí lao đến xuyên qua kết liễu tiểu quỷ sau khi tiểu quỷ chết yêu khí cũng dần dần tan biến trả lại cho dãy núi grim ánh nắng đầu tiên sau mười mấy, mấy năm khưu kiên sau đó cõng daniela thẫn thờ bước đi về phía trước xin lỗi nhé ta chỉ hứa với cô là không động tay mà thôi Daniela bất chợt vỗ mạnh vào vai của khưu kiên khiến cậu ta giật mình ở phía trước chúng ta hình như có nhà dân đang sinh sống chúng ta có thể tá túc nhờ ở đấy một đêm khưu kiên theo hướng tay của Daniela cũng đã thấy một con đường mòn dẫn đến một thị trấn nhỏ có dân cư sinh sống Daniela ở trên lưng của khưu kiên đưa tay chạm vào huy hiệu liệt ma nhân của mình đợi đã mau giúp tôi gỡ cái huy hiệu này xuống trước khưu kiên ngơ ngác có chút thắc mắc nhìn Daniela tại sao phải tháo bỏ nó xuống Nét mặt của Daniela bỗng trầm xuống có chút gì đó rất buồn. Ở đây không có ai cho thợ săn ma ở nhờ đâu. Sau một lúc di chuyển khiêu kiên đến trước một căn nhà nhỏ đưa tay lên gõ cửa. Vị chủ nhà với nét mặt cau có đẩy cửa bước ra chăm chú quan sát khiêu kiên và Daniela. Các người gõ cửa nhà tôi có chuyện gì không vậy? Khưu kiên chăm chú nhìn vị chủ nhà trước mặt. Xin chào chúng tôi đã xảy ra một chút chuyện trên đường đi. Bây giờ cô ấy đang bị thương cần một nơi để nghỉ ngơi. Nhờ anh giúp cho chúng tôi có thể trả tiền. Vị chủ nhà nét mặt bắt đầu quan tâm nhìn Daniela, cô ấy bị sao vậy? Khưu Kiên nhìn vị chủ nhà nhanh chóng trả lời, cô ấy bị gãy rất nhiều xương. Nét mặt của vị chủ nhà dần dần trở nên lo lắng hơn nhìn Khưu Kiên và Daniela, cậu vẫn luôn chăm sóc cô ấy như vậy sao? Các người đi từ hướng dãy núi băng xương vĩnh hằng tới đúng không? Khưu Kiên ngơ ngác có chút thắc mắc nhìn vị chủ nhà trước mặt, bọn tôi đang đi ngang qua đó thì gặp nạn có sao không? Vị chủ nhà nhanh chóng niềm nở mời Khưu Kiên cùng Daniela bước vào trong. Mau vào đi không cần phải trả tiền đâu. Khưu Kiên có chút tò mò với ánh nhìn của hai người trước mặt, ánh mắt của họ luôn chăm chú quan sát về hướng của Khưu Kiên và Daniela. Vị chủ nhà sau đó đẩy cửa bước ra ngoài và căn dặn Khưu Kiên, điều kiện ở đây có hạn hai người cứ tự nhiên, chỉ là đừng đi ra phía sân sau là được. Khưu Kiên có chút tò mò muốn tìm hiểu thêm lý do, được rồi, tại sao không được ra sân sau vậy? Ngoài đấy có thứ gì sao? Vị chủ nhà lộ rõ sự tức giận lên khuôn mặt trừng mắt nhìn Khưu Kiên. Tóm lại chỉ cần các người đừng đi ra sân sau là được không cần hỏi nhiều. Khưu Kiên nhìn thấy nét mặt tức giận của vị chủ nhà liền hoang mang hoảng hốt. Được 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 rồi, chúng tôi sẽ nhất định không đi ra sân sau. Xin lỗi nhé chỉ thuận miệng hỏi tí mà thôi. Đêm đó ở phía sân sau nơi mà Khưu Kiên và Daniela đang tá túc ở nhờ qua đêm, tiếng mở khóa cửa cùng tiếng xiềng xích vang lên liên hồi. Vị chủ nhà sau đó xuất hiện đẩy cửa bước vào trong. Anh tới thăm em đây chắc em cũng nhớ anh lắm rồi đúng không bảo bối ở phía dưới căn hầm tối là một cổ thi thể đã bị yêu vật ký sinh xâm chiếm cơ thể với ánh mắt tức giận cùng hàm răng sắc nhọn chảy rãi nhìn về phía vị chủ nhà vị chủ nhà ngay sau đó tiến đến trước mặt của người phụ nữ đang bị yêu vật xâm chiếm cơ thể kia tay đưa ra một con thỏ cho cô ấy đến đây nào mau ăn nó đi em anh ta cầm thi thể của một con thỏ ném về phía của cô gái đã bị yêu vật ký sinh cô ta nhanh chóng bộc lộ khả năng quỷ dị của mình cắn chặt vào con thỏ cùng bộ mặt dữ tợn hung ác vị chủ nhà đứng trước cơ thể quỷ dị bị xiềng xích nói mới nhớ hôm nay có người đến xin tá túc ở tạm chỗ chúng ta một hôm vốn dĩ cũng chẳng muốn cho bọn họ bước vào bất chợt giọng của nữ quỷ vang lên vậy thì sao anh lại để bọn họ vào vậy hả anh yêu vị chủ nhà thẫn thờ với nét mặt trầm tư vì anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh ta nhìn cô gái trên lưng suốt cả quãng đường nên anh không nhẫn tâm để bọn họ cứ như thế mà rời đi có thể là anh do anh đã nhìn thấy được hình bóng của bản thân lúc trước của mình trên người của bọn họ nữ quỷ với cơ thể quái dị bị trói buộc bằng xiềng xích nhìn vị chủ nhà vậy thì để bọn họ ở lại đi chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện ra đâu vị chủ nhà hoang mang quỳ gối trước mặt nữ quỷ em đang nói cái gì vậy hả ý của em là muốn cái gì đây đáng chết anh sắp quên mất lúc em nói chuyện sẽ có bộ dạng như thế nào rồi nữ quỷ ký sinh liên tục vùng vẫy gào thét với khuôn mặt quỷ dị như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vị chủ nhà vội vàng lấy ra một ống tiêm có chứa dung dịch gì đó nhìn chằm chằm nữ quỷ bảo bối đừng sợ chút nữa mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi anh ta nhanh chóng cắm ống tiêm vào cơ thể của nữ quỷ truyền hết toàn bộ dung dịch có trong xi lanh sau khi tiêm xong liền vội vàng lấy ra quan sát cơ thể của nữ quỷ trước mặt ngay sau đó cơ thể của cô ta đã trở về hình dạng như con người với vô số nấm ký sinh trên đầu anh ta tiếp tục ôm lấy khuôn mặt của nữ quỷ với nét mặt buồn bã em có biết không có lúc anh thật sự muốn nhổ những cây nấm ngu xuẩn này đi nhưng anh sợ em sẽ không còn cử động như bây giờ nữa chuyển cảnh về lại phòng ngủ nơi khiêu kiên cùng daniela được vị chủ nhà cho tá túc quá trình này sẽ rất đau nhưng đây là cách nhanh nhất để giúp cô hồi phục rồi daniela ngồi ngay ngắn xếp bằng vào trạng thái tĩnh tâm tu luyện cơ thể của tôi phải làm thế nào đây khiêu kiên đảo mắt nhìn chằm chằm daniela cô không cần phải làm gì cả tôi chỉ cần truyền thừa linh lực để giúp cô hồi phục toàn bộ xương cốt cho cô daniela liếc mắt nhìn khiêu kiên có chút thắc mắc lợi hại như vậy tại sao lúc nãy anh không làm luôn khiêu kiên cau mày chăm chú nhìn daniela cô có thể hiểu theo cách của tôi tôi cần sự tĩnh tâm chuyên chú tuyệt đối trong quá trình này trong trường hợp này chỉ cần một người nông dân với cây ba chĩa cũng có thể lấy mạng của tôi. Ngay sau đó cả hai bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Khưu Kiên cũng đã thi triển linh lực truyền công cho Daniela. Bất chợt có tiếng động lớn bên ngoài khiến cho Khưu Kiên giật mình. Mấy người không thể tôi không cho phép các người khống chế cô ấy. Khưu Kiên với nét mặt hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Cái đậu hóa. Hỏng rồi. Không phải là nông dân cầm ba chĩa xông vào đấy chứ. Bên ngoài đang có trận xung đột giữa các binh lính và vị chủ nhà. Tôi hiểu cảm giác của cậu như những người bị nấm ký sinh thực tế đã chết từ lúc đó rồi vị chủ nhà trừng mặt nhìn người lính trước mặt quát lớn anh thì hiểu cái gì chứ đó chính là người vợ duy nhất của tôi mấy tên khốn nạn các người binh lính đứng ra nói với giọng nghiêm khắc tôi biết nó giống hệt với người thân của anh nhưng bọn chúng không phải là con người nữa rồi vị binh lính tiến đến đặt tay lên vai của chủ nhà thuật sĩ phù thủy người chế thuốc thậm chí là cả liệt ma nhân tất cả những người đó sau khi xử lý quái vật chúng tôi cũng đều hỏi rồi họ đều có đáp án giống nhau não của bọn họ đã bị nấm ăn hết rồi bây giờ chẳng qua chỉ là một cơ thể trống rỗng bị nấm ký sinh khống chế mà thôi vị chủ nhà vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của hai binh lính bên cạnh anh ta ngay sau đó với vẻ mặt tức giận anh ta nhào đến cùng nắm đấm của mình ngắm về phía vị lính trước mặt tôi đã nói rồi anh không hiểu được chỉ cần có hình thể giống cô ấy thôi là tôi đã đủ mãn nguyện rồi vị binh lính nhanh tay chặn lại nắm đấm của anh ta xem ra lại là một tên nói mãi không thông nữa rồi dứt lời ông ta liền vật ngã vị chủ nhà ngã ra đất. Daniela bỗng nhiên xuất hiện nhìn chằm chằm về phía vị binh lính trước mặt hét lớn, dừng tay lại. Khưu Kiên bên trong lo lắng liếc nhìn theo Daniela thầm nghĩ, rõ ràng còn chưa trị liệu xong mà. Daniela nhìn vị binh lính trước mặt với giọng nói yếu ớt cùng cơ thể trọng thương. Mấy người các ngươi thả ông ấy ra, vị binh lính ngoảnh mặt nhìn Daniela đang đứng ở cửa nhà. Cô bé đó là con gái anh à, nhưng cô bé đó chẳng giống anh một chút nào vị chủ nhà bày ra bộ mặt lo lắng nhìn về phía trước đừng làm khó bọn họ bọn họ chỉ là người tá túc ở nhờ nhà tôi mà thôi hơn nữa trên người cô ấy còn có vết thương rất nặng tên binh lính tiếp tục tiến đến gần daniela ồ cô gái à cô không biết gì thì đừng có ở đây mà thể hiện chính nghĩa công lý daniela chăm chú nhìn tên binh lính trước mặt có chút lo lắng tôi biết rất rõ chuyện này tiếp đó daniela lấy ra huy hiệu liệt ma nhân của mình đưa về phía trước vì tôi là liệt ma nhân tôi biết mấy người đang nói về chuyện gì Tên binh lính đứng ở trước mặt của Daniela cười lớn tỏ vẻ khinh bỉ. Thì ra là thợ săn ma ư? Chẳng trách cũng chỉ có mấy người mới dám làm ra những chuyện thu tiền thiếu đạo đức đó. Daniela dùng ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm tên binh lính, "Đúng như vậy, tôi thu phí cao lắm đó, cho nên tôi không thể để mấy người động vào ông ấy như thế." Tên binh lính lại tiếp tục áp sát đến Daniela, "Ô thợ săn ma đổi một cơ thể khỏe mạnh khác đi có được không? Có khi bọn ta sẽ sợ đấy. Tiếc là bây giờ cô đến cả kiếm của mình còn chẳng rút ra được." một mình cô thì có thể làm được gì chứ đồng thời lúc này khiêu kiên ở bên trong cũng đã nghe được diễn biến đang xảy ra bên ngoài cậu ta bắt đầu liếc mắt ra nhìn về phía cửa nơi mà tên binh lính đang đứng để khiêu khích daniela tiếp đó lại hồi tưởng đến viễn cảnh lúc trước khi kết liễu tên tiểu quỷ ở đỉnh núi băng sương vĩnh hằng rồi lại nhớ về lời nói của sư phụ đã từng nói với mình trừ yêu diệt ma là chuyện chúng ta nhất định phải làm nếu không sẽ có vô số người phải chịu đau khổ khiêu kiên từ từ bước ra ngoài trừng mắt nhìn tên binh lính trước mặt Tên nào vừa nói cô ấy chỉ có một mình vậy nhỉ? Tên binh lính ngay sau đó vội vàng đưa tay ra lệnh cho thuộc hạ tiến vào bên trong để tấn công Khưu Kiên. Khưu Kiên chừng mắt nhìn chằm chằm tên binh lính trước mặt đưa tay kết ấn thi triển linh lực. Tỏa càn khôn, sau một lúc lâu chờ đợi thuộc hạ của mình xông vào, tên lính bắt đầu ngơ ngác khi vẫn chưa thấy động tĩnh gì của thuộc hạ liền liếc mắt nhìn ra sau. Hai tên thuộc hạ ở bên ngoài từ lâu đã bị Khưu Kiên thi triển thần lực dùng xiềng xích trói buộc ở bên ngoài. Khưu Kiên bày ra bộ mặt đắc ý tay vẫn giữ kết ấn ngưng tụ linh lực không thì ông đích thân lên đi có được không? Tên binh lính lại bày ra bộ mặt lo lắng hoảng sợ trước thực lực của Khưu Kiên, cậu nhất định sẽ hại chết rất nhiều người đấy. Khưu Kiên vội vàng thu liễm lại linh lực nhìn chằm chằm tên binh lính trước mặt, hại chết rất nhiều người ư chuyện này là sao? Khưu Kiên ngay sau đó lao đến nắm chặt cổ áo của đối phương tức giận hét lớn, ý của ông vừa nói rốt cuộc là có ý gì? Tên binh lính hoảng loạn sợ hãi liếc nhìn ra phía của vị chủ nhà, tôi nói việc này rất nghiêm trọng, vợ của anh ta đã không còn là con người nữa rồi, Cô ta bây giờ chỉ là một con quái vật hung hăng tàn bạo mà thôi, ngay bây giờ ở căn phòng dưới lòng đất của nhà anh ta, có một cô gái đã bị nấm ký sinh chiếm hữu cơ thể biến thành một con quái vật, nếu như một ngày nào đó cô ta chạy thoát ra bên ngoài thì sẽ như thế nào? Hậu quả là những người ở các làng xung quanh cũng có thể mất vợ, mà những người đó mới là những người sống thật sự. Tôi phải chọn như thế nào đây? Tôi nhất con mẹ nó định phải làm người xấu sao? Tên binh lính tiếp tục chỉ tay về phía của vị chủ nhà khi có người mất đi người thân khi có người đau lòng đến tuyệt vọng đến hỏi tôi vì sao lại như vậy chẳng lẽ tôi phải nói với bọn họ tất cả là do tôi quá mềm lòng tôi muốn bảo vệ người đàn ông trung tình ngu ngốc này ư vị binh lính bức xúc nói lớn trước mặt của khưu kiên vậy còn bọn họ thì sao chứ ai sẽ đứng ra bảo vệ bọn họ đây hả sau khi biết rõ câu chuyện khưu kiên sửng người đứng im tại chỗ chết lặng không biết phải nói như thế nào cậu ta bắt đầu nhớ về viễn cảnh của ông lão tara lúc trước khi gặp ở vùng băng sương vĩnh hằng cũng chính vì cậu ta đã quá nhân nhượng khoan hồng và xem thường bản tính của lũ quái vật, nên đã vô tình gián tiếp để cho nó có thể dễ dàng giết chết ông lão ấy một cách tàn bạo. Khưu Kiên ngay lập tức cau mày nhìn vị binh lính trước mặt. Ông nói đúng lắm nhưng tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Khưu Kiên tiếp đó xoay người đưa tay về phía vị chủ nhà trước mặt mình. Ông có thể tiện đây đưa chúng tôi đi xem vợ của ông như thế nào không? Vị chủ nhà từ từ đứng dậy nét mặt có chút lo lắng liếc nhìn đám binh lính sau lưng. Khưu Kiên ngay sau đó đưa tay thu liễm linh lực, cởi bỏ xiềng xích thả hai tên binh lính bên ngoài ra trước mặt tất cả mọi người cậu ta tiếp đó đưa tay lên xoa đầu Daniela một cách trìu mến cô cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi ta sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này sau một lúc vị chủ nhà đã dẫn mọi người đến căn phòng bí mật dưới lòng đất ở trong chính căn nhà của mình Khưu Kiên lúc này không một chút sợ hãi tiến đến trước mặt của nữ quỷ đã bị nấm ký sinh chiếm hữu cơ thể vị chủ nhà có chút lo lắng hoảng sợ khi thấy Khưu Kiên áp sát vợ của mình đừng đến gần quá nguy hiểm lắm Khưu Kiên vẫn kiên định không sợ hãi quan sát tình hình của vợ anh ta. Không sao đâu, Khưu Kiên tiếp tục thi triển thần lực tạo ra một nguồn linh lực mạnh mẽ tỏa sáng cả căn hầm. Phục yêu trận, khai trận, Khưu Kiên bắt đầu bày ra trận pháp niệm quyết trước mặt của nữ quỷ. Xung quanh tỏa ánh kim quang lấp lánh kèm theo nhiều dòng ấn chú trôi nổi khắp căn hầm. Sau một khoảng thời gian bày trận Khưu Kiên hấp thụ lại thần lực, được rồi, cô ấy sẽ không thể nào ra khỏi căn phòng này được nữa. Khưu Kiên ngay sau đó quay lại đứng đối diện với vị chủ nhà nghiêm túc căn dặn, nhưng ông phải nhớ kỹ nếu có bất cứ hành động phá hủy trận pháp nào, thì nó sẽ kích hoạt trận pháp của tôi trực tiếp thiêu chết cô ấy. Tiếp theo ngoảnh mặt sang nhìn vị binh lính với nét mặt cực kỳ nghiêm túc, ông cảm thấy như vậy đã đủ chưa? Sau khi bày xong trận pháp Khưu Kiên đứng ra đưa tay bày tỏ trước mặt vị chủ nhà và binh lính, hai người cảm thấy như vậy đã đủ chưa hay còn muốn thêm điều gì khác? Vị binh lính phấn khích trước tài năng và thực lực của Khưu Kiên, nếu thật sự có thể làm như cậu nói, vậy thì còn gì bằng nữa chứ? Vị chủ nhà cũng vô cùng cảm kích hành động của Khưu Kiên. "Vị tiên sinh này tôi thật sự không biết phải nên cảm ơn cậu như thế nào." Khưu Kiên đặt tay lên vai của vị chủ nhà khiến ông ta có chút bất ngờ. Tuyết trên ngọn núi đó cũng đã ngừng rơi rồi, "Nếu có rảnh thì giúp ta xử lý những thi thể trên đỉnh núi đó đi." Tiếp đó Khưu Kiên bước đi rời khỏi căn hầm tối. Vị binh lính bên dưới liền vội vã hét lớn, "Vị tiên sinh này đợi một chút đã, mấy người là thợ săn ma đúng không? Tôi có một ủy thác không biết mấy người có hứng thú không?" Khưu Kiên vừa bước đi vừa để lộ vẻ mặt đắc chí liếc nhìn binh lính, coi như ông tìm đúng người rồi đấy, chúng tôi chính là thợ săn chuyên nghiệp nhất. Chiều hôm sau tại nơi mà Khưu Kiên cùng Daniela tá túc, vị binh lính đã từ rất lâu đứng chờ đợi ở trước cổng đến mức ngủ gật. Daniela lúc này đẩy cửa bước ra hét lớn khiến vị binh lính kia bừng tỉnh ngạc nhiên, để mọi người chờ đợi tôi lâu rồi phải không? Vị binh lính ngơ ngác nhìn chầm chầm Daniela. Tôi nhớ lúc chưa thậm chí cô còn không đứng vững được cơ mà, Daniela xoay cánh tay cử động cơ thể một cách khỏe khoắn cười mỉm nhìn vị binh lính trước mặt. Tôi đã chữa trị xong rồi. Khưu kiên đồng thời bước ra đưa tay cóc vào đầu của Daniela. Cô ấy không sao nữa rồi chúng ta có thể xuất phát thôi. Daniela tiếp tục tiến ra cổng ngoảnh mặt liên tục nhìn xung quanh. Ê những người khác đi đâu hết cả rồi. Vị binh lính đứng ra giải đáp thắc mắc của Daniela. Tôi để các binh sĩ về trước hết rồi. Còn về phần chủ nhà này thì tôi không biết. Anh ta mang quốc đi ra ngoài từ rất sớm rồi. Vị chủ nhà lúc này đã từng bước đi đến vùng núi băng xương vĩnh hằng theo lời của Khưu Kiên. Vừa đến nơi ông ta đã phát hiện ra nhiều thi thể của quái thú nằm rải rác khắp nơi khiến ông ta vô cùng bất ngờ. Nhiều thi thể quá tôi phải chôn bọn chúng như thế nào đây chứ? Sau một khoảng thời gian dài di chuyển, vị binh lính cũng đã thành công dẫn Khưu Kiên cùng Daniela đến thành trì của Vương quốc. Ngay sau đó vị binh lính dẫn cả hai vào bên trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Hai người nghỉ ngơi ở đây trước đi, sáng ngày mai tôi sẽ đưa hai người đi gặp Nam Tước. Khưu Kiên mệt mỏi đặt mông ngồi xuống tựa vào ghế, xoắn xít cả một ngày trời rồi, trước khi đi ông không định nói là làm nhiệm vụ như thế nào sao? Vị binh lính bày ra bộ mặt lo lắng hoang mang nhìn Khưu Kiên, tóm lại là bọn tôi mời hai người giết chết ừm. Tóm lại là giết chết một loại sinh vật, Khưu Kiên vừa rót trà vừa liếc mắt nhìn vị binh lính bên cạnh, nói năng kiểu ngập ngừng như thế à? Như thế là không được đâu đấy nhé, Daniela đứng một bên bày tỏ quan điểm của mình, người cũng coi như là một loại sinh vật đấy nhỉ. Máy vai kiểu ám sát đấu tranh chính trị thì thợ săn ma không làm đâu đấy nhé. Vị binh lính có chút bối rối trước những lời nói của Khưu Kiên và Daniela. Nếu là chuyện này thì không cần tìm đến hai người đâu, dù sao hai người cũng là dạng người cao quý như vậy cơ mà. Daniela cau mày tỏ vẻ khó chịu trước lời nói ngập ngừng mập mờ của vị binh lính. "Vậy thì ông nói rõ ra là sinh vật gì đi, nếu không làm sao bọn tôi có thể chuẩn bị trước ma dược và tiên dược được chứ?" Vị binh lính bắt đầu nghiêm túc nói thẳng ra cho Khưu Kiên cùng Daniela cùng biết. Thôi được rồi, đó chính là thiên sứ, chúng tôi cần hai người đi giết một vị thiên sứ." Daniela bắt đầu hoang mang lo lắng trước nhiệm vụ ủy thác của mình vừa mới nhận, thật thật sự là thiên sứ sao? Daniela nhìn chằm chằm vị binh lính trước mặt tỏ vẻ bực tức. "Tôi là thợ săn ma đó ông coi bọn tôi thành cái gì vậy hả? Ông nghĩ bọn tôi là ma nữ săn thiên sứ sao?" Vị binh lính cau mày nhìn chằm chằm Daniela có chút khó giải thích. "Đợi sau khi cô biết cô ta đã làm những gì, thì cô sẽ hiểu tại sao chúng tôi muốn giết chết cô ta." Khưu Kiên ngồi một góc đưa tay ra hiệu tỏ vẻ thắc mắc, đợi một chút đã. Rốt cuộc thiên sứ đó là cái gì vậy hả? Daniela đứng ra chăm chú nhìn Khưu Kiên giải thích về thiên sứ, đơn giản mà nói thiên sứ chính là nô bọc dưới trướng của các vị thần. Khưu Kiên đưa tay vuốt cằm trầm trồ suy nghĩ liên tưởng đến lão béo bụng bia cùng chiếc quần đùi bông lúc trước, thần ư? Thiên sứ là nô bộc dưới trướng của hắn sao? Chuyển cảnh đến một khu rừng rậm cây cối mọc um tùm, có một nữ thiên sứ với đôi cánh đen đang lơ lửng giữa khu rừng. Cô ta đang tận hưởng những giọt sương mai trên những tán lá bên trong khu rừng để giải khát. Nữ thiên sứ này còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ cùng cặp loa di động cực khủng. Chuyển tiếp đến vương quốc nơi mà Khưu Kiên cùng Daniela đến để nhận ủy thác. Sáng hôm đó Khưu Kiên cùng Daniela theo chân của vị binh lính đến ý kiến nam tước của vương quốc này. Vị nam tước này đứng ra bày tỏ tình hình cho Khưu Kiên và Daniela. Mọi người đều biết không lâu trước đó là thời đại của chiến tranh. So với những người phải sống lang bạt khắp nơi, thì người dân Green Garden có một cuộc sống khá tốt daniela đứng một bên nhìn chằm chằm vị nam tước trước mặt vì mấy người có được sự bảo hộ của thiên sứ có phải không nam tước cúi đầu cau mày trầm ngâm với nét mặt có chút buồn bã có thể nói là như vậy đối với người dân ở đây dù cô có là vị thiên sứ mà họ có thể nương tựa thì cô cũng là một ác linh có thể lấy đi mạng sống của con người chỉ cần cống nạp đủ tế phẩm thì sẽ không có tai họa nào xảy đến với người dân daniela rơi vào hoang mang và thắc mắc chăm chú nhìn nam tước vậy thì vì sao phải diệt trừ cô ta vậy chứ nghe thì có vẻ là chuyện của một thiên sứ nên làm mà. Nam Tước lại bày ra vẻ mặt buồn rầu nói tiếp. Chiến tranh cũng đã kết thúc ít nhất là thời điểm hiện tại không còn chiến tranh nữa, nên không còn ai nguyện hy sinh để dâng hiến con cái của mình cho vị thiên sứ đó. Vị Nam Tước đưa ra tờ ủy thác của mình về phía của Khưu Kiên và Daniela, nói cách khác thực ra từ trước đến nay chưa từng có ai nguyện ý hy sinh cả. Chỉ là do chiến tranh chết tiệt này đã khiến cho chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Khưu Kiên nhìn chằm chằm về phía Nam Tước hỏi thêm về những mình đang thắc mắc. Vậy thì về phần những đứa trẻ đó bọn họ sẽ làm gì với những đứa trẻ đó, trở thành kẻ hầu hạ cho thiên sứ dưới trướng của các vị thần sao? Nam Tước bắt đầu nghiến răng với vẻ mặt đầy uất hận và phẫn nộ, những đứa trẻ đó sẽ trở thành thức ăn cho bọn thiên sứ của các vị thần. Chúng tôi từng nhìn thấy xác của một cậu bé mà cô ta đã ăn, Khưu Kiên thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng liền đưa tay nhận lấy tờ ủy thác, chúng tôi sẽ nhận ủy thác này. Làm phiền đến lúc đó nhờ mấy người dẫn đường giúp chúng tôi, Nam Tước đứng ra bày tỏ lòng thành kính rồi đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh. Cảm ơn hai người liệp ma nhân, Cam La sẽ đưa hai người tới khu rừng của Ả Thiên Sư đó. Nữ nhân ưu tú này chính là sĩ quan cao cấp của Gringer đơn tên là Cam La. Chuyện cảnh đến khu rừng âm u tối đen mù mịt, cạnh đó xuất hiện một tên quái vật hình người che kín mặt để lộ ra bờ môi của Lê Dương Bảo Lâm. Hắn ta đang ngấu nghiến cắn từng miếng lớn của những phần thi thể con người, với nét mặt quỷ dị lộ ra hai con mắt sáng rực của ác thần. Hắn đang tận hưởng từng phần thi thể của con người một cách thỏa mãn. Về phía nhóm người của Khưu Kiên cùng Daniela và Camla, bọn họ cũng đã tiếp cận được bìa rừng cam la đứng ra biểu đạt tình hình hiện tại xin lỗi nhé tôi chỉ có thể đưa mọi người tới được đây thôi nếu tiếp tục đi thẳng về phía trước thì sẽ rất nguy hiểm khưu kiên tiến đến đặt tay vỗ lên vai của cam la vất vả cho cô quá rồi chuyện tiếp theo cứ giao cho bọn ta thực hiện daniela cùng khưu kiên tiếp tục tiến sâu vào bên trong khu rừng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành kẻ thù của một thiên sứ từ khi đi với anh tôi mới cảm thấy dạo này mình thường xuyên gặp được những điều tuyệt vời như vậy Khưu Kiên nhìn chằm chằm Daniela có chút tò mò, thiên sứ thì có gì đặc biệt làm sao? Daniela cau mày quay sang nhìn Khưu Kiên, bình thường mà nói thì chẳng có ai coi thiên sứ là quái vật đâu. Dù sao trong những câu chuyện lúc tôi còn nhỏ nghe được, thì thiên sứ là sự tồn tại rất lương thiện và thuần khiết. Khưu Kiên vẫn kiên định chừng mắt nhìn về phía trước tiếp tục bước đi. Mặc kệ tôi không quan tâm gặp rồi mới biết được, nhắc tới thì mới nhớ, cô có cảm thấy xung quanh đây dường như có chỗ nào đó đã thay đổi rồi không? Vừa nói Khưu Kiên vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tôi cảm thấy hình như khắp nơi đã bao phủ một màu xanh tươi của cây cỏ khác hẳn bìa rừng lúc nãy. Bất chợt Daniela với nét mặt ngạc nhiên chỉ tay về phía trước hét lớn, anh mau nhìn bên kia kìa, phía trước là hai gốc cây to xanh tươi tốt. Đừng hỏi tôi có biết cây này là gì không nhé tôi cũng méo biết đâu, khiêu kiên nhìn về phía trước nét mặt có chút tò mò về viễn cảnh xung quanh. Bắt đầu thú vị rồi đây, Daniela nghe thấy liền ngoảnh mặt lại nhìn khiêu kiên thắc mắc, anh nói vậy rốt cuộc là đang có ý gì. Khưu Kiên tiếp tục dùng thần thuật Nhi Lang nhãn giới quan sát mọi thứ xung quanh, lát nữa đừng có ăn quả ở trên những loại cây này, không, tốt nhất nên nói là đừng ăn uống bất cứ thứ gì ở đây. Daniela vừa đi vừa hoang mang không biết là chuyện gì đang xảy ra. Tại sao tôi lại không được ăn những quả trên cây này chứ? Khưu Kiên cũng tiếp bước theo sau Daniela, cô vẫn không nên biết thì tốt hơn. Ngay sau đó Khưu Kiên bộc lộ nét mặt lạnh lùng vô cảm của mình nói lớn, còn không mau hiện thân đi. Tận tâm chuẩn bị khung cảnh như vậy còn sợ ta không thể trực tiếp ra tay hay sao? Nữ thiên sứ với bộ cánh đen của mình dần dần lộ diện, vậy thì ngươi hiểu nhầm rồi đấy, nơi này là do bình thường ta thích phong cảnh như thế này thôi. Nữ thiên sứ tiếp tục lượn vòng xung quanh Khiu Kiên chăm chú quan sát anh ta, Khiu Kiên vẫn nhắm chặt mắt cảm nhận xung quanh, dù có thích đến mấy thì cũng là đều là đồ giả mà thôi. Nữ thiên sứ bay lượn xung quanh nhìn Khiu Kiên, nếu thật sự có thể lựa chọn thì ai lại muốn hao phí tâm tư tạo nên đồ giả như vậy chứ? Ngươi thấy nơi này có đẹp không? Với nữ thiên sứ đang lơ lửng giữa khu rừng, Khưu Kiên thở dài mắt vẫn nhắm chặt lớn tiếng chê bai, nói nơi này là luyện ngục cũng không hề quá đáng, nữ thiên sứ nhìn chằm chằm Khưu Kiên, "Ta nói là dùng mắt thường của ngươi để nhìn cơ mà, nơi này giống y hệt nhà của ta." Daniela đứng sau lưng của nữ thiên sứ hét lớn bày tỏ thái độ phẫn nộ, "Thấy giống hệt như ở nhà thì mau về nhà đi, ở đây sát hại bách tính để làm gì chứ?" Nữ thiên sứ bắt đầu khóc lóc với nét mặt đau thương buồn tủi, "Ta thật sự đến từ một thế giới khác." ta có muốn về cũng chẳng về được nữa rồi. Khưu Kiên nghe thấy cô ta đến từ một thế giới khác liền mở trừng mắt ra ngạc nhiên. Nữ thiên sứ áp sát tiếp cận Khưu Kiên có chút tò mò, các ngươi có phải là liệt ma nhân không vậy, có thể suy nghĩ một chút mà nhận ủy thác của ta không? Cô ta tiếp tục áp sát môi của mình vào tai của Khưu Kiên mà thì thầm, ta sẽ đồng ý cho ngươi tất cả những gì mà ta có chỉ cần ngươi có thể giết ta là được rồi. Nữ thiên sứ cứ liên tục lẽo đẽo theo bên cạnh của Khưu Kiên, ta nhất định sẽ cho ngươi tất cả những gì ta có mà, chỉ cần ngươi có thể giết ta xin hãy giết ta đi Daniela đứng từ phía sau lưng của nữ thiên sứ lại bắt đầu hét lớn lên trong sự tức giận của mình chứ ngươi nghĩ bọn ta đến đây để làm gì hả khưu kiên bắt đầu đưa tay đẩy nữ thiên sứ sang một bên trước khi giết người ta còn có vài lời muốn hỏi ngươi vì ta cảm thấy nó không hợp logic cho lắm nữ thiên sứ hắc hóa vội bay ra đứng trước mặt của khưu kiên mỉm cười vui vẻ ngươi cứ tự do thoải mái mà hỏi chỉ cần ta có thể trả lời thì sẽ giải đáp hết cho ngươi Khưu Kiên cao mày bắt đầu hỏi những câu hỏi mà mình đang thắc mắc. Thứ nhất, những tế phẩm mà ngươi lấy của thôn dân đều có ở đây chứ? Nữ thiên sứ cũng nhanh chóng đáp lời không một chút gian dối. Ta đã ăn hết rồi, tiếp đó lại bày ra nét mặt ủ rũ chán nản trước mặt Khưu Kiên. Còn về lý do ta ăn hết chỉ là vì muốn được sống tiếp, Khưu Kiên cao mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía nữ thiên sứ. Vậy nếu người đã muốn sống tiếp thì sao lại ủy thác để bọn ta giết ngươi chứ? Ngươi không thấy hai việc này mâu thuẫn nhau à? Nữ thiên sứ nhẹ nhàng đứng trước mặt của Khưu Kiên giải thích cặn kẽ chi tiết, bộ khó giải thích làm sao. Lấy việc ta đang từ từ bị cái đói dày vò một cách đau khổ đem so với việc chết một cách sạch sẽ sảng khoái. Đổi lại là ngươi thì ngươi cũng sẽ chọn cách thứ hai mà thôi. Khưu Kiên chừng mắt nhìn nữ thiên sứ tiếp tục hỏi những câu hỏi khác. Được rồi vấn đề thứ ba, ngươi vì sao lại ủy thác để cho bọn ta giết ngươi? Nữ thiên sứ tung cánh lơ lửng giữa không trung chăm chú nhìn Khưu Kiên, tại vì ta là bất tử. Sức mạnh của thế giới này gần như không đủ để giết chết được ta, nhưng mà các ngươi là liệt ma nhân ta đồng ý để các ngươi thử sức chỉ có vậy thôi khưu kiên bắt đầu hỏi câu hỏi cuối cùng với nét mặt cực kỳ nghiêm túc câu hỏi cuối cùng cũng chính là vấn đề phiền phức nhất ngươi từng nói ngươi đến từ thế giới khác chuyện này là như thế nào nữ thiên sứ nhắm mắt trầm ngâm trước câu hỏi của khưu kiên nói với ngươi thì có tác dụng gì chứ khi ta nói về vấn đề này đều không có ai tin ta cả daniela ở một bên bỗng nhiên la lớn trong bất ngờ a à đúng thật là cô ta đã có nói qua điều này cô ta cũng đến từ một thế giới khác giống như anh đó nữ thiên sứ ngạc nhiên trước lời nói của daniela liền bừng tỉnh giống ngươi là sao chứ khiêu kiên trừng mắt nhìn chằm chằm nữ thiên sứ vô cùng nghiêm túc ngươi có thể nói về thế giới của ngươi cho ta biết một chút có được không nữ thiên sứ dần dần miêu tả lại khung cảnh của thế giới mà mình từng sống thế giới vốn có của ta được bao phủ bởi những tầng mây trắng chúng ta đều sống ở trên một hòn đảo nằm trên những tầng mây hàng ngày cùng nhau đón nắng sớm tận hưởng sương mai và trên đảo cũng có đầy đủ trái cây để nuôi sống bọn ta cho đến một ngày đẹp trời đột nhiên chúng ta phát hiện ra rằng các hòn đảo của mình đang từ từ sụp đổ rơi xuống. Đến lúc chúng ta điều tra ra nguyên nhân thì mới phát hiện ra đó là do một con quái vật mà bọn ta chưa từng gặp bao giờ, nó đang lộng hành phá hủy những hòn đảo của chúng ta. Chúng ta đã phải rèn luyện để trở nên mạnh hơn mới có thể đánh bại được nó. Ta cũng chính là người có tốc độ rèn luyện mạnh mẽ và nhanh nhất trong thế giới của ta, được mọi người gọi là nữ võ thần. Trong quá trình ta rèn luyện dần dần cảm nhận được sự tồn tại của thế giới khác. Trước khi ta có đủ sức mạnh để đến thế giới đó, ta đã làm một cuộc thử nghiệm với chính bản thân của mình. Khưu Kiên cao mày quan sát dáng vẻ của nữ thiên sứ trước mặt. Và cũng chính thời điểm đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn đúng không? Nữ thiên sứ chán nản buồn bã đứng trước Khưu Kiên. Quả thật đúng là như vậy. Và rồi khi ta đến thế giới này bỗng nhiên lại biến thành dáng vẻ của một con quỷ. Chỉ có thể dựa vào máu thịt của con người mới có thể tiếp tục duy trì mạng sống. Và ta biết bản thân ta đã không còn khác gì với con quái vật rơi vào thế giới của ta nên ta cầu xin các ngươi hãy thử giết chết ta một lần đi nữ thiên sứ dần dần phá vỡ huyễn thuật trở về với khung cảnh thật của của khu rừng và bản thể thật sự của mình dưới bản thể quỷ dị ăn thịt con người nữ thiên sứ chắp tay khẩn cầu khưu kiên đây cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của ta đối diện với bản thể quái vật gớm ghiếc từng giết chết nhiều mạng người trước mặt khưu kiên bắt đầu đưa tay lên kết ấn sử dụng linh lực của mình thi triển kiếm ý cậu ta nhanh chóng thi triển vạn kiếm tẫn nguyệt triệu hồi ra vô số bảo kiếm cùng với thần ý mạnh mẽ trong giây lát liền tung đòn tấn công một cách quyết liệt về phía của nữ thiên sứ đang trong bản thể của thế giới này một vụ bùng nổ liền nổ ra khiến daniela đứng bên ngoài cũng có chút hoảng hốt vô số bảo kiếm trong dây lát va và chạm vào cơ thể của nữ thiên sứ mà vỡ vụn thành nhiều mảnh nhìn thấy viễn cảnh trước mặt daniela bộc lộ ra nét mặt hoảng hốt hoang mang á à, thật sự không có hiệu quả sao không thể giết chết được cô ta ư ừ. sau đòn công kích với uy lực mãnh liệt vừa rồi của Khưu kiên đã khiến cho nữ thiên sứ vô cùng đau đớn nhưng không hề kết liễu được cô ta Khưu Kiên có chút ngạc nhiên và tức giận cơ thể run lên chuyển động liên hồi đứng bên cạnh nữ thiên sứ. Nữ thiên sứ lúc này lồm chồm bò dậy với bản thể quái dị của mình, đừng lo lắng đôi khi đàn ông không thể làm được điều mình muốn khi về già. Khưu Kiên bất chợt cười lớn với vẻ mặt phấn khích, ha 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 ha, thú vị đấy, lần đầu tiên ta gặp được một sinh vật có thể tiếp được một chiêu của ta ở thế giới này. Khưu Kiên với vẻ mặt thích thú và phấn khích đưa tay thu lại bảo kiếm của mình ra hiệu cho nữ thiên sứ, này ngươi đánh với ta một trận đi nữ thiên sứ ngơ ngác nhìn khiêu kiên với vẻ mặt hoang mang ngươi phân tích tình huống dùng một cái ta đến là để tự sát chứ không phải là đến để tranh giành mạng sống với ngươi mắc mớ gì ta phải tự hành hạ làm khổ bản thân chứ khiêu kiên đưa tay khiêu khích đối phương với nét mặt đắc ý vậy à vậy thì ngươi chơi với ta một lúc đánh với ta một trận ta sẽ cho ngươi toàn thay, nữ thiên sứ đứng đối diện với khiêu kiên nếu ngươi có thể giết chết được ta vậy thì ta đã chết từ lâu lắm rồi thi thể có nguyên vẹn hay không thì có khác gì nhau chứ Khưu Kiên trừng mắt nhìn về phía đối phương, trong thế giới mà ta từng sinh sống chết không toàn thây là lời nguyền ác độc nhất. Mọi người tin rằng người chết toàn thây là cách rời khỏi thế giới một cách hạnh phúc nhất, cho nên ở góc độ nào đó mà nói, cho người chết toàn thây cũng xem như là chúc phúc cho người. Nữ thiên sứ lại biến hình hóa thành nữ thiên sứ hắc hóa như lúc ban đầu gặp mặt Khưu Kiên, Daniela ngơ ngác nhìn nữ thiên sứ la lớn, tại sao lại biến về hình dáng ban đầu của ngươi rồi? Nữ thiên sứ ngưng tụ sức mạnh vốn có của mình, nếu đã được chết một cách hoàn chỉnh đương nhiên vẫn cần phải xinh đẹp một chút chứ ta tiếp nhận lời chúc phúc của ngươi như ngươi phải thật cẩn thận đấy ngay lập tức nữ thiên sứ tung chiêu trưởng thẳng về phía mà khưu kiên đang đứng với một sức mạnh khủng khiếp trong chớp mắt khưu kiên nhào lộn né tránh giữa không trung đã bao lâu rồi không được chiến đấu một trận giống như vậy cuộc sống của ta đã vô vị đến mức có lúc ta nghi ngờ bản thân mình thật sự đã chết rồi chăng đang nhào lộn né tránh khưu kiên bỗng nhiên chừng mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ trước mặt Xung quanh của Khưu Kiên giờ đây đã bị bao vây bởi vô số phân thân của nữ thiên sứ Hắc Hóa. Trong vài giây ngắn ngủi, cô ta liên tục dùng phân thân lao về phía Khưu Kiên để tấn công với tốc độ cực nhanh. Đứng giữa trận chiến, Khưu Kiên buông bỏ chấp niệm tĩnh tâm suy tư, không cảm nhận được linh khí, đúng rồi, thế giới này làm gì có linh khí chứ? Không còn cách nào dùng phương thức lúc trước để phán đoán chính xác, cậu ta dần dần bỏ hết tạp niệm nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở. Vậy thì dứt khoát không nhìn nữa là được dùng toàn bộ tinh lực để cảm nhận mọi thứ khưu kiên dần dần chìm sâu vào thần thức của bản thân với cơ thể bao bọc bởi hào quang giữa không gian bên trong tâm thức của mình khưu kiên từ từ cảm nhận sự tồn tại của nữ thiên sứ giữa vô vàng thân ảnh cậu ta hoàn toàn buông bỏ mọi tạp niệm dần dần tâm thức giác ngộ một sinh hai hai sinh ba ba sinh vạn vật vạn vật nhất nhất sau khi cảm nhận được khí tức của nữ thiên sứ giữa đám thân ảnh mà cô ta phân thân ra giữa ấn đường của khưu kiên tỏa sáng lên ánh hào quang bình tĩnh chừng mắt nhìn về phía trước chính là ở đây cuối cùng khưu kiên cũng đã nhận biết được chân thân của nữ thiên sứ đang đứng ở phía trước trong chớp mắt khưu kiên lao nhanh đến tiếp cận với nữ thiên sứ cùng nguồn sức mạnh khổng lồ khiến cô ta ngạc nhiên sau đó khưu kiên đưa một tay ra nắm chặt cổ của nữ thiên sứ khiến cô ta có chút khó chịu nữ thiên sứ nhanh chóng nhào lộn dễ dàng thoát khỏi khống chế của khưu kiên khiến cậu ta bất ngờ sau khi thấy đối phương dễ dàng thoát khỏi khống chế của mình khưu kiên tay giữ chặt bảo kiếm liếc mắt quan sát thân thủ được đấy nhỉ nữ thiên sứ lơ lửng giữa không trung lan tỏa sức mạnh của mình Ta nói rồi mà nhỉ, ở trong thế giới của ta thì ta là người mạnh nhất đó. Nữ thiên sứ tiếp tục cùng khưu kiên ra những đòn công kích vang trời lỡ đất chấn động của cánh rừng. Daniela ở một bên say sẩm mặt mày với nét mặt hoang mang khi nhìn thấy khưu kiên đánh nhau với nữ thiên sứ. Sau những chiêu thức gây cấn khưu kiên trừng mắt nhìn nữ thiên sứ với nét mặt phấn khích, vẫn còn tinh lực dồi dào như thế sao? Nữ thiên sứ buông bỏ hết phòng ngự của mình nhìn chằm chằm khưu kiên, cũng đã đến lúc ngươi có thể cho ta một đòn tấn công cuối cùng rồi đấy. Khưu Kiên đứng ở phía đối diện vận dụng truyền thừa của sư phụ, cậu ta từ từ vận khí công tỏa ra một nguồn sức mạnh uy áp trước mặt nữ thiên sứ, Khưu Kiên dần dần niệm quyết ngưng tụ thần ý trên đầu ngón tay với lực áp bách khủng khiếp, hai mắt của Khưu Kiên sáng rực trừng mắt nhìn thẳng về phía đối phương toàn thân phát ra kim quang thánh thể, nữ thiên sứ lộ ra nét mặt mãn nguyện buông bỏ hết tạp niệm đón nhận đòn công kích của Khưu Kiên. Với đòn công kích uy lực mạnh mẽ của Khưu Kiên, nữ thiên sứ đưa tay ra phá vỡ lớp phòng ngự của mình, cô ta ngay sau đó đón nhận cái chết cùng nét mặt mãn nguyện ta không còn sức nữa rồi. Ta đã có thể cảm nhận được bản thân cuối cùng cũng sắp chết rồi, cảm ơn ngươi rất nhiều. Khưu Kiên đứng ở phía đối diện nhìn về phía nữ thiên sứ, nào có chứ. Trước khi chết ngươi còn đánh với ta một trận rất sảng khoái, bây giờ chúng ta không ai nợ ai cả. Qua đòn công kích vừa rồi nữ thiên sứ dần dần bị Khưu Kiên đánh về bản thể quái dị ở thế giới này. Khưu Kiên lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm xuống mặt đất nhìn nữ thiên sứ. Ngay sau đó cậu ta tiếp đất đứng bên cạnh thi thể của nữ thiên sứ đã bị đánh bại. Tiếp đó dùng linh lực thi triển thuật pháp của bản thân truyền vào cơ thể của nữ thiên sứ đang nằm bất động, Daniela ở một phía chăm chú quan sát Khưu Kiên. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Khưu Kiên nhìn chằm chằm vào cơ thể của nữ thiên sứ. Cô ta không có yêu cầu gì khác, ngoài việc muốn mình chết một cách thật xinh đẹp, sao tôi có thể không thực hiện thay cô ta được chứ? Bản thể quái dị của nữ thiên sứ dần dần được Khưu Kiên chuyển đổi thành hình dạng xinh đẹp nhất của cô ta. Người đã chết ở nơi đất khách quê người, chí ít cùng phải chết với dáng vẻ đẹp nhất trước khi đến đây. Khưu Kiên từ từ bế thi thể của nữ thiên sứ lên liếc mắt nhìn về phía sau. Nhìn đủ rồi thì hiện thân đi đừng có giả thần giả quỷ ẩn nấp nữa. Từ bên trong bắt đầu vang lên giọng nói của ai đó khiến Daniela ngơ ngác quay mặt nhìn xung quanh. Thiên thể giao hội là một loại hiện tượng đặc biệt, có lúc sẽ có vài thứ từ không gian của thế giới khác đến đây. Tanika từ từ lộ diện bước ra trước mặt của Khưu Kiên và Daniela. Cô ấy đã cạn kiệt hết sức lực mà cô ấy mang theo từ thế giới đó. Cho nên cô ấy chết cũng là lẽ đương nhiên mà thôi, ngươi thì sao hả đã cảm nhận được bản thân của mình đang dần dần yếu đi không sau một thời gian không lâu sau đó nữ thiên sứ cũng đã được nhóm người của khưu kiên an táng chỉnh chu nữ thiên sứ cuối cùng được chôn cất dưới khu rừng xanh thẳm mà mình từng sống ở thế giới này sau khi làm xong lễ an táng khưu kiên liếc mắt nhìn tanika vậy thì mục đích của cô đến đây làm gì không phải đến để làm bạn với tôi đúng không tanika tay cầm một quyển sách gì đó chăm chú nhìn về phía khưu kiên đương nhiên là không phải rồi tôi đến đây với mục đích là để giết anh Khưu Kiên mỉm cười đưa tay về phía của Tanika với nét mặt vui vẻ. Vậy thì còn gì nữa mau đến đi chứ. Tanika đưa tay lên ánh mắt liếc nhìn Khưu Kiên. Đừng có đùa nữa. Dù có 10 người như tôi cũng không bao giờ đánh lại anh được. Khưu Kiên cau mày nhìn chằm chằm Tanika. Hai nữ nhân này thật là. Sao cái quái gì cô cũng có thể nói ra được vậy chứ? Daniela đứng một bên tỏ vẻ tức giận chừng mắt nhìn Tanika gào lên. Vậy thì rốt cuộc là cô muốn như thế nào vậy hả? Tanika cười mỉm nhìn về phía của Khưu Kiên và Daniela. Tôi sẽ đi theo các người không xa cũng không gần, đợi cho đến khi cơ thể anh trở nên yếu hắn thì tôi mới ra tay." Khưu Kiên bất mãn xoay người rời đi với vẻ mặt bực bội, "Phiền phức quá đi, không bằng đi cùng bọn tôi đi, trên đường đi còn có thể chăm sóc nhau." Tanika chăm chú nhìn theo bóng lưng của Khưu Kiên, "Chăm sóc nhau ư? Ừ. Ai mà muốn anh chăm sóc chứ?" Tanika bất chợt nhìn thấy Khưu Kiên đã rời đi một đoạn xa liền thốt lên, "Này đợi đã chứ tôi vẫn chưa nói xong mà." Đêm đó ở giữa khu rừng u ám quỷ dị mà Khưu Kiên đang đi ngang qua, nhóm người của khưu kiên đang đi ở bên dưới thì bị đám đạo tặc mai phục từ trước đứng lại đó mau bỏ hết tiền trên người của các người lại đây nếu không thì bỏ mạng ở đây nhóm người của khưu kiên vẫn ung dung bước đi không một chút sợ hãi mà cười khinh bỉ không thấy phản hồi đám đạo tặc từ từ nhảy xuống tiếp cận nhóm người của khưu kiên muốn trực tiếp cướp bóc trong chớp mắt từng tên đạo tặc có mặt liền bị kiếm ý của khưu kiên kết thúc mạng sống khưu kiên không một chút bận tâm đã có thể dùng ý niệm điều khiển kiếm ý Kết liễu tất cả mạng sống của đám đạo tặc trước ánh mắt ngơ ngác của Daniela và Tanika. Ngay trong đêm đó Khưu Kiên cùng Daniela hoàn thành ủy thác quay về lâu đài để nhận thưởng, Daniela sau khi nhận tiền ủy thác lên tiếng cảm ơn, cảm ơn sự hào phóng của nam tước cao quý, Tanika ở một góc tường âm thầm quan sát tên nam tước và nhóm người của Khưu Kiên. Tanika nở một nụ cười nham hiểm trong âm thầm ẩn nấp bên một góc tường tránh đi sự chú ý của mọi người. Sau khi nhận thưởng ủy thác, Daniel quay về phòng nghỉ ngơi tiện tay đọc một tờ giấy trong một bức thư Khưu Kiên cũng đã quay về gõ cửa phòng của Daniela, là tôi Khưu Kiên đây. Vừa vào trong Khưu Kiên chăm chú quan sát khắp phòng tìm kiếm Tanika, nữ nhân đó đã đi đâu rồi? Daniela ngơ ngác nhìn về phía của Khưu Kiên. Tanika á? Tôi cũng chẳng biết cô ấy đã chạy đi đâu rồi. Khưu Kiên bất chợt chuyển sự chú ý của mình về phía những bức thư đang nằm trên bàn. Những bức thư này là của ai vậy? Daniela đứng một bên nhìn chằm chằm vào những bức thư trên bàn, đây là đồ của một tên trong đám đạo tặc lúc nãy. Trong đó hắn có nói rằng sẽ về nhà đưa con của mình đi ăn mật ong và bánh ngọt, bất chợt Khưu Kiên cùng Daniela vô cùng bất ngờ. Trước những âm thanh của binh lính đang nháo nhào chạy ở bên ngoài, bên ngoài tất cả binh lính đang truy tìm một thứ gì đó trong có vẻ là một tình huống cấp bách nguy hiểm. Đúng lúc này Tanika đứng giữa đám binh lính bên trong lâu đài cùng với nét mặt vô cùng tự tin, bên cạnh của cô ta là thi thể của nam tước đang nằm bất động không còn một chút hơi thở nào. Tanika đứng giữa đám binh lính từ từ tiến về phía trước không một chút sợ hãi phiên phức ghê đấy, sao các người lại đến nhanh như thế chứ? Cô ta bắt đầu đưa tay lên cao thi triển pháp thuật của bản thân, Avada Kedavra, NOX, Umbala Maria Ozawa, Xpecto Patron Um, Umbala Umbala. Trong thoáng chốc trước ánh mắt của tất cả binh lính có mặt, cơ thể của cô ta từ từ tỏa sáng rực lửa tràn đầy ma pháp dần dần biến mất trước mặt tất cả binh lính. Cô ta ngay sau đó dịch chuyển đến một góc tối vắng người để âm thầm quan sát đám binh lính, thật sự nguy hiểm quá. Bất chợt Tanika vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra Khưu Kiên cùng Daniela đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào, nét mặt cô ta có chút bối rối nhìn Khưu Kiên và Daniela. Các người xuất hiện ở đây để làm gì vậy hả? Daniela đứng một bên bày tỏ thái độ bực tức. Còn dám giả điên sao? Cô chính là người mà chúng tôi mang theo. Cô đã giết chết nam tước của bọn họ. Lẽ nào chúng tôi còn dám to gan mặt dày đi ngay ngang trước mặt bọn họ sao chứ? Bọn tôi chưa muốn chết oan như vậy đâu. Tanika đứng bên cạnh đưa tay ra phía trước xua tay. Vậy thì xin lỗi các người nhiều nhé. Khưu Kiên tiếp đó thi triển linh lực bằng ý niệm của mình, có gì mà phải xin với trả lỗi chứ? Bọn tôi trói cô dẫn cô ra ngoài đương nhiên là sẽ hóa giải được mọi hiểu lầm. Tanika đứng bên cạnh bắt đầu sợ hãi hoảng loạn vội đưa tay ngăn cản Khưu Kiên, "Đừng mà." Ngay sau đó Khưu Kiên trực tiếp dịch chuyển Daniela và Tanika ra một nơi vắng vẻ của vương quốc Ringerdon. Khưu Kiên đứng trước mặt của Daniela và Tanika dùng lời nói của mình để truy hỏi. Xung quanh đây không có cảnh vệ cô mau giải thích đi, tại sao cô phải giết chết hắn tanika đứng trước ánh nhìn của khưu kiên tôi phải thanh minh trước không phải tôi đồng hành với các người để giết hắn đâu mục tiêu của tôi vẫn luôn là anh còn về lý do tại sao giết hắn ư ừ. tôi nói hắn không phải là hoàng đế tốt thì anh có tin hay không daniela đứng một bên phản biện lại lời nói của tanika hắn mời liệt ma nhân về xử lý quái vật ở vương quốc của hắn ở thế giới này cũng xem như khá tốt rồi hơn nữa tôi cần phải nói rõ cho cô biết hắn chỉ là nam tước không phải là hoàng đế trên thế giới này đã có 10 phù thủy xuất sắc nhất từng cùng nhau thực hiện một lời tiên đoán. Trong quả cầu pha lê tiên đoán nói rằng vùng đất này sắp bị tàn phá bởi chiến tranh, mà hoàng đế của kỵ binh dẫn đầu chính là tên nam tước này. Daniela cau mày tỏ vẻ khó chịu và bực tức nhìn Tanika, "Chỉ vì nguyên nhân này sao? Nhưng hắn không làm điều ác. Chỉ vì lời tiên tri xảy ra trong tương lai của các người mà phải chết như vậy ư? Nhưng bây giờ hắn cũng đã chết rồi, có phải nói rõ rằng các người đã tính sai rồi không?" Khưu Kiên ở một bên thi triển thần lực triệu hồi bát quái ngũ hành càn khôn để tiên đoán sự việc đang xảy ra, toàn thân cậu ta tỏa ra hào quang sáng chói cùng với một trận đồ bát quái trên đầu. Daniela nhìn thấy hành động của Khưu Kiên liền có chút ngạc nhiên, anh đang làm cái gì vậy? Sau khi thi triển thuật tiên đoán bằng càn khôn ngũ hành bát quái của mình, Khưu Kiên từ từ thu liễm lại linh lực. Ngay sau đó cậu ta liếc mắt nhìn Tanika đưa tay biểu thị, ta nói tóm gọn lại có hai chuyện cho cô biết. Chuyện thứ nhất đám phù thủy các người tính toán tiên đoán cũng không tệ, Khưu Kiên tiếp tục với giọng nói nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía Daniela và Tanika đưa hai ngón tay của mình lên. Chuyện thứ hai đó chính là hắn chưa chết. Daniela với thái độ phẫn nộ nhìn về phía Khưu Kiên hét lớn. Không thể nào hắn đã chết rồi sao có thể chết thêm một lần nữa được chứ. Khưu Kiên từ từ xoay người tiếp tục bước đi về phía trước. Đừng có ăn nói tự tin như thế. Chuyện tà môn ngoại đạo này liên quan đến hắn nhiều lắm. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Bất chợt một giọng nói vang lên. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Nghe thấy những ngôn ngữ quen thuộc ở thế giới mình, Khưu Kiên bất ngờ ngoảnh mặt lại. "Ngươi vừa gọi ta là gì chứ?" Ở một góc tối nào đó, hình bóng của một tên với khuôn mặt thâm hiểm của mình cất lên giọng nói. "Daniela Clement, hãy giết hắn đi." Sau đó một cánh tay từ từ xuyên qua cơ thể của Khưu Kiên một cách cực kỳ quyết đoán. Daniela thật sự đã bị điều khiển với khuôn mặt quỷ dị một tay xuyên thẳng đan điền của Khưu Kiên, khiến cậu ta vô cùng đau đớn khi bất ngờ bị tấn công. Daniela dùng một chiêu kết liễu đâm xuyên đan điền của Khưu Kiên từ phía sau. Khưu Kiên lúc này đã cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể trước sự tấn công bất ngờ. Mới nét mặt vô cùng đau đớn Khưu Kiên dần dần mất đi ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong thần thức của cậu ta những hình ảnh mơ hồ về thế giới của cậu ta từ từ hiện lên trong đầu. Nơi mà tất cả mọi người có thể tu đạo hấp thụ linh khí để phi thăng tiên giới, cậu ta tiếp tục nhớ lại hình bóng của anh trai mình. Những kẻ tà đạo đó rõ ràng vĩnh viễn không thể địch lại chính đạo, vì sao lại không giải quyết tận gốc bọn họ chứ? Sư đệ ta hỏi ngươi, lần trước ngươi ở trong chính phái phi thăng là lúc nào? Khưu Kiên liếc nhìn sư huynh của mình, bây giờ linh khí giữa thiên địa mỏng manh, lần trước phi thăng cũng cách đây cả nghìn năm bắt nguồn từ sư tôn của chúng ta, Hạo Nhiên tử, nhưng vào 50 năm trước, lúc đó ngươi còn chưa được sinh ra, Tà Tôn đột nhiên biến mất khỏi thế giới này sau đó lại không xuất hiện lần nào nữa, không ai biết hắn đã đi đâu nhưng có một ý kiến được rất nhiều người tán đồng, hắn thật sự đã phi thăng rồi. Chính phái đã không có ai phi thăng cả nghìn năm nay rồi, nhưng Tà Tôn lại có thể phi thăng như vậy, khiến cho rất nhiều người tu hành khó tránh khỏi có những suy nghĩ khác. Tà tu chính là không gian tồn tại của bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao tất cả giới tu hành đều nhìn chằm chằm về tốc độ tu hành của ngươi. Nếu như ngươi thật sự đắc đạo có thể đổi lấy thái bình nghìn năm cho thế gian, trong ý thức của Khưu Kiên cậu ta dần dần nhận thức được sự thật. Từng mảnh ghép ký ức chấp nối, 50 năm trước tên Tà Tôn biến mất Tà Tu đều có liên quan đến linh lực của Daniela thì ra là như vậy. Chuyển cảnh đến hội nghị phù thủy, trong trạng thái mơ hồ, Khưu Kiên bất ngờ bừng tỉnh hét lớn trước mặt tất cả phù thủy. "Tôi thật sự đã biết cô là ai rồi." Lúc này Khưu Kiên mới bất chợt nhận ra khung cảnh trước mặt rất xa lạ. "Đây là đâu vậy chứ?" Nhóm phù thủy cũng đều có mặt bên cạnh giường chăm chú quan sát trạng thái của cậu ta. Tanika với nét mặt lo lắng chăm chú quan sát hành động của Khưu Kiên. "Anh hãy nằm xuống nghỉ ngơi trước đi." Khưu Kiên nhanh chóng đứng dậy nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh với cơ thể hoàn toàn bình phục, chỉ có một chút thương thế này cũng không có gì to lớn lắm đâu. "Daniela đâu rồi?" Taliza ngồi trước mặt nhìn cái đùm lủng lẳng của Khưu Kiên ngại ngùng nhắc nhở, bởi chưa mặc quần kia ba, Taliza vẫn ngồi đó ngại ngùng che mặt lại. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra hay sao vậy? Chính cô ta đã suýt giết chết anh đấy. Tanika cùng nữ nhân bên cạnh nhìn chằm chằm về phía của Khưu Kiên. Quả thực năng lực phục hồi của anh mạnh quá, còn to như vậy nữa chứ. Khưu Kiên nhanh chóng dùng thần lực của mình khoác lên một bộ đồ mới có trong chiếc nhẫn chữ vật. Tình hình bây giờ là như thế nào vậy hả? Đây là nữ cung chủ của điện Ngọc Trai. Ai Lý Nốt này? cô ta chăm chú quan sát khưu kiên từ phía sau cất giọng mọi chuyện đã rất rõ ràng tên đó bây giờ là sự uy hiếp lớn nhất của thế giới chúng ta cũng có thể nói là sự uy hiếp lớn nhất của toàn thế giới nhưng hắn đã đến thế giới này một thời gian khá lâu rồi hắn sẽ giống như nữ thiên sứ kia vậy hắn ta thật sự không còn mạnh bằng anh nữa rồi tanika đứng ở phía đối diện với khưu kiên nói lên ý kiến của mình muốn tiêu diệt được hắn chúng tôi cần sức mạnh của anh anh cảm thấy chuyện này như thế nào khưu kiên đưa tay thi triển thần lực với nét mặt vô cùng tự tin đắc ý chuyện này dễ thôi mà, ta trực tiếp đi giết hắn là được rồi, càn khôn pha gió, Khưu Kiên bỗng nhiên cảm nhận linh lực của mình đang dần yếu đi nét mặt có chút hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra thế này, trong trạng thái hoảng loạn Khưu Kiên cố ngưng tụ linh lực thực hiện thuật pháp ý niệm của mình, tại sao lại như vậy chứ, sau nhiều lần cố dùng thuật pháp linh lực của mình không thành Khưu Kiên có chút tuyệt vọng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Ba ngày sau ở hội nghị phù thủy, nữ cung chủ Ai La Lý của Điện Ngọc Trai hỏi thăm tình hình của Khưu Kiên thông qua Taliza, Khưu Kiên hiện giờ như thế nào rồi? Taliza nét mặt hơi ủ rũ nhìn Aila Lý, anh ta vẫn như ngày hôm đó vẫn còn trong trạng thái hoang mang, Aila Lý nâng ly rượu lên trước mặt nhìn về phía Taliza. Ngay cả khi năng lực của anh ta không hồi phục lại như trước, trong thế giới của chúng ta anh ta tuyệt đối cũng được xem như một cường giả. Có lẽ là tôi không biết cảm giác từ trên đỉnh cao rơi xuống là như thế nào, nói thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chúng ta thật sự không còn đủ thời gian nữa rồi. Đồng thời khưu Kiên lúc này đang nhốt mình ở một căn phòng trong trạng thái tuyệt vọng khi rơi từ đỉnh cao xuống. Taliza bên ngoài đẩy cửa bước vào để thông báo với Khưu Kiên, tôi phải đi đây chúng tôi phát hiện ra một thôn trang đang bị tàn sát, nhưng tài vật vẫn còn đặt ở vị trí ban đầu không giống như nhân tạo. Khưu Kiên nhìn chằm chằm về phía Taliza, tôi sẽ đi với cô. Taliza có chút ngạc nhiên trước lời nói của Khưu Kiên. Úi anh thật sự muốn đi sao? Nét mặt của Taliza có chút lo lắng và tình hình hiện tại của Khưu Kiên. Anh thật sự muốn đi sao trạng thái bây giờ của anh có ổn không đấy? Khưu Kiên với ánh mắt kiên quyết nhìn về phía Taliza kèm theo giọng nói quyết liệt, ta hiện tại có thể đi được, đối phương cũng có thể là Daniela. Sau một khoảng thời gian dài Khưu Kiên cùng Taliza đến thôn Trang đang bị tàn sát để điều tra manh mối, Taliza sau một thời gian dài quan sát khắp nơi liền lên tiếng. Trời cũng sắp tối rồi, chỉ e là hôm nay sẽ không tìm ra được đầu mối gì quan trọng rồi, Khưu Kiên vẫn kiên quyết dùng thần lực của mình tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhất. Thập phương càn nguyên huyễn linh quyết nhị lang chân quân quyết đình nhãn, Khưu Kiên dùng nhãn giới của mình quan sát khắp nơi hy vọng tìm được manh mối gì đó. Taliza ở bên cạnh ngoảnh mặt nhìn Khưu Kiên. Anh có thấy manh mối nào không? Khưu Kiên chăm chú quan sát khắp nơi, không thấy tung tích gì cả hình như không phải là do yêu thú gây ra. Khưu Kiên tiếp tục thi triển thần lực hưu giác của mình. Thập Phương Cản Nguyên Huyễn Linh Quyết Trấn Nguyên Đại Tiên Thanh Phong Tụ. Dựa vào kỹ năng Thanh Phong Tụ, Khưu Kiên tiếp tục dùng mũi để cảm nhận. Ở đây toàn là mùi máu tanh, những mùi khác đều bị che lấp hết cả rồi không thể ngửi được những thứ gì có mùi đặc thù nhanh chóng khưu kiên lại tiếp tục dùng tai của mình để lắng nghe thập phương càng nguyên huyễn linh quyết di lạc đại đan điền thuận phong nhĩ sau một thời gian dài khưu khiên vẫn không nghe được gì lần điều tra này đều không có chút manh mối quan trọng nào ta vội chạy đến ôm trầm lấy khưu kiên dùng lời nói để chấn an không sao đâu đừng miễn cưỡng bản thân nữa chúng ta cứ từ từ đến mùa gặt cũng sẽ có thu hoạch mới thôi khưu kiên bất chợt nhận ra một điều quan trọng mà mình chợt nghĩ đến mùa gặt mùa gặt đúng rồi ta có cách rồi Khưu Kiên mừng rỡ đẩy nhẹ Talisa sang một bên nhìn về những thi thể bên cạnh. Chúng ta có thể lấy một ít máu từ vết thương của những thi thể này, như vậy sẽ biết được thứ gì đã giết chết bọn họ. Ngay sau đó Khưu Kiên tìm kiếm một thi thể đưa tay lên kiểm tra, ưng miệng vết thương gọn gàng. Có lẽ không có yêu vật nào có móng vuốt sắc bén như thế này được. Khưu Kiên tiếp tục lấy ra một con dao găm đưa về phía vết thương của thi thể. Xin lỗi đã đắc tội với các người rồi. Tiếp đó cậu ta dùng dao găm lấy một ít máu từ vết thương của thi thể đưa lên mũi người. Đây là vết kiếm, hơn nữa đây là kiếm làm từ bạc, bạc có độ cứng kém giá thành lại cao không hợp để làm kiếm. Ai lại dùng kiếm làm từ bạc chứ? Taliza đứng sau lưng của Khưu Kiên trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra ý kiến của mình. Tôi e rằng chỉ có Liệp Ma nhân mới có thể sở hữu thứ này, Khưu Kiên đưa ra manh mối của mình nói với Taliza. Tên đó đặt tất cả công pháp lên người Daniela, có thể hấp thu tu vi của người khác cho nên Daniela vẫn mạnh khi ta mới đến đây. Công pháp này có thể ăn mòn tâm trí làm rối loạn suy nghĩ của người khác cho nên Daniela giống như một con rối trong tay hắn vậy. Nếu như, ta nói là nếu như Daniela làm ra chuyện quá đáng dưới sự không chế của hắn, thế giới này của các người còn tiếp nhận cô ấy nữa không? Talisa đứng ra bày tỏ quan điểm của mình với Khưu Kiên, ý kiến của thế giới này quan trọng như vậy sao? Thế giới này vốn không hề thừa nhận liệt ma nhân, thế giới này vốn cũng không hề thừa nhận phù thủy như chúng tôi. Khưu Kiên liếc mắt nhìn Talisa với nét mặt lạnh lùng, không đúng không đúng điều này không hợp logic cho lắm. Ta từng nghe Daniela nói, Liệp ma nhân bình thường chỉ có thể dùng kiếm bạc bôi thuốc nước với những con quái vật đặc thù đối với nhân loại thì dùng kiếm sắt là được rồi Talisa từng bước theo sau Khưu kiên trừ khi liệt ma nhân này bị ép đến tình huống vô cùng cấp bách gấp đến mức hắn không kịp suy nghĩ nên rút kiếm ra chém Khưu kiên vừa bước đi vừa vọng lại ý kiến của mình đúng như vậy nếu là daniela của hôm nay sẽ không bị đám dân thường ép đến mức đó sau một lúc lần mò theo dấu vết của đối phương để lại Khưu kiên bước ra một khu đất chống thi thể nằm la liệt khắp nơi chính là ở đây Khưu Kiên nhìn vệt máu dưới đất đưa ra phán đoán của mình. Vệt máu này quá nửa là do tên thợ săn ma đó tạo ra, cô có thể dùng nó lần mò theo dấu vết được không? Taliza ngay sau đó thi triển pháp thuật tạo ra một vòng tròn ma pháp trên mặt đất. Taliza dùng pháp trượng của mình tạo ra một kết ấn bắn ra vô số lôi điện. Khưu Kiên ở một bên chăm chú quan sát ma pháp của Taliza liền giật mình nhận ra điều gì đó. Tiếp đó đến bên cạnh của Taliza với trạng thái vô cùng bối rối hoang mang, ta có chút ký ức không tốt với cái thứ này. Ở một bên khác vòng tròn ma pháp đầy lôi điện xuất hiện trước mặt của một nam nhân, trên người hắn trang bị nhiều thanh kiếm khoác lên mình lớp da báo trông rất dũng mãnh. Dựa vào ma pháp của Taliza kết ấn ngay lập tức dịch chuyển khưu kiên cùng Taliza xuất hiện trước mặt vị nam nhân chúng ta vừa thấy. Tên nam nhân bắt đầu rút kiếm của mình ra nhắm về phía khưu kiên và Taliza, không ngờ đám người các ngươi lại đến nhanh như vậy. Nam nhân dần dần lộ mặt với chúng ta, hắn cao mày nhìn về phía khưu kiên và Taliza tỏ vẻ khó chịu về sự xuất hiện của hai người. Khưu Kiên đứng ở phía đối diện bên cạnh của Taliza chừng mắt nhìn về người đàn ông trước mặt, thật sự đúng là liệt ma nhân, thợ săn ma của báo phái. Taliza đứng ra xua tay biểu thị quan điểm của mình trước mặt người đàn ông kia, cho đến bây giờ thì bọn tôi không có ý muốn hại ông. Khưu Kiên cao mày nhìn chằm chằm liệt ma nhân báo phái, có một thôn làng tất cả mọi người bên trong đều đã bị giết, ông có phải là người đã làm ra chuyện đó không? Liệt ma nhân báo phái chừng mắt nhìn chằm chằm thương kiên trầm ngâm một lúc lâu tay vẫn giữ chặt kiếm của mình hắn ta tiếp tục bày ra vẻ mặt khó chịu đứng trước mặt khiêu kiên và taliza thừa nhận tất cả mọi chuyện ta hiểu rồi những việc đó hoàn toàn đều là do ta làm đó bản thân ta nhận ủy thác của thôn đó bọn họ nhờ ta giết một yêu nữ người chim mà bọn họ sợ hãi nói ngắn gọn tóm lại là lúc ta mang chiến lợi phẩm về chuẩn bị đổi tiền thưởng thì bọn họ lại bắt đầu trở mặt không những không báo đáp lại ta bọn họ bắt đầu chối bỏ trách nhiệm không quan tâm thỏa thuận ban đầu đám dân làng bắt đầu chèn ép chìa vũ khí về phía ta điên cuồng muốn tấn công ta đi chết đi liệp ma nhân, chết đi đồ ác độc, còn muốn bọn ta cho ngươi tiền ư nằm mơ đi. Đám dân làng đó bắt đầu làm càng sông đến, mặc kệ những thỏa thuận ủy thác lúc đầu mà muốn giết chết ta. Khưu Kiên nhìn chằm chằm liệp ma nhân báo phái để tra hỏi, vậy tại sao ông phải nói cho chúng tôi biết về chuyện này chứ? Liệp ma nhân báo phái chăm chú nhìn Khưu Kiên tay nắm chặt tỏ thái độ tức giận của mình, vì ta không muốn để các người dẫm lên vết xe đổ của chính bản thân ta. Khưu Kiên trừng mắt nhìn liệp ma nhân báo phái hỏi tiếp, ông muốn nhắc nhở chúng tôi khi nhận ủy thác thì phải cẩn thận hơn một chút ư ừ. liệt ma nhân báo phái đứng trước mặt của khưu kiên nói lớn quả thật không sai nếu tôi đã đi sai đường rồi thì cũng sẽ có người rút ra được kinh nghiệm từ tôi khưu kiên liếc mắt nhìn taliza nhầm ra hiệu cả hai cũng ngầm hiểu ý của nhau chuẩn bị hành động khưu kiên tiếp tục đưa cao mũi kiếm của mình lên trời toàn thân tỏa ra hào quang sáng rực vô cùng cảm ơn lời nhắc nhở của ông bây giờ cũng là lúc tôi nên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của tôi rồi Liệp ma nhân báo phái chừng mắt nhe răng phấn khích nhìn chầm chầm về phía Khưu Kiên, không cần khách khí như vậy. Chúc cậu may mắn, ngay sau đó là màn đối kháng giữa Khưu Kiên và Liệp ma nhân báo phái. Trong chớp mắt Khưu Kiên lao đến vung kiếm chém mạnh về phía của đối phương, Liệp ma nhân cũng không nhân nhượng đỡ đòn rồi tung đòn công kích đáp trả về phía của Khưu Kiên. Sau pha tung đòn đó Khưu Kiên nhanh chóng nhào lộn để né tránh, Liệp ma nhân báo phái ở một bên phải thán phục tài nghệ của Khưu Kiên. Kiếm pháp của cậu thật khiến người khác phải ra lau mắt mà tập trung quan sát, sau khi né tránh khưu kiên lại trực tiếp xoay người tấn công về phía đối thủ của mình cảm ơn ông quá khen rồi liệt ma nhân báo phái trước đòn tấn công quyết liệt đưa cao kiếm của mình lên để dùng sức chắn đỡ khưu kiên ngay sau đó chém mạnh về phía của đối phương hai thanh kiếm và chạm mạnh với nhau vang lên những tiếng vô cùng chói tai khưu kiên nhanh chóng nhảy lùi về sau giữ khoảng cách liệt ma nhân báo phái cũng thành công chắn đỡ và lui ra nét mặt của hắn có chút cảm thán với thực lực của khưu kiên nếu như cậu muốn giết tôi thì một kiếm vừa rồi đã có thể kết liễu mạng sống của tôi rồi Khưu Kiên thu hồi linh lực nhìn chằm chằm liệt ma nhân báo phái. Vấn đề là tôi không đến để giết ông, mà tôi muốn tiếp nhận lịch luyện thanh thảo. Nghe qua lời nói của Khưu Kiên, Taliza cùng liệt ma nhân báo phái vô cùng ngạc nhiên thốt lên. Cái gì chứ? Liệt ma nhân báo phái đưa tay ra biểu thị với Khưu Kiên. Xác suất xuất hiện lịch luyện thanh thảo gần như chỉ có 30%. Tôi thật sự không hiểu với thân thủ của cậu tại sao còn phải mạo hiểm tới mức như vậy chứ. Khưu Kiên bắt đầu nhớ lại lời nói của Daniela, liệp ma nhân đều phải tiếp nhận lịch luyện thanh thảo cực kỳ thống khổ. Sau khi sống sót qua giai đoạn biến dị, kế tiếp thợ săn ma tập sự trẻ tuổi mới có thể trở thành thợ săn ma thật sự. Anh thì đương nhiên không cần dù sao anh cũng biết nhiều thuật pháp lợi hại như vậy cơ mà. Khưu Kiên bắt đầu đưa kiếm rạch vào lòng bàn tay của mình. Thân thể cơ năng, phục nguyên năng lực, miễn dịch hệ thống, kháng lại độc tố. Thị lực trong đêm, khứu giác trăm mét, thính giác nhạy bén. Ta đã từng nghĩ rằng những thứ này là điều hiển nhiên nhưng mà bây giờ ta cũng chỉ là một người bình thường có kinh nghiệm chiến đấu mà thôi những năng lực này của liệt ma nhân chí ít cũng hữu dụng hơn so với cơ thể của người bình thường ta nói có đúng không khiêu kiên nắm chặt bàn tay của mình nhìn chầm chầm về phía liệt ma nhân báo phái tôi không rõ tôi phải đối diện với những gì nhưng tôi biết tôi phải đối mặt với cái gì cai thì ra khiêu kiên sớm đã biết mình đang đứng trước mặt ai đây chính là kẻ sát nhân sát thần cai Medoc, cả hai ngay sau đó bắt tay với nhau bắt đầu hợp tác cai ngoảnh mặt nhìn về phía Taliza. Thí luyện thanh thảo yêu cầu cần một phù thủy thực hiện thần chú ổn định, nhưng qua suy đoán của tôi thì chuyện này không phải là vấn đề. Taliza ở một bên bắt đầu khoe khoang những thứ mà mình có. Tôi không khoe khoang với anh đâu, Pháp Sư bây giờ muốn bao nhiêu tùy thích. Cai mét đóc liếc nhìn về phía Taliza và Khưu Kiên, dịch tủy sống phóc tai. Tuyến nọc độc của Leonid, lưỡi của ma cà rồng bạch tạng, thự dự, mã đề, dễ cả độc dược. Protein z bạch tạng khổng lồ, nước mắt của mẹ, nước ép lúa mạch đen và nước ép cỏ chanh. Những thứ này đoán chừng các người đã chuẩn bị hết rồi đúng không? Khưu Kiên cùng Taliza đơ người không biết mấy cái thứ mà Kai vừa nói. Anh đang nói cái quần què gì vậy hả? Kai đưa ra một mảnh giấy cho Khưu Kiên. Nước ép lúa mạch đen và nước ép cỏ chanh ta có thể cung cấp. Những thứ còn lại thì các người tự nghĩ cách đi. Sau khi chuẩn bị xong thì đến đây tìm tôi. Tôi sẽ đợi các người ở quanh đây trong vòng 3 tháng. Taliza tiến đến bên cạnh của Khưu Kiên. Thự dự. Mã đề. Dễ cây cà độc dược chính là ba thứ mà Pháp Sư thường dùng làm thuốc sắc. Ta nghĩ bọn họ sẽ có sẵn dự trữ một ít, cũng tức là nói những thứ còn lại chúng ta phải đi tìm. Khưu Kiên nhìn vào tờ giấy có chút hoang mang, dịch tủy sống của Phóc Tai, tuyến nọc độc của Leonid, lưỡi của nữ thần báo tử ma cà rồng bạch tạng, protein của rết bạch tạng khổng lồ, còn cái thứ nước mắt của mẹ này là cái méo gì nữa vậy hả? Cai tựa lưng vào góc tường đưa ra chỉ điểm cho Khưu Kiên, tôi có thể cho cậu biết vị trí của Phóc Tai ở đâu. Đó chính là ở rừng Camon, Vừa nghe đến rừng Camon, Taliza có chút bất ngờ. Khiêu kiên ở bên cạnh thì vẫn chưa hiểu rõ được tình hình, cai chừng mắt nhìn về phía trước, mới đó mà đã dọa sợ các ngươi rồi à. Ngoài ra còn có khu vui chơi của ma thú nếu hỏi ta thì nơi đó thật sự rất nhàm chán. Taliza đứng một bên đưa tay ra bày tỏ, thứ khó kiếm nhất là nước mắt của mẹ. Nghe nói là một loại nguyên liệu ma dược rất quý giá vô cùng khó thu thập, cai đảo mắt liếc nhìn về phía của Taliza với ánh mắt đáng sợ, đúng là như vậy. Nước mắt của mẹ thật sự rất khó thu thập, bởi vì chỉ khi người mẹ mất đứa con của chính mình nước mắt của bà mới biến thành loại thảo dược thần kỳ này khiêu kiên bất chợt nhìn thấy nét mặt của taliza có chút u buồn khi nghe nói đến chuyện này cô bị sao vậy taliza dưng dưng hai dòng nước mắt nhớ lại cảnh tượng đau lòng lúc trước không có gì chỉ là nhớ lại viễn cảnh của một vài phù thủy muốn luyện ma pháp hắc ám Ta nhẫn mà đi thu thập nước mắt của mẹ thôi kết quả vì ma thuật hắc ám đó mà dẫn đến hơn hàng trăm người phải bỏ mạng cai đưa tay ra bày tỏ nỗi lòng của mình quá trình thu thập nước mắt của mẹ cũng cần cẩn thận một chút. Dù sao chúng ta cũng không thể khiến một ai đó mất đi đứa con của mình vì chúng ta được. Khưu Kiên có chút thắc mắc đảo mắt nhìn Taliza và Kai. Vậy nhiệm vụ thu thập nước mắt của mẹ, chúng ta phải hoàn thành nó như thế nào đây? Kai đứng bật dậy tiến về phía trước tay giữ chặt ba món vũ khí của mình nhìn chằm chằm về phía Khưu Kiên và Taliza. Ta có một người bạn cô ấy từng có kinh nghiệm liên quan đến việc này. Nếu các người nguyện ý ta có thể giới thiệu cho cô ấy với các người. Taliza phấn khích nhìn về phía cai Medoc nói lớn, vậy thì cô ấy tên là gì? Đi đâu mới tìm được cô ấy đây? Cai ngoảnh mặt nhìn Taliza và khưu kiên với ánh mắt đáng sợ. Cô ấy tên là Emilia là một thương nhân lữ hành, nghe nói gần đây cô ấy đang bán các loại tài nguyên ma pháp và thảo dược gần khu căn cứ của thành phố Rezania. Taliza sau khi nghe xong cũng đã định hình được vị trí cụ thể, thành phố Rezania cách đây khá xa, chúng ta cần một công cụ di chuyển an toàn mới có thể đến được bên đó. Khưu Kiên có chút thắc mắc quay sang nhìn Taliza, không phải cô có thể dùng thuật pháp truyền tống sao? Tại sao còn cần phải có công cụ di chuyển chứ? Taliza quay sang nhìn Khưu Kiên đưa một ngón tay ra hiệu, một tháng tôi chỉ truyền tống được một lần. Tôi cũng chẳng phải cái loại gì mà cửu thiên huyền lôi đại tán tiên gì đó đâu. Khưu Kiên giang rộng hai tay khó xử, vậy thì chúng ta nên đi về phía cánh rừng Camen trước. Hay là phải đi về hướng thành phố Rezan-ia đó trước? Cai ở một bên cau mày tỏ vẻ khó hiểu, Cửu thiên huyền lôi đại tán tiên là cái gì vậy nói gì ta không hiểu. Ta ra sau đó xoay người rời đi mới ráng vẻ mệt mỏi. Dù cho đi chỗ nào trước chúng ta đều phải chuẩn bị một vài thứ. Quan trọng nhất là chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Đêm đó trong giấc mơ Khưu Kiên lại gặp ác mộng. Cậu ta lại nhớ về cảnh tượng Daniela một chiêu xuyên thẳng đan điền của mình. Lại nhớ về giọng nói của tên đang điều khiển Daniela. Linh lực thật thuần khiết nói thật ta có chút ghen tị với người đó Daniela à? toàn lực mà hấp thu đi ngươi sẽ trở thành tác phẩm xuất sắc nhất của ta cảnh tượng Daniela đang bị tên đó dày vò khiến cô ấy vô cùng đau đớn đã khiến khưu kiên sợ hãi nhìn thấy cơn ác mộng thật sự quá khủng khiếp khưu kiên giật mình bừng tỉnh vừa tỉnh giấc cậu ta liền với tay về phía trước như đang muốn cứu lấy Daniela thoát khỏi sự giam cầm của tên quái vật đó chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ khưu kiên ngoảnh mặt quay sang nhìn taliza rồi xoa đầu mệt mỏi khưu kiên xoay người ngồi bên cạnh giường lôi tờ giấy ghi chú những thứ mình cần thu thập ra để xem vì không ngủ được cậu ta sau đó loay hoay lấy bút viết lên giấy vài dòng chữ gì đó, cứ thế cả một đêm dài trôi qua một cách nhanh chóng. Sáng hôm sau trôi qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị hành trang cho hành trình tiếp theo, Khưu Kiên đưa ra một tờ giấy mà mình dùng cả đêm để tính toán. Ta quyết định đi về phía rừng Cam Mừng trước, nhưng những cái này ta cần một người bạn đồng hành có thân thủ tốt làm giúp ta, cai liếc mắt nhìn vào tờ giấy để quan sát. Mấy chuyện này cũng không khó ta có thể làm được, chẳng qua những thứ này cậu định dùng nó để làm gì. Talisa tò mò quay sang nhìn Khưu Kiên. Tối hôm qua anh thức nguyên đêm để viết những thứ gì vậy? Khưu Kiên ngay sau đó không giải thích mà đưa tờ giấy mình dùng nguyên một đêm viết ra đưa đến trước mặt Talisa. Cô ấy chăm chú quan sát có chút thán phục. Tôi còn tưởng là anh chỉ suy sụp tinh thần khoảng thời gian đó thôi chứ. Không ngờ. Khưu Kiên nắm chặt tay nhìn về phía Kai và Talisa phấn khích hô lớn. Được rồi chúng ta xuất phát tiếp tục hành trình mới thôi. Vất vả cho ông rồi Kai tiên sinh. Chuyển cảnh đến rừng rậm ám hồn một khu rừng âm u xung quanh đều là những ám hồn yêu thú đang lẩn quẩn bước đi bọn chúng là những ám hồn sa đọa quanh quẩn ở khu rừng này hình thể quái dị bước đi cho đảo không có chút ý thức gặp ai đều cũng sẽ tấn công một cách điên cuồng ở trong một góc tối cạnh đó taliza cùng khưu kiên đang ẩn nấp tránh đi sự chú ý của đám ám hồn chúng ta phải cẩn thận từng tí một như vậy sao chứ khưu kiên bày ra nét mặt lo lắng liếc nhìn đám ám hồn bên ngoài một nửa thực lực của tôi bây giờ gần như phế vật rồi cẩn thận mái chèo thuyền đi vạn năm cả sau một lúc lẫn tránh cùng nhau tiến đến một căn hầm bí ẩn trước mặt bọn họ cả hai bắt đầu ngạc nhiên khi trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa sắt là cửa sắt sao rừng mần sao lại có một cánh cửa sắt như vậy được chứ khưu kiên tò mò tiến đến tiếp cận cánh cửa sắt trước mặt hay là chúng ta đi vào bên trong thử xem cả hai ngay lập tức đẩy cửa bước vào một cách thản nhiên bên trong lại có một người đàn ông đang bò trên mặt đất hắn ngạc nhiên trước sự hiện diện của khưu kiên và taliza các người rốt cuộc là ai tại sao lại xông vào đây Khưu Kiên cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, vậy còn ông là ai? Vì sao ông lại ở đây vậy hả? Nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt Khưu Kiên có chút bất ngờ nhìn chằm chằm. Tanika liếc nhìn bóng dáng của Khưu Kiên đưa tay ra bày tỏ, anh thật sự vẫn còn đang đánh cược về thứ đó à? Ai la lý từ bên ngoài đẩy cửa vào thông báo với Khưu Kiên và Tanika. Có người đã nhìn thấy nữ ma cà rồng bạch tạng rồi, Khưu Kiên nhận được tin tức liền tiến về phía trước. Được rồi chúng ta đi thôi, đến lúc nó phải mất đi cái đầu lưỡi đó rồi ai là lý đứng trước mặt của khưu kiên nói về tình hình hiện tại ở fenonda tanika không thể đi cùng anh được rồi tình hình ở fenonda quá nghiêm trọng khiến taliza không thể tự mình giải quyết cho nên chỉ e lần này anh phải đi một mình rồi khưu kiên cũng không quan tâm về chuyện của tanika lắm nên nét mặt vẫn giữ vững trạng thái không sao cả khưu kiên ung dung tiếp tục hành trình của mình một mình rời khỏi hội nghị phù thủy jessica đã đứng ở đây đợi từ lâu lên tiếng khiến khưu kiên ngạc nhiên cha tôi sẽ đi cùng với anh Khưu Kiên đảo mắt nhìn Jessica với ánh mắt đầy tự tin, sau đó Khưu Kiên lại tiếp tục tiến về phía trước tiếp tục hành trình lấy lưỡi ma cà rồng của bản thân. Sau một đêm di chuyển, sáng hôm sau cả hai người đều đã có mặt ở thị trấn phía Bắc Alanda. Khưu Kiên vừa đi vừa cảm nhận mùi máu tanh xuất hiện khắp nơi, trong không khí có mùi máu nồng nặc. Jessica ở một bên liếc nhìn Khưu Kiên, ư ừ, quả thật có khoảng hơn 40 người, Khưu Kiên có chút thắc mắc quay mặt sang nhìn Jessica. nếu ma cà rồng bạch tạng là sinh vật như thế nào vậy hả? bọn chúng có gì đặc biệt không jessica nhìn khưu kiên mỉm cười giải đáp bọn họ có sở trường mê hoặc người khác với vẻ ngoài rất đẹp nhưng trong mắt lại lộ ra ánh mắt điên cuồng tràn ngập thù hận khưu kiên đưa tay lên trầm ngâm ngẫm nghĩ về hình thái của hồ ly tinh ở thế giới của mình nghe giống có vẻ đang nhắc đến hồ ly tinh vậy nhỉ sau một khoảng thời gian di chuyển khưu kiên đến một dãy phòng bên trong nồng nặc mùi máu tanh nữ ma cà rồng bạch tạng đồng thời cũng có mặt ở bên trong với dáng vẻ ủ rũ buồn bã tràn đầy đau thương đây chính là nữ ma cà rồng bạch tạng cô ta sở hữu một gương mặt khá xinh đẹp nhưng ánh mắt lại có vẻ buồn bã nhìn về phía khưu kiên khưu kiên nhanh chóng tiến vào trong đứng trước mặt của nữ ma cà rồng cô rốt cuộc là đang bị làm sao vậy hả nữ ma cà rồng trong trạng thái đau khổ nằm cuộn tròn trong một góc tường bọn họ hại ta và người nhà của ta jessica ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm về phía nữ ma cà rồng bạch tạng đang nằm ở góc tường bọn họ là ai vậy hả nếu ma cà rồng bạch tạng liếc mắt nhìn về phía của jessica nói với giọng nói yếu ớt chính là loài người là đám quý tộc của các người bọn họ cho rằng bọn ta là chủng tộc khác loài nên đã lấy bọn ta ra làm vật hy sinh khưu kiên đưa tay ra bày tỏ muốn giúp đỡ nữ ma cà rồng vậy bọn ta phải làm gì mới có thể giúp được cô nữ ma cà rồng bạch tạng nhắm chặt mắt trong trạng thái yếu ớt kiệt quệ cảm ơn các người nhưng bây giờ tôi đã không còn cứu được nữa rồi dứt lời nữ ma cà rồng bạch tạng ngã gục xuống nền đất bất động trước ánh mắt của khưu kiên và jessica khưu kiên chăm chú nhìn về thi thể của nữ ma cà rồng bạch tạng nếu cắt đầu lưỡi của cô ấy thì chúng ta có thể về rồi hả? Nhưng mà cứ vô duyên vô cớ thế này thật chẳng muốn làm chút nào. Jessica đột nhiên phát hiện ra trên tay của nữ ma cà rồng còn có một mảnh giấy, trên tay cô ấy hình như có gì đó. Là một mảnh giấy thì phải, Khưu Kiên nhặt mảnh giấy lên quan sát, bên trên viết văn tự và ký hiệu rất kỳ lạ, xem ra hình như là lời nguyền nào đó. Sau đó Khưu Kiên đưa cho Jessica thắc mắc, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Jessica đưa tay nhận lấy mảnh giấy chăm chú quan sát, tôi cũng không rõ nữa bỗng có một luồng khí tức từ phía sau sông đến khiến cả hai ngạc nhiên cẩn thận đột nhiên có luồng khí tức kỳ lạ xuất hiện vương ngoảnh mặt lại liền phát hiện ra đó chính là leonid đang lao đến tấn công bọn họ trước sự tấn công bất ngờ của leonid cả hai vội vàng né tránh sang hai bên tránh đi đòn tấn công của nó leonid bạo phát lan tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ áp đảo chừng mắt nhìn về phía khưu kiên và jessica tiếp đó lại lao về phía khưu kiên và jessica để tấn công một cách điên dại khiến cả hai bất ngờ Khưu Kiên vội vã nhào lộn đạp vào đầu của Leonid để cố gắng né tránh đòn tấn công của nó. Nhìn thấy nó để lộ sơ hở, Khưu Kiên đưa tay giữ chặt bảo kiếm của mình nhắm về phía Leonid. Cậu ta dùng kiếm đâm mạnh vào cơ thể của đối phương để kết liễu nó. Đòn kiếm tấn công của Khưu Kiên khiến Leonid đau đớn gầm thét dữ dội mà vũng vẫy điên loạn. Một vòng tròn ma pháp sáng rực đột nhiên xuất hiện dưới chân của Leonid. Đòn tấn công ma pháp đó lập tức được Jessica thi triển một chiêu xuyên thẳng qua đầu của nó. Chính thức kết liễu mạng sống của Leonid, Khưu Kiên ngơ ngác nhìn thi thể của Leonid. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Jessica đứng một bên thi triển ma pháp. Đây chỉ là một nhân vật nhỏ đằng sau còn có kẻ nguy hiểm hơn. Khưu Kiên chăm chú quan sát khắp căn phòng. Nói ra thì ngôi nhà này bố trí rất đặc thù, có vẻ như là nơi cất giấu một bí mật gì đó. Khưu Kiên đồng thời phát hiện ra một quyển sách bí ẩn bên cạnh. Tôi tìm thấy được một quyển sách có chút bí ẩn. Jessica đảo mắt nhìn về phía quyển sách mà Khưu Kiên đang cầm trên tay. Cái này cũng có thể mang về không biết có tác dụng gì không lúc này trên trần nhà một con quái vật đang âm thầm ẩn nấp quan sát nhất cử nhất động của hai người bỗng một giọt nọc độc của nó rơi xuống nền nhà ngay bên cạnh của khưu kiên và jessica cả hai đồng thời phát hiện ra con quái vật đang ẩn nấp thì có chút hoảng loạn vội né sang một bên quái vật ngay lập tức phun từ miệng ra một luồng chất độc về phía của jessica jessica trong lúc bất cẩn đã dính phải đòn công kích của quái vật mà la hét trong đau đớn khưu kiên vội vã chạy đến cõng jessica rời khỏi tầm mắt của quái vật với nét mặt lo lắng Nhanh như chớp nó dịch chuyển đến trước mặt của Khưu Kiên để chặn đường cậu ta khiến cậu ta vô cùng bất ngờ. Đối diện với quái vật hình nhện đang chặn đường Khưu Kiên và Jessica có chút hoang mang, với giọng nói yếu ớt Jessica thì thầm vào tai của Khưu Kiên: "Mau đưa mảnh giấy cho tôi, để tôi thử xem văn tự ma pháp bên trong mảnh giấy đó." Ngay lập tức Jessica giữ chặt mảnh giấy trên tay tạo ra một vòng tròn ma pháp mạnh mẽ. Cô ta cố bám trụ vào cơ thể của Khưu Kiên, một tay đưa lên cao thi triển ma pháp bí ẩn trên mảnh giấy để phản kích jessica được khưu kiên cõng trên lưng cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để thi triển ma pháp bí ẩn con quái vật đó tiếp tục dùng công kích của mình tấn công để phá vỡ đi ma pháp của jessica nhìn thấy đòn tấn công của quái vật nét mặt của khưu kiên có chút hoang mang lo lắng trong thời khắc nguy hiểm khưu kiên vung tay chém ngang cơ thể của quái vật trước mặt tiếp đó lại một đường chém cắt ngang đầu của quái vật thành công kết liễu mạng sống của nó khưu kiên mệt mỏi quỳ gối trong trạng thái cạn kiệt linh lực quái vật quanh đây lựa thời cơ để xuất hiện có phải việc này quá bất thường không vậy hả có người không muốn người khác biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì sao cả hai quay lại đứng bên cạnh thi thể của nữ ma cà rồng bạch tạng chăm chú quan sát khiu kiên áp sát lại gần rút dao găm của mình ra nhìn về phía của nữ ma cà rồng bạch tạng xin lỗi tôi cần dùng đầu lưỡi của cô sau khi tôi có đủ sức mạnh tôi sẽ nói cho mọi người biết nơi này đã xảy ra chuyện gì nữ ma cà rồng bạch tạng sau đó cũng đã bị khiu kiên lấy đi đầu lưỡi của mình nằm gọn một góc chuyển cảnh về lại hội nghị phù thủy ala lý đứng ra thông báo cho khiu kiên Tuyến nọc độc của Leonid và protein của rết bạch tạng khổng lồ đã tốn rất nhiều tiền của bọn tôi. Hiện tại nguyên liệu đã có sẵn, về nguyên tắc anh đã có thể tiến hành thí luyện thanh thảo. Nhưng ta đề nghị anh nên hoàn thành dưới sự bảo hộ của các liệt ma nhân khác, hơn nữa phải luyện hóa những thứ đó thành thuốc trước đã. Cai cũng vừa kịp lúc quay trở về bước vào trong hội nghị phù thủy nói lớn, không cần phải lo lắng về việc đó cứ để ta làm là được. Cai cầm vật phẩm mà Khiêu Kiên nhờ mình lấy về, anh ta đem ra trước mặt Khiêu Kiên. Thứ anh nhờ tôi lấy tôi đã lấy được rồi. Khưu Kiên lộ ra vẻ mặt phấn khích và hào hứng nhìn về phía Cai. Cảm ơn ông anh rất nhiều. Sau một lúc Cai đặt Khưu Kiên nằm trên bàn và khóa chặt anh ta lại. Ta nhắc nhở anh trước một câu có vài người trẻ tuổi đã chết trong lúc thí luyện thanh thảo. Chuyện đó cũng không tính là gì cả. Ở mức của những người thành niên như anh cơ hội càng mong manh hơn. Anh nhất định vẫn muốn thí luyện thanh thảo chứ. Khưu Kiên nằm trên bàn với tư thế sẵn sàng. Lúc tôi phong ấn nữ nhân đó đã dùng lượng linh lực rất lớn. Ông giúp tôi lấy được thứ đó là tôi đã hồi phục thực lực then chốt rồi, nhưng không ai có thể thừa nhận thứ đó. Cường độ cơ thể bây giờ của tôi còn lâu mới đủ. Tôi thật sự cần trở thành một liệt ma nhân thực thụ. Sau khi bào chế tất cả mọi thứ cai hòa vào nước châm vào miệng của Khưu Kiên để tiến hành thí luyện, vừa truyền dược liệu vào cơ thể của Khưu Kiên, Song Cai ngoảnh mặt nhìn Jessica và Alalí, phép thuật dung hỏa. Jessica và Alalí đứng một bên nhận được hiệu lệnh liền thi triển pháp thuật của bản thân, tiếp đó truyền toàn bộ pháp thuật về phía cơ thể của Khưu Kiên. Khưu Kiên lúc này cảm nhận được sự đau đớn thống khổ mà gầm thét, để lộ cơ thể cường tráng của mình trước mặt mọi người. Jessica và Alali đứng một bên nhìn thấy cảnh này, đã trở nên ngại ngùng e thẹn mà chăm chú quan sát Khưu Kiên. Toàn bộ cơ thể của Khưu Kiên lúc này trong trạng thái vô cùng đau đớn toàn thân tỏa ra ánh hào quang sáng rực, cai nhìn chằm chằm vào cơ thể của Khưu Kiên chăm chú quan sát. Mọi chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân của anh ta mà thôi, cả hội nghị lúc này tỏa sáng kim quang lấp lánh bên trong ma pháp bùng phát một cách mãnh liệt trước mặt của Jessica và Alali khiến cả hai không ngừng lo lắng. Sau một lúc ánh sáng vụt tắt, một bóng đen dần dần lộ diện giữa đám khói đen nghi ngút. Tất cả mọi người cố tập trung ánh nhìn về phía của Khưu Kiên mà lo lắng. Rốt cuộc chúng ta đã thành công hay là thất bại vậy hả? giữa làn khói đen nghi ngút, viên linh thạch mà cai mang về bỗng nhiên phát sáng lan tỏa linh lực. Khưu Kiên từ từ lộ diện trước mặt mọi người trong trạng thái thức tỉnh với sức mạnh của liệp ma nhân. chuyển cảnh đến Phenonda tanika và taliza đang cố dùng pháp thuật của mình để trấn thủ bảo vệ fenonda trước một thế lực thù địch sau một thời gian dài chống chọi với thế lực thù địch tanika có chút mệt mỏi cạn kiệt sinh lực đáng chết hỏa lực của bọn chúng mạnh quá taliza cũng không thua kém trạng thái hiện giờ của tanika chúng ta sắp không cầm cự được nữa rồi lớp kết giới mà tanika và taliza tạo ra để trấn thủ fenonda cũng dần dần bị phá vỡ tanika và taliza lúc này cũng đã rơi vào tình cảnh trọng thương Bất chợt ánh mắt Tanika và Taliza phát hiện ra gì đó với bộ mặt vô cùng kinh ngạc, trên bầu trời từng đoàn công kích của thế lực thù địch đang lao nhanh về vị trí của bọn họ. Trong chớp mặt đã bị một luồng sức mạnh nào đó hất bay đi về hướng khác, tiếp đó nguồn sức mạnh này phá tan hàng loạt đòn công kích của thế lực thù địch. Khiêu Kiên đồng thời xuất hiện với linh lực dồi dào khiến cả hai vui mừng và hào hứng, xin lỗi đã để các cô chờ lâu rồi. Sau một lúc lắng nghe toàn bộ mọi chuyện Khiêu Kiên thắc mắc đứng trước mặt Tanika và Taliza, phép thuật mất khống chế là sao? Những lời của các cô vừa nói là có ý gì? Tanika đứng một bên chăm chú nhìn Khưu Kiên, "Đây là trận phép thuật của tôi nhưng đã bị tôi bỏ lại từ rất lâu rồi, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, khu vực này lại bắt đầu xuất hiện những đợt tấn công phép thuật không rõ nguyên nhân." Taliza đứng một bên tiếp lời theo, "Cho nên chúng tôi nghi ngờ trận phép thuật của Tanika đã bị người khác động tay đến, biến thành đòn tấn công có tự chủ nhưng là ai và vì sao thì vẫn chưa xác minh ra được. Tóm lại vẫn cần phải nhanh chóng xử lý chuyện này trước đã." Khưu Kiên gật gù đồng ý trước lời đề nghị của Tanika và Taliza tiến hành điều tra căn nguyên. Bất chợt bên dưới tỏa ra một nguồn năng lượng ma thuật khiến tất cả những người có mặt ngạc nhiên. Taliza hoảng hốt đảo mắt nhìn xuống bên dưới. Đòn tấn công mạnh quá không biết phải xử lý như thế nào đây, không kịp ngăn cản nữa rồi. Khưu Kiên ngay lập tức thi triển thần lực ngưng tụ sức mạnh lên đầu ngón tay. Thiên Cương Thuẫn, sau khi thi triển thần lực, tại vị trí của Khưu Kiên tỏa ra ánh hào quang kim quang lấp lánh sáng rực cả một khu vực. Tiếp đó Khưu Kiên tạo ra một lớp lá chắn để di chuyển đến nơi chỉ định một cách nhanh chóng, hôm qua nếu đổi lại là ta thì chắc đã chết mấy lần rồi. Cả ba đồng thời tiến vào trong một căn hầm nơi phát ra luồng ma thuật hắc ám, ở phía cuối đường hầm một kết giới ma pháp xuất hiện đang tỏa ra những luồng ma thuật hắc ám. Chính là nơi này, quả nhiên chính là do nó đã gây ra mọi chuyện. Khưu Kiên tiếp tục thi triển thần lực để phá bỏ kết giới ma thuật hắc ám trước mặt, luồng ý niệm của Khưu Kiên lập tức lao về phía trận pháp để cố phá vỡ luồng khí tức hắc ám bên trong sau loạt tấn công cả trận pháp bắt đầu bùng nổ dữ dội trước mặt tất cả mọi người tanika sau vụ nổ nhìn về phía trước với giọng nói lo lắng khưu kiên anh có sao không taliza đứng bên cạnh quan sát dáng vẻ của khưu kiên anh ta không sao cả khưu kiên dần dần xuất hiện giữa làn khói dày đặc cũng nét mặt vô cùng tự tin quá dễ dàng có hơi không thích ứng kịp với sức mạnh của bản thân nhưng cũng may là tôi đã quay về với trạng thái đỉnh phong của mình rồi tanika và taliza đứng sau lưng của khưu kiên lộ ra nét mặt vui mừng phấn khích chào mừng anh quay trở lại. Bất chợt một vụ nổ bùng phát sức mạnh lan tỏa chấn động cả thành phố Fenona. Khiêu Kiên cùng Tanika và Taliza ở bên trong cũng đã cảm nhận được uy áp mãnh liệt, xem ra chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trận pháp lúc này bùng nổ tỏa ra khối năng lượng ma pháp hắc hóa với khí tức hủy diệt, Tanika ở một bên lộ rõ vẻ lo lắng sợ hãi, không đúng. Đây không phải là trận pháp phép thuật của tôi nữa rồi, đường phép thuật về trận đã bị thay đổi hoàn toàn. Taliza ở một bên với nét mặt hoang mang nhìn về phía trận pháp đang bùng nổ, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Khưu Kiên tiếp tục thi triển thần lực triệu hồi vạn kiếm tẫn nguyệt, cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể để nó tiếp tục lộng hành như thế được. Nhanh chóng Khưu Kiên thi triển phát huy toàn bộ năng lực của mình điều khiển bảo kiếm lao nhanh về phía trước, vô số đòn đánh lao vào để cố phá hủy trận pháp một cách điên cuồng. Sau những đòn tấn công đó, bảo kiếm của Khưu Kiên phản phệ xoay vòng giữa không trung, tiếp đó trận pháp tích tụ năng lượng điều khiển vạn kiếm tẫn nguyệt lao về phía Khưu Kiên khiến cậu ta bất ngờ tanika và taliza vội vàng dùng pháp thuật của bản thân tạo ra một lá chắn để chặn đi đòn tấn công phản vệ khưu kiên cau mày nhìn chằm chằm về phía trước tỏ vẻ khó chịu thôi bỏ đi lấy sức một địch trăm vậy khưu kiên sau đó đưa tay nắm chặt bảo kiếm của mình cậu ta toàn lực bay lên không trung vung kiếm ngưng tụ nộ khí của mình nhắm về phía trận pháp tiếp đó một kiếm đâm thẳng vào giữa tâm của trận pháp khắp nơi xung quanh tỏa ra cổ khí tức mãnh liệt bá khí vang động cả thành trì taliza ở phía đối diện bất chợt phát hiện ra một bóng người đang lao đến tấn công Khưu Kiên cẩn thận phía sau. Khưu Kiên ngoảnh mặt lại quan sát liền phát hiện ra một bóng người trên tay đang tích tụ năng lượng hắc ám. Ngươi là ai? Một vụ va chạm khiến cổ năng lượng lan tỏa rực sáng một cách dữ dội không thể kiểm soát. Khưu Kiên cũng đã kịp thời né tránh nhanh chóng lui về sau giữ khoảng cách với đối phương. Nét mặt của cậu ta có chút ngạc nhiên khi nhận ra người đang đứng trước mặt, lại là ngươi sao? Daniela đang ở đâu hả? Đối phương trong trong lớp bào trắng che giấu thân phận nhìn chằm chằm Khưu Kiên, cô ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đứng ở phía đối diện Khưu Kiên tức giận nhìn chằm chằm về phía trước, ngươi làm cái quái gì ở nơi này chứ? Người mang áo bảo trắng đứng đối diện Khưu Kiên hét lớn, làm tất cả để thế giới này hỗn loạn dù chuyện lớn hay chuyện bé ta cũng sẽ đều làm hết, đây chính là mục đích của ta. Taliza trừng mắt nhìn về phía trước phản biện, bọn ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện đâu. Tên áo trắng tiếp đó dùng sức mạnh hắc ám của mình tấn công về phía nhóm người của Khưu Kiên. Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Khưu Kiên với nét mặt lạnh lùng đưa tay thực hiện kết ấn ngưng tụ linh lực, sau đó tạo ra một lớp màn chắn báo về những người bên cạnh khỏi đòn tấn công ma thuật hắc ám, Taliza cùng Tanika đồng thời thi triển quyền năng pháp sư của mình ngưng tụ sức mạnh. Từng đòn tấn công liên tục đáp trả về phía tên pháp sư áo trắng trước mặt, trong chớp mắt hắn cười một cách man rợ rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Taliza và Tanika. Ngay sau đó xuất hiện sau lưng của Tanika ra đòn tấn công, các ngươi không thể ngăn cản được ta, ta bây giờ đã khác xa lúc xưa rồi dứt lời hắn lập tức tung đòn đánh mạnh về phía trước để tấn công Tanika. Khiêu Kiên đúng lúc này xuất hiện kịp thời đưa tay ra chắn đỡ, đáng tiếc cho dù ngươi lại vượt qua bản thân thêm mấy lần nữa, cũng không thể nào vượt qua được ông đây đâu. Sau khi đòn tấn công của mình đã bị Khiêu Kiên chắn đỡ một cách dễ dàng, tên áo trắng ngay lập tức lui về phía sau để quan sát. Khiêu Kiên đứng ra chừng mắt nhìn tên áo trắng tỏ vẻ tức giận, ngươi đi khiêu chiến gây họa khắp nơi mưu đồ làm hại bá tánh muôn dân, tội không thể tha, đệ tử thứ 32 của Tuyệt Ẩn Tông, Khưu Kiên, hôm nay sẽ thay trời hành đạo. Tên áo trắng nhe rằng cười với giọng khinh bỉ nhìn Khưu Kiên, đệ tử thế hệ thứ 32. Đúng là một thằng nhãi con, mới khôi phục được một chút sức lực. Đã tưởng rằng có thể ngăn cản được ta ư, Khưu Kiên đưa tay lên trời bắt đầu hấp thụ thiên địa linh khí với cổ sức mạnh áp bách. Sức mạnh trời đất dung nhập vào ta, tên áo trắng lại cười một cách điên dại với lời nói khinh thường Khưu Kiên. Não của ngươi mất rồi à, thế giới này thì làm gì có tồn tại sức mạnh của thiên địa linh khí chứ? Khưu Kiên trừng mắt nghiến răng toàn thân tỏa ra hào quang nhìn tên ngông cuồng trước mặt, không có thiên địa linh khí, nhưng mà ta thì có thể tạo ra được. Tanika cùng Taliza ở một bên thi triển pháp thuật của năm yếu tố ngũ hành hộ pháp cho Khưu Kiên. Tên áo trắng nghiến chặt răng phẫn nộ nhìn Khưu Kiên, dựa vào thuộc tính phép thuật của pháp sư mô phỏng ra năm thuộc tính ngũ hành ư. Khưu Kiên với sức mạnh hủy thiên diệt địa lao về phía trước với ánh mắt tràn đầy sát khí, "Xin lỗi nhé, lúc nãy ta chưa giới thiệu xong, ta chính là đệ tử đời thứ 32 Tuyệt Ẩn Tông." ánh sáng tu hành vạn giới ngước nhìn thiên tài có một không hai Khưu Kiên tên áo trắng cũng đã ngưng tụ sức mạnh hắc ám của mình vào thế phản kích trước đòn tấn công của Khưu Kiên hai nguồn sức mạnh ngay lập tức va chạm với nhau lóe lên một thứ ánh sáng chói mắt hất tung mọi thứ xung quanh nguồn sức mạnh tạo ra làn sóng xung kích rung chấn cả thành trì khiến taliza và Tanika không nhìn thấy rõ thứ đang diễn ra trước mắt taliza với nét mặt lo lắng chăm chú quan sát tình hình ai là người mạnh hơn vậy hả Tanika ở bên cạnh với nét mặt hoang mang không kém. Tôi có biết đâu, sau đòn công kích vừa rồi Khưu Kiên đã bị tên áo trắng một tay giữ chặt khuôn mặt. Cho dù là vậy thì ngươi cũng không thể nào đánh thắng được ta đâu. Khưu Kiên tiếp tục nhếch mép cười khinh bỉ tên trước mặt. Hừ ngươi nghĩ như vậy sao? Một được ý niệm thần lực liền xoẹt ngang qua với cổ uy áp mãnh liệt. Khưu Kiên ngay sau đó triệu hồi vô số thanh kiếm xuất hiện bên cạnh. Theo hiệu lệnh của Khưu Kiên lao về phía tên pháp sư áo trắng đang trong trạng thái ra đòn khưu kiên bất chợt phát hiện ra gì đó liền liếc mắt về phía sau pháp sư áo trắng từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng của khưu kiên lao đến đánh lén khiến cậu ta bất ngờ trước đòn đánh lén khưu kiên nhanh trí dùng thần lực thi triển vạn kiếm tẫn nguyệt đáp trả đối phương vô số thanh kiếp lập tức xuyên qua cơ thể của pháp sư áo trắng một cách nhanh chóng taliza và tanika vô cùng ngạc nhiên khi thấy đòn tấn công vừa rồi đã xuyên qua cơ thể hắn hắn đã chết rồi sao khưu kiên đứng giữa thành trì với nguồn linh lực đang tiêu tán hắn chưa chết mà đã bỏ chạy rồi lão già này ngay từ đầu đã muốn chạy nên mới lắm mồm như thế Khưu Kiên cạn kiệt sức lực khi thi triển quá nhiều chiêu thức, miệng bắt đầu hộc ra những ngụm máu lớn. Tanika và Taliza vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ thể của Khưu Kiên, "Anh có sao không vậy hả? Tại sao lại hộc ra nhiều máu như thế?" Khưu Kiên lau đi vết máu trên môi cau mày tức giận, "Chỉ tiếc một điều, tôi còn tưởng là đã gặp được Daniela, cô bé đó đoán chừng bây giờ đã có thể đánh bại được 10 người như tôi cùng một lúc." Đồng thời cùng lúc này, Jessica ở hội nghị phù thủy đang được mọi người tôn vinh. Chào mừng người bạn mới của chúng ta đôi cánh phép thuật Jessica, sau buổi tiệc trời cũng đã đến giữa khuya. Jessica cũng đã rời khỏi buổi tiệc để đi về nhà thì bắt gặp một thanh niên. Anh ta hào hứng đưa tay mời Jessica lên xe. Tiểu thư Jessica, nếu không ngại xe ngựa của tôi có thể chờ cô về đó. Cậu ta tiếp tục giới thiệu bản thân. Ô có vẻ tôi có hơi đường đột một chút. Xin giới thiệu tôi tên là Alex con trai của ngài Allende. Jessica mỉm cười chào hỏi Alex đáp lễ. Tôi rất vinh hạnh khi được gặp cậu, nhưng không cần đâu chỗ ở của tôi ở ngay phía trước kia rồi, một lúc không lâu sau. Jessica cũng đã về đến nhà và khóa chặt cửa, bất ngờ khi sau lưng lại xuất hiện một bóng người, cô ta có chút ngạc nhiên liền quay lại chăm chú quan sát kỹ hơn người đang xuất hiện phía sau. Jessica có chút hoang mang khi phát hiện ra đó chính là Khưu Kiên, anh đã đến nhà tôi từ lúc nào vậy hả? Khưu Kiên mỉm cười đưa ta lên cao. Tôi vừa mới đến cũng không lâu lắm, Jessica tiếp tục hỏi về tình hình hiện tại ở Fenonda, Fenonda bây giờ như thế nào rồi? Khưu Kiên không muốn nhắc đến nữa nhìn chầm chầm Jessica, đúng nhắc đến chuyện đó nữa, đúng là một trận ác chiến. Jessica chỉ tay hỏi thăm về Tanika và Taliza. Tanika và Taliza đâu rồi? Khưu Kiên thở dài ngại ngùng nói với Jessica, tôi đang bị thương nặng, hai cô ấy đang chăm sóc tôi ở nhà. Jessica ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu. Là sao nữa vậy ba? Khưu Kiên gãi đầu ngại ngùng giải thích, tôi vội quá nên qua đây xem trước ấy mà. Đồng thời lúc này thân thể của Khưu Kiên đang được Tanika và Taliza ở nhà chăm sóc. Cô có hiểu vừa rồi anh ta nói gì không cái gì mà linh hồn rồi khỏi cơ thể gì ấy. Talisa cau mày nhìn Tanika, hình như ý của anh ta là linh hồn của anh ta đã rời khỏi thân thể này. Còn cơ thể vẫn cần chúng ta mang theo. Tanika nghe xong liền vác kéo ra phẫn nộ quát lớn. Đồ đàn ông chết tiệt bây giờ tôi cho anh ta về chầu trời luôn. Về lại phía Khưu Kiên và Jessica. Jessica lúc này đang phấn khích khám phá khả năng trở thành dạng linh hồn của Khưu Kiên. Đúng là linh hồn thật này trông hấp dẫn thật đấy nói chuyện chính đi tình hình cô phía bên này như thế nào rồi jessica đưa ra những manh mối mà mấy ngày qua cô thu thập được nói ngắn gọn cái gọi là ma cà rồng bạch tạng thật ra là con người chính xác mà nói thì bọn họ từng là con người đám quý tộc nơi này đang làm thí nghiệm biến con người thành ma vật rốt cuộc bọn họ làm chuyện này với mục đích gì chứ khưu kiên cao mày cảm thấy vấn đề này có chút phức tạp chuyện này cũng không quá mới mẻ gì khống chế ma vật để điều khiển bọn họ trở thành vũ khí thế giới nào cũng có những chuyện như thế này xảy ra Jessica thở dài liếc nhìn Khưu Kiên. Bọn họ không từ thủ đoạn rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Khưu Kiên đảo mắt nhìn Jessica nói với giọng nghiêm túc, "Chuyện tôi quan tâm là bọn họ đã bắt đầu từ lúc nào?" Jessica nói ra quan điểm phán đoán của mình, "Có lẽ cũng mới đây mà thôi, nếu không chúng ta đã phát hiện ra từ sớm rồi." Jessica bất ngờ quay sang nhìn Khưu Kiên, "Khoan đã ý anh có phải là người đàn ông mặc áo choàng đen đúng không?" Khưu Kiên ngoảnh mặt nhìn về phía cửa, "Cũng chưa chắc nhưng nếu thật sự là hắn đứng đằng sau, thì tôi cũng không ngạc nhiên mấy đâu. Jessica nhìn về phía của Khưu Kiên. Bây giờ tôi đã trở thành liên minh trên danh nghĩa với bọn họ, có thể âm thầm điều tra. Khưu Kiên nhìn chằm chằm Jessica với ánh mắt chiều mến. Được đã khiến cô vất vả nhiều rồi. Sau khi trò chuyện bàn bạc xong, linh hồn của Khưu Kiên dần dần tan biến quay về với cơ thể của mình. Về lại với căn phòng mà chân thân của mình đang nằm trị thương Khưu Kiên ngồi bật dậy gọi tên Tanika và Taliza. Cậu ta ngơ ngác đẩy cửa bước ra ngoài quan sát mọi thứ. Tanika, Taliza, hai người các cô đi đâu rồi hả? Bất chợt có một người nào đó cầm gậy lao đến đánh lén Khưu Kiên khiến cậu ta bất ngờ. Khưu Kiên nhanh chóng dùng linh lực tạo ra một lớp lá chắn phòng ngự, nữ nhân vừa đánh lén cũng đã bị phản phệ hất bay ra một góc. Nhìn thấy người đánh lén mình chỉ là một cô bé nhỏ nhắn Khưu Kiên có chút bất ngờ, Khưu Kiên hoang mang đưa tay ra hốt hoảng muốn đỡ lấy cô bé. Xin lỗi nhé, xin lỗi rất nhiều ta thật sự không cố ý, lúc nãy ngươi định đánh lén ta hả, cơ thể ta tự kích động nên mới cường khí hộ thể đó. Cô bé với thân thể đầy vết thương nhìn chằm chằm Khưu Kiên với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, Khưu Kiên cau mày chăm chú nhìn cô bé trước mặt, chỉ là một cô bé thôi sao? Tại vì sao lại muốn đánh lén ta chứ? Còn Tanika và Taliza đâu rồi nhỉ? Bất chợt nhìn thấy cô bé lại bắt đầu lao đến muốn tấn công bản thân Khưu Kiên có chút bất ngờ. Này đừng có như thế nữa chứ, cô bé vừa chạm vào Khưu Kiên liền bị hộ pháp của cậu ta đánh bay với nét mặt đau đớn. Khưu Kiên nhìn thấy cô bé bị phản phệ hộ pháp của mình hất bay vào góc tường liền thầm nghĩ đã xảy ra chuyện gì thế này tại sao lại cứ muốn tấn công ta thế sau một khoảng thời gian tanika cùng taliza đã quay trở về khưu kiên liếc nhìn hai người bọn họ vậy ra hai phù thủy xinh đẹp biến mất với lý do là đi vệ sinh cùng nhau à tanika nhìn chằm chằm khưu kiên không thì sao chứ anh mong bọn tôi rơi vào tay một đứa nhóc thế này à taliza nhìn đứa bé trên giường có một chút tò mò vậy thì đứa bé này là sao nữa vậy hả khưu kiên chăm chú quan sát cô bé đang nằm trên giường không bị một sức mạnh nào đó khống chế. Chỉ là một cô bé bình thường đột nhiên dùng một cây gậy định đánh lén tôi, Taliza đầy tò mò với cô bé trước mặt. Có lẽ chúng ta nên đợi cô bé tỉnh lại sau đó nói cô bé giải thích sơ qua tình hình của việc này nhỉ. Khưu Kiên nhìn chằm chằm cô bé đang nằm trên giường, con bé tỉnh rồi. Nhóc con à còn định giả vờ ngủ đến bao giờ vậy hả? Taliza tiến lại gần cô bé với giọng nói thân thiện. Em rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tập kích anh ta vậy hả? Tanika ở một bên nhìn Khưu Kiên nói ra ý kiến của mình, có phải con bé đó coi anh là linh hồn gì đó không? Dù sao trang phục của anh người bình thường cũng chả bao giờ mặc. Cô bé lúc này mới chịu mở miệng nét mặt tức giận nhìn chằm chằm về nhóm người Khưu Kiên, quý tộc. Các người đến để cấu kết với đám quý tộc ở nơi này có phải không? Tanika đứng ở cửa phòng nói ra thắc mắc của mình với cô bé. Rốt cuộc là đám quý tộc ở nơi này đã làm ra những chuyện gì? Taliza nhìn cô bé nói với giọng chiều mến. Tụi chị không có ác ý, "Tụi chị đến đây để giúp em. Em hãy nói cho chị biết ở nơi này đã xảy ra chuyện gì đi." Cô bé rưng rưng nước mắt từ từ kể ra mọi chuyện, phù thủy, thợ săn ma, quý tộc, bọn họ ở nơi này tìm rất nhiều người như các anh chị. Họ biến nhà của em thành một cái địa ngục thật sự. Người thân bạn bè của em từng người từng người bị bọn họ bắt đi, đến lúc gặp lại thì đều đã biến thành quái vật không có ý thức. Cô bé từ từ nhớ lại viễn cảnh lúc trước, sau một khoảng thời gian mẹ của cô bé bị bắt đi thì đã được đám quý tộc thả về với bộ dạng không còn là con người với cơ thể dị dạng của một quái vật gớm ghiếc cô ta từ từ tiến lại gần cô bé và gọi tên cô bé lúc đó lina vẫn chưa biết bản thân đang phải đối mặt với thứ gì liền chạy đến nắm chặt tay người mà cô bé gọi là mẹ mẹ ơi cuối cùng mẹ cũng đã trở về rồi chúng ta mau rời khỏi nơi này đi bỗng nhiên lina hoảng hốt khi nhìn thấy bộ mặt thật sự của người mà mình đang đối mặt một cơ thể quái vật dị dạng toàn thân tỏa ra luồng khí đen hắc ám muốn bắt lấy lina nhìn thấy thứ quái dị trước mặt lina vô cùng hoảng hốt cố lùi về phía sau lina rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cảnh mẹ của mình đã biến thành một con quái vật với hình thù kỳ quái bất chợt một người đàn ông chạy đến bế lina lên để rời khỏi con quái vật đang bị khống chế đứa bé ngốc này còn ngây ra đó làm gì nữa vậy hả con à con phải rời khỏi đây không được quay đầu lại đây không còn là thế giới của con người nữa rồi những gì đã xảy ra ở đây chỉ có thể được kể cho những người đủ mạnh mẽ sau khi kể ra mọi chuyện mà mình đã trải qua lina nằm trên giường buồn bã bật khóc nức nở taliza đưa tay lên xoa đầu cô bé an ủi em cứ yên tâm đi nhóc con tụi chị sẽ kết thúc tất cả những chuyện này khưu kiên nhìn chằm chằm về phía cô bé đang nằm trên giường chuyện này chỉ đành nhờ vào jessica cô ấy sẽ là then chốt phá vỡ thế cục của chuyện này đêm hôm đó ở thành trì nơi trú ngụ của đám liên minh quý tộc đang hoành hành ở nơi đây Tên mang áo bào trắng đưa mũi kiếm chĩa thẳng về phía của Jessica, cuối cùng là các hạ Jessica, mục tiêu của cô là một đứa trẻ đã trốn thoát khỏi liên minh của chúng ta. Tiếp đó hắn đưa cho Jessica một bức tranh chân dung có chứa dung mạo của đứa trẻ đã trốn thoát khỏi liên minh, ta rất cảm kích mọi người đã gia nhập, nhưng tương ứng với nó ta cần nhìn thấy sự trung thành của tất cả mọi người. Sau khi nhìn thấy chân dung của đứa trẻ, nét mặt của Jessica dần dần hốt hoảng. Sau đó Jessica cúi đầu hành lễ nhận lệnh của tên mang áo bào trắng ngài sẽ được nhìn thấy ngay thôi thưa bệ hạ sau đó jessica từng bước rời khỏi cung điện đi đến trước cổng thành trì của liên minh quý tộc cô ta đang bối rối với quyết định lựa chọn của mình nét mặt trầm ngâm ta nên chọn một người hay là chọn một lãnh thổ đây chứ ngay sau đó jessica triệu hồi một vòng tròn dịch chuyển ma thuật để rời khỏi liên minh quý tộc bên cạnh đó ở trong một góc tối có một người đang âm thầm theo dõi quan sát nhất cử nhất động của jessica hắn ta sau khi thấy jessica đã dịch chuyển đi nên mất dấu từ đó nét mặt hắn tỏ vẻ khó chịu chết tiệt đã mất dấu cô ta rồi. Chuyện cảnh đếm vị trí mà Khưu Kiên cùng những người còn lại đang đi đến, chúng ta nên đưa cô bé đi lạnh nạn ở nơi khác, cô bé ở lại đây rất nguy hiểm. Lina ôm trầm lấy cánh tay của Khưu Kiên hét lớn khi nghe mọi người muốn bắt mình đi đến một nơi khác. Em không muốn đi nếu anh chị đánh bại được bọn họ thì em cũng muốn nhìn thấy khoảnh khắc đó. Tanika cảm thấy bực mình quát lớn về phía Lina, nhóc con em ở đây chỉ làm hỏng việc thôi. Lina ngoảnh mặt lại nhìn về phía của Tanika đưa ra khuôn mặt trêu chọc, bà già lêu 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 khưu kiên ở bên cạnh cười lớn khiến tanika bất lực thôi đi cứ để con bé đi theo chúng ta nó ở bên cạnh tôi thì còn có thể gặp nguy hiểm gì được nữa chứ tanika tức giận nhìn khưu kiên anh cười cục cước gì hả taliza bất chợt phát hiện ra jessica đang ẩn nấp ở một góc liền ngạc nhiên ơ ờ, là jessica sao jessica đứng trên cành cây cao tay giữ chặt tắm chân dung của lina tôi cần mang con bé đó đi tôi cần sự tín nhiệm của bọn họ tanika đứng một bên liếc mắt nhìn jessica bọn họ cần con bé này sao rốt cuộc là bọn họ đang muốn làm gì vậy hả jessica nhìn chằm chằm về phía của nhóm người của khưu kiên tôi cũng không rõ nhưng điều tôi biết rõ nhất là cô bé nhất định không sống nổi khưu kiên đưa tay ra ngăn cản bày tỏ thái độ tức giận của mình vậy thì không được nếu coi con bé là cái giá của sự tín nhiệm của cô thì chuyện này đã đi xa quá so với dự tính ban đầu của chúng ta rồi đó jessica bày tỏ nỗi lòng của mình trước mặt khưu kiên dự tính ban đầu của tôi là cứu lấy cả lãnh thổ này So với việc này thì hy sinh một mạng người có đáng là bao, cho dù đó có là một đứa bé đi chăng nữa, Taliza giữ chặt lấy Lina với nét mặt phẫn nộ. Sao có thể như vậy được chứ? Chuyện này không thể được. Khưu kiên chừng mắt nhìn Jessica. Một mạng người đương nhiên không thể so sánh được, nhưng một khi mở miệng lần tiếp theo có thể là một gia đình, một tòa thành, một quốc gia, thì đến lúc đó cô phải làm sao hả? Mỗi lần đều so lớn nhỏ như vậy sao? Jessica tiếp tục thi triển pháp thuật của bản thân. Tôi đã quyết định rồi, Dứt lời Jessica thi triển pháp thuật tấn công về phía của Khưu Kiên khiến tất cả mọi người bất ngờ. Khưu Kiên trừng mắt nhìn chằm chằm Jessica, không ngờ chúng ta lại đối diện với cảnh đao kiếm tương tàn như thế này. Jessica nhanh chóng tấn công về phía cô bé khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Không, đao của tôi sẽ không tấn công về phía chúng ta. Những giọt máu tươi từ từ bắn ra đầu của cô bé cũng đã rơi xuống. Trong chớp mắt Jessica một tay giữ chặt đầu của Lina lạnh lùng đứng trước mặt nhóm người của Khưu Kiên. Khưu Kiên cùng Taliza và Tanika cũng bất ngờ hoảng hốt trước hành động của Jessica. Khưu Kiên trừng mắt nhìn Jessica với thái độ tức giận phẫn nộ. Mặc dù đây là ý kiến của tôi, nhưng cô cũng không nên nhập vai sâu đến như vậy chứ. Jessica ôm đầu của của Lina tiếp tục xoay người rời đi. Rút kiếm thì dễ nhưng cha vào vỏ mới khó đây là điều mà anh đã từng nói với tôi. Tôi nghĩ bây giờ tôi cũng đã hiểu đó là cảm giác như thế nào rồi. Khưu Kiên cau mày nhìn theo bóng lưng của Jessica. Tôi đã nói là tên đã rời cung thì không thể nào quay lại. Thôi vậy. Ý nghĩa cũng chẳng khác nhau là mấy, nhưng đừng quên kịch vẫn còn chưa diễn xong đâu." Jessica ngoảnh mặt liếc nhìn Khưu Kiên. "Thôi khỏi đi, trước giờ tôi chưa từng thích nghe ca kịch." Nói xong Jessica dịch chuyển biến mất trước mắt tất cả mọi người. Taliza nhìn theo hình bóng của Jessica, "Cứ để cô ấy đi như vậy à?" Tanika đứng ở phía sau nhìn về phía của Jessica, "Không thì sao chứ, trong chúng ta tay ai mà chưa từng dính máu người chứ? Cô buộc phải truy cứu cô ấy vì mức độ của chuyện này sao?" Taliza nhìn vào nét mặt của Khưu Kiên ta thì không. Nhưng anh ấy thì lại khác, Tanika tiến đến đứng bên cạnh của Khưu Kiên. Đúng vậy, đây là chỗ duy nhất không tự nhiên trong chuyện này. Phản ứng của anh với chuyện này có hơi giống với bọn tôi, nói thử xem anh đang nghĩ như thế nào. Jessica đồng thời cũng đã dịch chuyển đến thành trì của liên minh quý tộc. Bất chợt cô ta phát hiện ra có người đã âm thầm theo dõi mình liền ngoảnh mặt lại quan sát. Ngươi rốt cuộc là ai? Alex dưới hình thái ngụy trang của mình tay giữ chặt kiếm. Ta chính là quỷ hồn của địa ngục trần gian này ta là thẩm phán tối cao được trời cao phái xuống để phán định nhân gian quan trọng nhất là ta chính là bạn bè của cô bé trước ánh mắt ngạc nhiên của jessica alex nhanh chóng dứt khoác lướt ngang vung kiếm hất bay đầu của lina khỏi jessica jessica không một chút nhân nhượng khởi động ma thuật của mình nhắm về phía alex vậy thì đừng nhiều lời nữa để bạn của ngươi chết đúng chỗ đi jessica ngưng tụ pháp thuật của bản thân tạo ra một biểu tượng pháp thuật ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của cô bé vì lý do này Tôi không quan tâm đến sự sống hay cái chết của bất kỳ người bạn nào của cô bé, một đòn tấn công ma pháp lập tức được đánh ra tỏa ra nhiều vệt lôi điện mạnh mẽ. Qua đó Alex cũng đã bị đánh bay lớp mặt nạ của mình và bị lộ thân phận. Jessica trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Alex, thú vị đấy, thì ra là ngươi sao? Alex, cậu chủ của gia tộc Allende, ngươi muốn chống lại cả gia tộc của mình sao? Alex hoang mang tay giữ chặt thanh kiếm của mình nhìn Jessica, ta không biết, ta chỉ muốn làm những chuyện mà bản thân ta cho là đúng thôi. Jessica cau mày nhìn chằm chằm Alex, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngươi đã thăm dò ta, bây giờ ngươi cũng biết rồi đấy, chúng ta cùng một phe, nhưng ngươi lại ra tay cản đường ta là có ý gì vậy hả? Alex nét mặt có chút bối rối nhìn Jessica, cùng một phe ư, có lẽ là thế nhưng ta không phải là loại nuông chiều sinh hư, nhưng ta quan tâm đến cách nấu chín thức ăn hơn là bản thân nó, Alex với thái độ tức giận chĩa kiếm về phía Jessica, nếu quá trình chế biến không ổn, thì dù có đẹp mắt ta cũng không thèm đụng vào nó một miếng bất chợt cái đầu của Lina phát ra tiếng nói khiến Alex bất ngờ, nói cũng hay quá nhỉ. Đầu của Lina từ từ chuyển động nói với Alex, thật khiến cho người ta cảm động đấy nhỉ. Alex hoảng hốt sợ hãi vung tay ném mạnh đầu của Lina lên trời la hét hoảng loạn. Ngay sau đó Khưu Kiên cũng đã lộ diện ôm lấy đầu của Lina nhìn chằm chằm Alex, quả thực không sai nhưng lần sau không cần tự nói ra những lời này, nhỡ may hỏng chuyện thì phải làm sao chứ. Jessica tiến đến trước mặt của Alex, Alex lòng chính trực của ngươi khiến người ta rất cảm động, như những gì ngươi thấy đấy lina không bị ta giết chết đây chỉ là thuật che mắt của anh ta mà thôi chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi alex ngơ ngác nhìn nhóm người của khưu kiên đang đứng ở trước mặt các người tất cả những chuyện này các người đã bàn bạc từ trước rồi sau tanika và taliza ở phía sau tỏ vẻ tức giận anh ta không hề nói bất cứ thứ gì cho hai người bọn tôi biết khưu kiên ngại ngùng gãi đầu ạc chuyện cũng không khác như vậy là mấy alex đứng trước mặt nhóm người của khưu kiên nếu các người đã tự tin vào kế hoạch của mình như vậy vậy thì ta cũng có thể giúp đỡ các người. Jessica đứng ra tỏ lòng thành kính với Alex, cảm ơn anh rất nhiều. Alex, kẻ thù mà chúng ta đang phải đối mặt ngay bây giờ, có thể không hề đơn giản đối với anh. Khiêu kiên đứng bên cạnh nhìn Alex tiếp lời, suy cho cùng trận chiến này có liên quan đến gia tộc của anh, tôi cũng không biết anh xem trọng chuyện này đến cỡ nào. Nói thế nào đây nhỉ? Ừm, là chính nghĩa có đúng không? Tanika ở một bên trầm mặc, đừng mong đợi những người ở trên cao với vợi kia sẽ trả giá quá nhiều cho sự chính nghĩa. Talisa bước đến đứng trước mặt Alex. Alex lựa chọn của anh có thể quyết định tương lai cho anh và cả vùng đất hoặc thậm chí là cả thế giới này. Nếu anh cần có thời gian suy nghĩ thì cũng không sao cả. Alex với ý chí quyết tâm chính nghĩa, tôi không biết và tôi không thể nghĩ nhiều về điều đó. Tôi chỉ muốn làm điều này ngay bây giờ, chỉ thế thôi. Jessica tiến đến bày tỏ lòng thành của mình, kể cả là như vậy. Alex, chúng tôi vẫn luôn hoan nghênh anh gia nhập với chúng tôi. Chuyển cảnh đến pháo đài của Liên minh quý tộc mà tên gian ác kia đang thống trị. Jessica tiến vào hành lễ trước mặt tên công tước, rất vinh hạnh, ta đã không phụ sự tín nhiệm của công tước dành cho ta. Chỉ cần có kẻ nào gây bất lợi cho công tước tôn kính, cho dù là ai ta cũng sẽ khiến hắn phải câm miệng, tên công tước ngồi trên ngai vàng của mình nhìn Jessica. Jessica, ngươi đã chứng minh được lòng trung thành và sự dũng cảm của ngươi, ta hy vọng rằng ngươi có thể đóng góp một phần sức lực của mình cho đế chế, người đâu đưa cô ấy đến gặp gặp ám hồn chi chủ. Nét mặt của Jessica dần dần đắc ý khi lấy được sự tín nhiệm của tên công tước trước mặt, sau một lúc Jessica đã được thuộc hạ của công tước dẫn đến ám hồn chi chủ nằm sâu bên trong pháo đài. Trước mặt là còn có một người đang ngồi trên một chiếc xe lăn cổ đại. Hắn ta chính là thuật sĩ luyện kim, Talos Seward. Hắn ngoảnh mặt nhìn về phía thuộc hạ của mình mới nét mặt nham hiểm. Có khách mới đến thăm à, hắn nhìn chầm chầm Jessica. Người này là thuật sĩ tên là Jessica đúng không? Tên thuộc hạ đứng trước mặt liền đáp lời. Đúng vậy thưa chủ nhân, hắn ta chăm chú quan sát tỉ mỉ hình dáng và chi tiết của Jessica. Đôi cánh ma thuật ư, ta từng nghe nói về cô cô thật sự ngu ngốc đến mức muốn đặt chân vào nơi này sao jessica ngơ ngác trầm ngâm trước lời nói của talos hắn nói những lời đó là có ý gì đây chứ talos tiếp tục xoay hướng về phía trước được rồi mặc kệ các người như thế nào nếu bọn họ đã thừa nhận cô vậy thì cũng mặc kệ luôn chuyện của ta đi jessica cau mày nhìn chằm chằm về hướng của talos rốt cuộc nhiệm vụ của ta là gì chỉ cần quan sát người què tàn tật chơi đùa với chiếc xe lăn như vậy thôi sao talos tiếp đó liền ném cho jessica một tờ ủy thác ta thích khiếu hài hước của cô rồi đấy, chúng ta cần tìm một loại năng nguyên mới, một loại kỹ thuật có thể thay thế năng nguyên ma thuật. Jessica chăm chú nhìn vào bên trong tờ ủy thác trầm ngâm, hửm cái này là cái gì vậy chứ? Talos liếc mắt nhìn Jessica như đang muốn thăm dò cô ta. Khó lắm đúng không? Vì nhiệm vụ này không phải dành cho khoa học hay sự tiến bộ, mà nó dành cho một thế giới hoàn toàn mới. Jessica cau mày nhìn chầm chầm Talos. Các người thực sự cảm thấy một phù thủy có thể làm được những chuyện này sao? hay là các người chỉ tùy tiện giao một nhiệm vụ bất khả thi này cho ta vậy hả talos ngồi trên chiếc xe lăn của mình cười phấn khích cứ cố gắng làm hết sức mình đi không làm được cũng chẳng ai trách cô đâu dù sao chúng ta cũng đã có đủ nguồn lực và kinh phí rồi jessica liền đồng ý với nhiệm vụ mà talos giao được thôi cảm ơn sự giúp đỡ của ông ngài thuật sĩ luyện kim talos tiếp đó nhìn theo bóng lưng của jessica nói lớn đợi một chút đã cô biết ma thuật hắc ám là gì đúng không cô có kiến nghị nào phù hợp với các tác phẩm của ta không Jessica vừa bước đi vừa vọng lại giọng nói của mình. Ai mà biết được chứ, có lẽ ông nên nhét một con keo pi vào mông mình thử xem. Như thế ông có thể sống sót trong đầm lầy mà không cần phải đắn đo như ông định làm ấy. Talos nở một nụ cười quái dị rồi đưa tay lên cao, cô cũng có dũng khí đấy. Nhưng tiếc ghê, ta không thích loại chuyện cười như vậy. Hắn ta nhanh chóng đưa tay ấn vào chiếc nút điều khiển trước mặt. Một khung cảnh quái dị trong lồng chứa dần dần hiện ra trước mắt tên Talos. Bên trong có chứa thi thể con người và một con quái vật người cá một con quái vật sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ mà nó nhìn thấy. Jessica không một chút quan tâm xoay người bước đi rời khỏi ám hồn chi chủ. Ta đi đây chúc ông vui vẻ. Tên tiếp tục nở một nụ cười gian ác cùng khuôn mặt quái dị của mình. Tạm biệt, cảm ơn sự chỉ điểm của cô. Chuyển cảnh đến nơi trú ngụ của Jessica, Tanika ngồi trên khung cửa sổ bàn bạc với những người còn lại. Năng nguyên mới là sao chứ? Điều này có thể thay đổi thế giới nhưng bọn họ lại muốn dùng nó để chế tạo ra quái vật sao? Jessica ngồi trầm ngâm trên một chiếc ghế nhìn về phía tất cả mọi người, vấn đề ở đây là ta cần nguyên năng mới này mới có thể tiến thêm một bước vào nơi then chốt của bọn chúng, nhưng mà làm sao có thể có được thứ như thế này chứ? Khưu Kiên ngồi một bên chăm chú nhìn Jessica, đương nhiên là có rồi, với thế giới này mà nói thì ta chính là nguyên năng mới. Taliza có chút lo lắng nhìn về phía Khưu Kiên, không được chuyện này quá nguy hiểm, điều này chẳng khác nào để bại lộ thân phận của anh dưới tầm mắt của bọn họ. Jessica ngồi bên cạnh cũng đưa ra quan điểm của mình. Hơn nữa cách này cũng không hề khả thi, tôi phải làm như thế nào chứ? Trói anh rồi đưa anh đến chỗ của bọn họ à? Khưu Kiên đưa ra hướng giải quyết của mình, tôi sẽ giải phóng một phần linh lực, cô chỉ cần đưa linh lực này đến đó là được rồi. Tanika liếc nhìn Khưu Kiên phản bác, anh nghĩ điều đó có gì khác biệt ư? Lỡ như kẻ đứng đằng sau của bọn họ là người đàn ông áo choàng đen đó thì sao? Hắn rất quen thuộc với linh lực của anh. Taliza bắt đầu đồng tình với ý kiến của Khưu Kiên. Thực ra chuyện này vẫn khá ổn với anh dù sao khoảng cách cũng khá xa mà. Jessica trực tiếp đưa linh lực qua chẳng khác nào trần chuồng lõa thể bại lộ trước mặt bọn họ. Jessica đảo mắt nhìn Khưu Kiên với nét mặt dâm đãng. Ô tôi thích kiểu so sánh này của cô, vậy thì không đi không được rồi. Tanika ôm đầu bất lực trước suy nghĩ của Jessica. Này bé yêu ơi, như cô đã nói đây chỉ là so sánh mà thôi, chắc cô không định ngủ với ai đó đấy chứ. Jessica đưa tay lên môi của mình với nét mặt thích thú phấn khích. À cái đó thì chưa chắc. Khưu Kiên cùng Taliza và Tanika đơ mặt mất cảm xúc. Là Alex sao? cô ấy thật sự muốn ngủ với Alex ư. Jessica từ từ đứng dậy liếc nhìn Khưu Kiên, tóm lại rủi ro của chuyện này có thể đáng để thử. Nếu không mấy chuyện mà chúng ta làm trước đây chẳng khác nào một trò hề, có đúng không? Khưu Kiên nghe xong bất ngờ đứng bật dậy khiến tất cả những người có mặt giật mình ngạc nhiên. Anh ta tiếp tục vận khí của đạo Pháp ngưng tự ra một quả cầu linh lực của bản thân đem ra trước mặt, tiếp đó Khưu Kiên truyền nguồn linh lực của mình về phía của Jessica. Jessica ở một bên đã đưa ra bình chứa ma pháp của mình để hứng lấy số linh lực mà khưu kiên truyền thừa. Nét mặt cô ta vô cùng phấn khích lấy nắp đậy lại. Được rồi mấy ngày nữa ta sẽ đưa qua đó cho bọn họ. Ta phải nhanh chóng xem được bí mật của ám hồn chi chủ mới được. Khưu kiên nhìn chằm chằm Jessica. Hãy nhớ phải thật cẩn thận. Tất cả đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Jessica bày ra nét mặt vui vẻ mỉm cười nhìn khưu kiên. Tôi thích cách nói của thế giới các anh ghê. Yên tâm đi tôi sẽ không như con thiếu thần đâu. Nhìn thấy điệu bộ thân thiết của Jessica đối với Khưu Kiên, Tanika và Talisa hoảng hốt thầm nghĩ là Khưu Kiên ư, cô ấy thật sự muốn ngủ với Khưu Kiên. Ba ngày sau đó, Jessica cũng đã mang lọ linh lực mà Khưu Kiên truyền thừa đem đến ám hồn chi chủ. Tentalos vừa thấy Jessica đến liền bày ra bộ mặt quái đản biến thái. Ô cô phù thủy danh mãnh của ta đến rồi đấy ư, đoán không chừng cô đã có tiến triển gì rồi đúng không? Jessica nhìn chầm chầm Tentalos đang ngồi trên chiếc xe lăn có được coi là tiến triển không ta cũng không biết rõ nhưng quả thực ta đã tìm được một thứ khá hay ho jessica lấy ra lọ linh lực mà khưu kiên truyền thừa đem ra trước mặt tên talos thứ này nằm trong kho tàng của hội phù thủy nó chứa đựng những nguồn năng lượng kỳ lạ mà ta chưa từng tiếp xúc bao giờ nói thật ta cũng không rõ đây là thứ gì tên talos cho thuộc hạ mang lọ linh lực đến cho mình rồi nhìn về phía jessica cô thật sự không biết sao hắn nâng lọ linh lực lên quan sát trước nét mặt lo lắng của jessica tốt lắm ta thì khá quen với nó để ta nói cho cô biết nó tên là gì nhé, cái này được gọi là linh lực. Nó thuộc về những kẻ đến thế giới này trong thời kỳ thiên thể hội tụ, hắn bắt đầu đưa tay ra lôi mảnh vãi đang che một bình chứa bên cạnh, ta sẽ cho cô xem. Đồ nhà quê, trước mặt dần dần lộ diện ra cơ thể của Daniela đang bị giam giữ trong bình chứa, tên Talos bắt đầu cười đắc ý, thứ linh lực này chúng ta không hề thiếu. Jessica nhìn qua bể chứa cũng đã phát ra đó chính là Daniela người đã đi cùng Khưu kiên một khoảng thời gian dài, nét mặt jessica vô cùng ngạc nhiên trước những gì mình đang chứng kiến daniela hóa ra là cô đang ở đây jessica ngơ ngác chăm chú quan sát bình chứa của tên talos cô ấy cũng đến từ thiên thể hội tụ sao nhưng nhìn cô ấy chỉ giống một thợ săn ma bình thường thôi mà talos nhe răng cười lớn một cách thích thú thợ săn ma bình thường sao lại có được nguồn năng lượng lớn như vậy chứ hoàn toàn giống như kẻ đang ở bên cạnh của cô đấy jessica bất chợt nhận ra vấn đề của mình liền ngưng tụ sức mạnh pháp thuật trừng mắt nhìn talos thì ra hắn đã sớm biết chuyện của mình rồi tên talos ngồi trên xe lăn ngay lập tức ấn nút kích hoạt daniela theo sự điều khiển của hắn bắt đầu đưa tay lên ngưng tụ sức mạnh nhắm về phía của jessica jessica bắt đầu trở nên hoang mang trước hành động này không có chút cơ hội thắng nào jessica vội vã cắn rách ngón tay của mình dùng máu của mình để thi triển pháp thuật của bản thân đối diện với đòn tấn công của daniela mặc dù biết là chuyện sớm muộn nhưng vẫn khiến cho người ta không kịp trở tay Daniela vung tay phá vỡ bình chưa trong trạng thái điều khiển chừng mắt nhìn chầm chầm về phía Jessica. Hóa ra cô ấy vẫn luôn ở đây. Trước đòn tấn công mạnh mẽ của Daniela, Jessica hoàn toàn bị khống chế cố gắng triệu hồi sức mạnh của bản thân. Nữ thần chi mô vĩ đại ta lấy máu mình để triệu hoán. Ta nguyện giao tất cả những thứ mà ta có cho ngài. Jessica trong trạng thái bị trói buộc cố dùng máu của mình để triệu hồi sức mạnh cho bản thân. Ta cầu xin ngài, hãy cứu lấy ta trong chớp mắt Jessica phá vỡ hoàn toàn khống chế mà bản thận chịu phải với cổ sức mạnh của thần linh. Daniela cũng đã phát động tấn công cùng nguồn năng lượng khổng lồ của mình lao đến tấn công Jessica. Daniela lúc này đã bị điều khiển. Liên tục tấn công vô số đòn chí mạng về phía của Jessica khiến cô ấy không thể chống đỡ. Tên Talos ở bên cạnh cười lên đắc ý với nét mặt gian ác. Biết nhiều bí mật như vậy ngươi nghĩ rằng có thể chạy thoát khỏi tay ta được sao? Jessica vội vàng dùng toàn bộ năng lượng pháp thuật của mình để bỏ chạy khỏi ám hồn chi chủ. Những bí mật này không phải là do ngươi tự cho ta xem sao? Nhìn thấy Jessica dùng toàn lực bỏ chạy, Talos nở một nụ cười đắc ý đầy gian xảo nhìn theo Jessica một bên vừa chạy vừa cau mày ngẫm nghĩ. Daniela đã ở đây cũng chứng minh kẻ đứng sau sự kiện này quả nhiên là tên mặc áo choàng đen đó. Ta phải nhanh chóng thông báo cho nhóm người Khưu Kiên biết mới được. Không được thời gian gấp rút mình sẽ bị bắt trước khi thông báo tin này cho Khưu Kiên mất. Đành phải chấp nhận rủi ro thôi. Chuyển cảnh đến nhà riêng của Alex cậu ta vẫn đang vô tư từ ngôi nhà của mình quan sát ra bên ngoài. Bất chợt Alex ngạc nhiên khi có vật thể gì đó xoẹt ngang lao vào nhà của mình. Bất chợt có tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Anh có ở đó không vậy, Alex? Ta là Talos ở ám hồn chi chủ. Alex ngay sau đó tiến đến mở cửa ra nhìn Talos. Ông đến đây tìm ta có chuyện gì không? Tên Talos cười lớn trước mặt của Alex. Jessica phản bội chúng ta rồi cô ta vừa chạy tới nơi này. Ta chỉ muốn xác nhận độ an toàn của anh mà thôi. Alex nhìn chằm chằm Talos có chút tò mò, Jessica sao? Cô ta phản bội ư, nhưng theo như ta được biết, kế hoạch chân chính của chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Cô ta phản bội để được cái gì chứ? Talos tiếp tục tiến vào bên trong nhà của Alex, nói ra thì là do lỗi của ta. Ta đã cho cô ta thấy quá nhiều bí mật chỉ vì muốn thăm dò cô ta. Anh yên tâm đi, ta sẽ không để cho cô ta còn sống mà rời khỏi pháo đài này đâu. Alex cao mày nhìn chằm chằm Talos nói ra quan điểm của mình. Pháp sư ư, Tôi cá là cô ấy là cao thủ ma thuật truyền tống nói không chừng đã chạy từ sớm rồi. Talos bắt đầu lấy ra một cái máy hút bụi cổ đại với nét mặt thâm hiểm. Tiếc là bây giờ cô ta không thể thi triển năng lực của pháp thuật này nữa rồi. Suy cho cùng vì để sống lâu hơn một chút cô ta đã biến mình thành một luồng ma pháp khí thể. Chỉ cần một chút kỹ xảo là ta có thể bắt được cô ta. Hắn tiếp đó đưa tay nâng máy hút bụi lên cao cười háo hức. Anh xem quả nhiên là cô ta đã trốn ở đây. Đúng là đồ nghịch ngợm. Cô muốn làm gì con trai nam tước của chúng ta vậy hả? jessica cuối cùng bị talos nhốt trong một bình chứa liên tục gào thét tức giận mau thả ta ra tên khốn nạn này talos bắt đầu lộ ra nét mặt quái dị hung tàn của mình áp sát mặt vào bình chứa tiếp đó dùng công nghệ của mình nghiền ép jessica hòa tan vào trong dung dịch có trong bình chứa hắn ta giữ chặt bình chứa cưỡng ép mà nghiền ma pháp khí